này quân sĩ lập tức truy kích quét sạch, tội đảo rất có thể hội chó gà không tha. Vô số bình dân sẽ bị đánh giết, rất nhiều nữ tử cũng sẽ bị gian giết, nhánh đại quân này mới chỉnh hợp 3 tháng, quân kỷ không nghiêm, bên trong còn có rất nhiều sơn phỉ. Một khi có người cướp đoạt, gian dâm nữ con, tập tục sẽ lập tức lan tràn, đến lúc đó thế cục liền không thể khống chế. Ha ha, phó thương cười lạnh một tiếng, phản bác, vậy ngươi nói như thế nào chúng ta muốn tiến công vô tận biển sâu, tội đảo nhất định phải là hậu phương giống như hậu phương bất ổn, thỉnh thoảng có người công kích chặn giết quấy rối, đến lúc đó đại quân vừa loạn, chúng ta đều sẽ chết tại vô tận biển sâu, người nói là chúng ta chết vẫn là tội đảo những này phản nghịch chết tốt một chút. Bác đế nói lời cũng có đạo lý, tội đảo tại Đông Hoàng Đại Lục cùng vô tận dưới biển sâu ở giữa, nếu không ổn định, đại quân một khi hậu phương bốc cháy, nói không chừng toàn bộ đều sẽ lưu tại vô tận biển sâu, tử đạo hữu không chết bần đạo A. Chiến đế trầm mặc một lát, mở miệng nói, truy kích nhất định phải truy kích, đại chiến giảng cứu là khí thế. Đại quân không thể chỉnh đốn, nhưng cũng không thể loạn giết, như vậy đi. Cửu đế gia tộc đều chuyển một số người ra, tạo thành 10 con đội chấp pháp, quân kỷ nghiêm minh, không phải đánh giết bình dân, cướp đoạt tài vật, gian dâm nữ con. Chiến đế biện pháp này tương đối đúng trọng tâm, những người còn lại nhao nhao gật đầu phụ họa. Từng đạo quân lệnh truyền xuống, 10 con đại quân bắt đầu xuất phát, triệt để thanh lý tội đảo sở hữu quân đội võ giả cam đoan hậu phương an ổn các đại gia tộc cũng rút ra con em dẫn đội thành lập đội chấp pháp giám thị quân đội lăng thất kiếm kiếm vô ảnh vũ nghịch đồ long dạ ưng bọn người nhao nhao bị phái ra ngoài trở thành đội chấp pháp đội trưởng tội đảo bán thần đã toàn bộ đánh chết trong đảo cũng không có nguy hiểm lần này dẫn bọn hắn đi ra ngoài là lịch luyện có như thế cơ hội tốt tự nhiên muốn thả ra chiến đế bọn người thì ở giữa điều hành xuất lĩnh mấy trăm vạn đại quân bay thẳng thần tứ đảo san bằng tội đảo sở hữu đại đế tâm tình đều rất không tệ, đây là một bút dù ai cũng không cách nào xóa đi công tích. Hơn 70 vạn năm qua, cửu đế gia tộc ra bao nhiêu cường giả, bao nhiêu tộc trưởng chiến lược kinh thiên, kế hoạch, mưu lược vĩ đại mơ hồ, nhưng người nào có thể san bằng tội đảo ai có thể hủy diệt 13 gia tộc, ai có thể rửa sạch cửu đế gia tộc xỉ nhục. Chỉ có bọn hắn, chiến đế cùng bắc đế còn muốn, đại quân một đường quét ngang qua, đem vô tận biển sâu yêu hoàng yêu tộc toàn bộ huyết tẩy một lần, đem vô tận sâu hải nam bên cạnh phía bắc phía đông bị yêu tộc chiếm lấy đại lục toàn bộ đánh hạ, lại đem nhân tộc di chuyển đi qua, vậy liền coi là là khai cương khoách thổ, nhưng so sánh huyền đế công tích. Sở dĩ cái này một hai ngày đến, bắc đế chiến đế thú đế tả đế kiếm đế cả thiên đều là mừng khấp khởi, mỗi ngày ngồi cùng một chỗ uống rượu, tự liền âm đế lặng yên mất tích đều không hề hay biết, đối với mấy đường đại quân có người bắt đầu cướp bóc đốt giết càng là không có để ở trong lòng. Lần này đại chiến bọn lập công, xuất lực, chịu khổ, chết rồi, đả thương. Thắng lợi, cho bọn hắn phát tiết một phen, lấy chút chỗ tốt cũng không phải vấn đề lớn nha, lần này lấy chút lợi lộc, lần sau đại chiến sẽ ra sức hơn không phải rất nhiều đội chấp pháp báo cáo, bọn hắn đều chỉ là hạ lệnh hình phạt một phen, không có giết một người. Các vị đại đế dung túng, để cướp bóc đốt giết chi phong thoáng cái tựu chậm rãi lan tràn ra, đến đằng sau đội chấp pháp dứt khoát cũng gia nhập cướp bóc đốt giết trong đại quân, toàn bộ người đều giết đỏ cả mắt, thế cục thoáng cái trở nên không cách nào khống chế các loại chờ đường thần cơ bọn người nhận được tin tức, triệu tập sở hữu bộ thống soái gia tộc tộc trưởng mở hội, lại phái ra mới đội chấp pháp đi khống chế tình thế lúc, đã là sau 6 ngày. Mà cái này 6 ngày, tội đảo mấy trăm triệu bình dân bị giết, mấy vạn tòa thành trì bị phá hủy, toàn bộ tội đảo thi cốt như núi, máu chảy thành sông, tội đảo trở thành địa ngục đảo. chương 1179, thiên hạ là cờ. Vẹn vẹn 6 ngày, 9 tòa quần đảo tự có 7 tòa quần đảo, mấy vạn thành trì 400 triệu bình dân toàn bộ bị đánh giết. Đại quân những nơi đi qua, thành trì bị san thành bình địa, tài bảo đều bị cướp sạch, cô gái xinh đẹp cũng bị tranh đoạt rất nhiều, ngày đêm gian phóng túng, theo về sau thống kê 6 tòa quần đảo tại đại quân chỗ qua về sau, sống sót vẻn vẹn chỉ có 300 vạn người. Vũ nghịch bọn người bắt đầu còn rất bốn phía gian dậy bắt người, nhưng báo cáo đi lên, phía trên truyền lệnh xuống tới chỉ là hình phạt. Bọn hắn đem bắt lại người rút mấy trăm roi, đối với những cái kia thiên quân tới nói cái này cùng mang hộ ngứ không có khác nhau chữa thương mấy canh giờ tự khôi phục đến đằng sau vũ nghịch lăng thất kiếm mấy người cũng mặc kệ bởi vì không có cách nào quản những đại quân này cũng không phải là mấy nhà quân đội là toàn bộ đại lục lớn nhỏ ra cường giả chỉnh hợp mà thành căn bản không phục quản giáo nhìn thấy người khác cướp đoạt vô số bảo vật thiên thạch nữ nhân xinh đẹp ai không đỏ mắt đương nhiên để thất thố mở rộng nhanh như vậy tội đảo cùng đông hoàng đại lục cừu hận là nguyên nhân chủ yếu Đông Hoàng đại lục con dân từ nhỏ đã mưa dầm thấm đất, nội tâm nhận định tội đảo người đều là đại gian đại ác ma đầu, là Đông Hoàng đại lục đối thủ một mất một còn, là nhân tộc phản đồ cùng sỉ nhục. Chính là bởi vì điểm này, những cái kia cửu đế gia tộc tạo thành đội chấp pháp cũng dung túng một chút, phía trên các đại nhân vật đều không nói gì, bọn hắn cũng lười quản. Mới đội chấp pháp đến rồi, lần này làm thật, ai dám cướp bóc đốt xiết xiết chết bất luận tội, tại liên tục giết mấy ngàn tên kiệt ngạo bất tuần cuồng đồ về sau, Đông Hoàng Đại Lục quân đội bắt đầu ước thúc. Gần nhất liên tục giết người, nội tâm sinh ra lệ khí đều áp chế xuống, toàn bộ tỉnh táo lại. Đương nhiên, đối mặt tội đảo còn sót lại quân đội, liên quân bên này vẫn là không lưu tình, phàm là dám phản kháng động thủ người, đồng dạng giết chết bất luận tội, chưa từng muốn tù binh cùng người sống. Đại quân một đường dẹp yên đi qua, vẻn vẹn thời gian nửa tháng, tội đảo toàn bộ địa bàn luân hãm, lại có hơn 2.000 vạn người chết thảm. Bắc đế chiến đế bọn người tiến vào thần tứ thành, chiến đế tự tay đem Nam Cung Đại Đế pho tượng đạp nát, sau đó hạ lệnh đại quân chỉnh đốn, một tháng sau tiến công vô tận biển sâu. Tội đảo đại thắng tin tức như hoa tuyết truyền khắp Đông Hoàng Đại Lục, truyền khắp thiên tinh giới, Đông Hoàng Đại Lục người người như khúc mắc vui mừng hớn hở. Người người bôn tàu bẩm báo, trên đường chúc mừng, cửu đế gia tộc ngoại trừ y ra bên ngoài, lưu thủ trưởng lão hạ lệnh toàn thành chúc mừng, tổng chúc nhân tộc đại thắng. Đồng thời rất nhiều gia tộc bắt đầu là kia chết đi ngàn vạn quân sĩ tưởng niệm, mặc niệm nhưng căn bản không có người để ý tội đảo chết đi mấy ngàn vạn đại quân mấy trăm triệu bình dân trong lòng bọn họ đông hoàng đại lục con dân mới là con dân tội đảo người nhưng căn bản không phải người đại lục gần nhất cũng rất là bình tĩnh không còn có chiến sự cũng làm cho đại lục con dân xác định lần hạo kiếp này chủ sử sau màn thật là ngao lư nếu không đoạn thời gian trước như vậy loạn vừa tiến công vô tận biển sâu tựu chẳng có chuyện gì cái này nói rõ là ngao lư đem những cái kia yêu hoàng cường giả đều rút lui trở về nha Đại lục vô số thành trì gần nhất khắp nơi đều đang đàm luận trận đại chiến này, người người đều nội tâm lửa nóng, chờ lấy tin chiến thắng đến lần nữa, chờ lấy vô tận biển sâu hủy diệt, chờ lấy nhân tộc những anh hùng trở về. Ai, vốn là đồng căn sinh, tương tiên hà thái gấp A. Phật Sơn bên trên, y thiền người mặc bạch y, một người tại trong đình viện yên lặng đốt tiền giấy, nàng cũng không đơn thuần cho chiến tử liên quân đốt, trả lại tội đảo chết đi vài ức người đốt. Giờ khắc này y thiền quan niệm cải biến rất nhiều, nhất là lần trước cùng tư đồ nhất tiếu hoàng phủ đào thiên tư đồ nhất niệm bọn người tiếp xúc về sau nàng quan niệm càng là hoàn toàn thay đổi tội đảo bên trong cũng không phải là ma đầu cũng không phải cùng hung cực ác người bọn hắn đồng dạng đều là nhân tộc chỉ là đứng tại khác biệt trận doanh mà thôi tội đảo người cùng đông hoàng đại lục người giống nhau như đúc sẽ vui giận nhạc buồn có ác nhân cũng có người thiện lương còn có vô số tay trói gà không chặt bình dân toàn bộ đại lục đều yên lặng tại trong vui mừng thắng lợi thật tình không biết đây mới thực sự là hạo kiếp bắt đầu a à. Y thiền cầm trong tay tiền giấy toàn bộ vẩy xuống trong lò lửa, nàng ánh mắt nhìn về phía phía đông, trên mặt lộ ra một tia thê mỹ nụ cười, nàng tại thời khắc này đột nhiên có một cái ý nghĩ, một cái chính nàng đều cảm giác đáng sợ ý nghĩ. Cái kia chính là chủ sử sau màn không phải ngao lưu. Nàng ý nghĩ này cũng không phải là bắn tên không đích, mà là có căn cứ, bởi vì bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều sẽ có mục đích tính, muốn nhìn kết quả cuối cùng là ai thu hoạch, thâu được ích lợi nhân tài là chủ sử sau màn rất rõ ràng ngao lưu cùng vô tận biển sâu lần này cũng không có đạt được chỗ tốt gì ngược lại đại chiến sẽ bắt đầu một cái không tốt ngao lưu muốn chết vô tận biển sâu yêu tộc cũng sẽ bị chém tận giết tuyệt đương nhiên cũng có thể là là ngao lưu tính toán không đủ chuẩn hắn bắt đầu hoàn toàn chính xác chỉ là muốn bốc lên nhân tộc nội loạn lại không nghĩ rằng sự tình diễn biến thành dạng này có lẽ hắn có thể còn có hậu chiêu có thể đem nhân tộc liên quân hủy diệt nhưng y thiền giờ khác này tựu không hiểu cảm giác chủ sử sau màn không phải ngao lư. Bởi vì nàng tin tưởng huyền đế, huyền đế là nhân loại trong lịch sử người mạnh nhất, cũng là nhất có đại trí tuệ người, không có cái thứ hai. Hắn có thể tại hơn 70 vạn năm tựu dự đoán ra huyền thần cung xuất thế, đại lục lại có hạo kiếp, như vậy hắn tại sao lại đem ngao lư thả ra huyền thần cung hắn đem ngao lư phóng xuất, chẳng lẽ lại là cố ý để ngao lư đến nhằm vào nhân tộc, chế tạo một trận hạo kiếp. Huyền đế tuyệt đối sẽ không làm như vậy, sở dĩ y thiền cho rằng ngao lư không phải chủ sử sau màn có một người càng kinh khủng hơn đang mưu đồ đây hết thảy nghĩ tới đây y thiền không nhịn được có chút không rét mà run nếu quả như thật có một người như vậy như vậy hắn tự thật thật là đáng sợ hắn đây là đem toàn bộ thiên tinh giới sở hữu đại gia tộc đại nhân vật thế lực lớn đều đùa bỡn tại trong lòng bàn tay cửu đế gia tộc ngao lư giang giật tội đảo đều biến thành trong tay hắn một viên cờ toàn bộ thiên tinh giới liền là bàn cờ hắn ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó thản nhiên đánh cờ bày mưu nghĩ kế trong nháy mắt phải ức người hôi phi yên diệt hô hô có thể là ta đa tâm đi giống như người này không phải yêu tộc kia chỉ có nhân tộc nhân tộc chết đi nhiều như vậy đối với hắn cũng không có lợi ích coi như hắn có thể nhất thống thiên hạ một cái phá toái non sông cũng không phù hợp lợi ích của hắn a khi thiền thở ra một hơi thật dài ép buộc chính mình không muốn tiếp tục nghĩ nàng cũng cảm thấy là chính mình đa tâm trên thế giới này nào có khủng bố như thế người nào có khủng bố như thế thế lực Mấu chốt nhất một điểm động cơ, trừ phi người này là thần kinh bệnh, muốn đem toàn bộ thiên tinh giới hủy diệt, nếu không sẽ không như thế phát rồ. Hơn bốn tháng, y thiền thần thức tại trống giống Phật đế thành nội đảo qua, ánh mắt chuyển hướng phía tây, một tấm tuyệt mỹ mặt cũng biến thành phá lệ cô đơn. Y ra phái đi hắc hải mấy tên bán thần không có nửa điểm tin tức trở về, Phật đế Phật hoàng bọn người thật có thể vẫn lạc. Mà Giang giật bị khốn trụ hơn bốn tháng, theo nhà hắn bán thần suy đoán, nhiều nhất còn có hơn một tháng huyền thần cung bên trong năng lượng liền muốn hao hết, đến lúc đó huyền thần cung liền muốn hủy diệt, giang giật mấy người cũng muốn bị oanh thành bột mịn. Hủy diệt, đều muốn hủy diệt đi, y thiền nhắm mắt lại u u thở dài, quay người đi vào chính mình lầu các, nàng thay đổi một thân xanh y thiền phục, đối mặt trên tường một cái cự đại thiền tĩnh tỏa. Trên mặt nàng vô hỉ vô bi không giận không giận, ngọc thủ nhẹ nhàng gõ lấy mộc ngư, tựa hồ chuẩn bị xuất ra là ni, cùng thanh đăng mộc ngư làm bạn cả đời cắt cắt chương 1180, thiên địa chi thế. Huyền đế cung nội năng lượng xác thực không nhiều lắm, có 10 đạo lôi điện ngày đêm không ngừng đánh xuống, thời thời khắc khắc đều có lôi điện công kích, như là bình thường bán thần đoán chừng thời gian một nén nhang đều chịu không được. Huyền thần cung có thể chống đỡ lâu như vậy, hoàn toàn là huyền thần cung tích lũy hơn 70 vạn ức năm năng lượng. Giang giật một mực tại bế quan bên trong, không có xuất quan qua một lần, Giang Vân Hải bọn người thành thật tại huyền đế trong các bế quan nghỉ ngơi, bọn hắn căn bản không biết bên ngoài tình huống như thế nào, giang giật không xuất hiện bọn hắn chỉ có thể thành thành thật thật đợi. Giang giật còn tại lĩnh hội bộ kia, giả hải đồ, hắn là chuẩn bị một con đường đi đến đen, không thành công thì thành nhân. Bất quá mấy tháng nay hắn cũng không phải là không có nửa điểm tiến triển, ngược lại hắn tiến triển rất lớn. Hắn phát hiện giả hải đồ bí mật, cái này biểu đồ mặt bình tĩnh, kỳ thật sóng ngầm mãnh liệt, cả phúc đồ đều cho người ta một loại không hiểu uy áp cùng nguy hiểm, nhưng đồ bên trong cũng không có bất kỳ cảnh vật gì sẽ cho người uy áp cảm giác. Hết thảy đều rất bình tĩnh, là một bộ mỹ lệ tường hòa cảnh đêm đồ. Giang giật tiến triển liền là hắn phát hiện uy áp cùng nguy hiểm bắt nguồn từ nơi nào, liền là bắt nguồn từ bình tĩnh trong biển rộng. Trong biển rộng ẩn chứa ẩn hình uy áp, ẩn chứa mạch nước ngầm, cái này biển cả tùy thời có thể phun trào, nhấc lên kinh thiên sóng biển, đem đảo nhỏ bao phủ, đem thuyền nhỏ hủy diệt, đem ngư ông xé rách thành mảnh vỡ. Dạ hải, biểu đồ thuật ý tứ đã rất rõ ràng, nhưng giang giật còn không có cảm ngộ nơi này ẩn chứa cái gì đạo vận. Nội tâm của hắn ẩn ẩn có cảm ngộ đến một vài thứ, nhưng này đồ vật tựa như hỏa long kiếm bên trong khí linh, khi hắn muốn đi bắt giữ lúc lại biến mất không thấy, từ đầu đến cuối bắt không được chỗ cốt lõi. Đêm, biển cả, bầu trời, ngựa ông, đảo nhỏ, nguy cơ, sóng ngầm. Huyền đế, người đến tột cùng ở bên trong ẩn chứa cái gì đạo văn. Giang giật toàn tâm yên lặng trong vòng tham ngộ, hắn thậm chí cũng không biết trải qua bao lâu, cũng không biết huyền thần cung năng lượng còn thừa không có mấy nhiều nhất một cái nhiều tháng liền muốn hao hết. Hắn không thèm đếm xỉa, không cảm ngộ bản vẽ này, hắn chuẩn bị chết tại Phật thành nội. Lần nữa nghĩ đến mấy canh giờ, Giang giật dứt khoát mở to mắt, kinh ngạc nhìn qua dạ hải đồ. Thiên nhân hợp nhất trạng thái phía dưới, cái này đồ có lẽ sẽ rõ ràng hơn, não hải chuyển động đến càng nhanh, nhưng chỉ có tận mắt thấy đồ vật mới là chân thật nhất, Giang giật giờ khắc này không hiểu muốn nhìn một chút bản vẽ này hắn kinh ngạc nhìn dạ hải đồ thời gian dần trôi qua đôi mắt mê mang hắn tựa hồ cảm giác chính mình tiến vào dạ hải đồ bên trong hắn tự đứng tại trên biển nhìn xa xa nửa đậy minh nguyệt nhìn qua có chút mông lung bầu trời nhìn qua xa xa đảo nhỏ nhìn xem ngư ông bắt cá nhìn xem tiểu điểu vui sướng truy đuổi cuối cùng hắn đưa ánh mắt về phía biển cả cảm thụ được biển cả mang tới nguy cơ cùng áp bách nội tâm của hắn không hiểu khẽ động ngẩng đầu nhìn bầu trời nhìn qua mây đen nhìn qua hải đảo giờ khắc này hắn đột nhiên phát hiện sở hữu địa phương đều có uy áp khắp nơi đều ẩn giấu đi nguy hiểm tựa hồ toàn bộ thế giới không có một cái nào địa phương không ẩn núp nguy hiểm cùng uy áp ông hắn trong mắt mơ mộng phát sáng lên quang mang vạn trượng hắn giật mình tỉnh lại vỗ đầu một cái quát to sai ta hiểu sai ta vẫn cho là là cái này biển cả mang đến uy áp thiên họa bên trong ẩn chứa hẳn là thủy hệ đạo văn mười phần sai đạo văn này không phải thủy hệ mà là đặc thù loại đạo văn một cái lấy thế đẻ người đặc thù đạo văn mượn nhờ biển cả thế, mượn nhờ không gian thế, mượn nhờ đảo nhỏ thế, mượn nhờ thiên địa hết thảy cho địch nhân mang đến áp bách, mang đến nguy hiểm, áp chế địch nhân cường đại đạo văn, đạo văn này là chân ý tầng thứ cao hơn. Mã lạc qua bích, huyền đế, người ẩn tàng quá sâu. Thiên tinh đại lục đã từng có rất nhiều người cảm ngộ chân ý, tỷ như giang giật sát lục chân ý, tỷ như giang biệt ly bá vương chân ý, những này chân ý kỳ thật đều là đạo văn bên trong diễn hóa ra. Cũng chính là bởi vì giang giật cảm ngộ sát lục chân ý, tại thời khắc này mới rốt cục minh bạch giả hải, đồ bên trong ẩn chứa đạo văn, bất qua cái này đạo văn so với cái kia sát lục chân ý, bá vương chân ý kinh khủng gấp trăm lần, nghìn lần. Bởi vì sát lục chân ý, bá vương chân ý là dựa vào khí thế của tự thân cùng thực lực đi áp chế địch nhân, nhưng cái này đạo văn lại là mượn nhờ thiên địa chi thế áp chế địch nhân, công kích địch nhân. Thiên địa chi thế khủng bố cỡ nào, hỏa diếm có thể đốt diệt hết thảy, hải khiếu có thể bao phủ hết thảy, cương phong có thể xoắn nát bất luận cái gì cường giả, địa chấn có thể đem đại lục trở nên phá thành mảnh nhỏ, cửu thiên thần lôi có thể oanh sát cửu tinh cường giả, có thể để huyền thần cung tích lũy mấy chục vạn năm năng lượng trong 6 tháng tiêu hao hầu như không còn, đây là 10 đạo thần lôi, nếu như là 100 đạo, một vạn đạo đâu. Người vì sao phải nghịch thiên, cũng là bởi vì thiên quá cường đại. Bất luận cái gì đạo văn đều tại mượn nhờ thiên địa chi lực, đều dựa vào thiên địa bên trong các loại nguyên tố, các loại lực lượng phòng ngự hoặc là giết địch. Nhưng các loại đạo văn mượn nhờ thiên địa chi lực đều là khác biệt, phong hệ đạo văn mượn nhờ phong lực lược, hỏa hệ đạo văn mượn nhờ lửa lực lược, không gian đạo văn mượn nhờ không gian chi lực vân vân. Cái này đạo văn giang giật cảm giác khác biệt, đạo văn này là trực tiếp mượn nhờ tất cả thiên địa chi lực, có thể cùng là mượn nhờ phong hệ hỏa hệ không gian hủy diệt các loại chờ hết thảy lực lượng, sở dĩ giang giật cảm giác phi thường cường đại. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của hắn, cụ thể uy lực như thế nào muốn chờ hắn cảm mộ ra lại nói. Hắn đã triệt để cảm mộ, dạ hải thiên họa như thế nào thiên hỏa cái kia chính là tương đạo văn ngưng khắc vào bên trong chỉ cần ngươi có thể tham mộ thiên tranh kia khoảng cách tìm hiểu đạo văn đã không xa đây chính là thiên hỏa nghịch thiên chỗ chỗ chân quý y ra bởi vì phật đế thiên hỏa được lợi rất nhiều y thiền ngay tại thiên hỏa bên trong cảm mộ mấy đạo đạo văn năm đó giang giật thiên hỏa cũng bán ra giá trên trời hắn lập tức ngồi xếp bằng tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái toàn tâm toàn lực đi lĩnh hội cái này đạo văn giờ khác này hắn mà ngay cả huyền thần cung đều không đi quản mặc cho lơ lửng giữa không trung, mặc cho lôi điện công kích. Lúc đầu giống như hắn nếu có thể khống chế huyền thần cung tránh né lời nói, có thể trèo chống hơn một tháng, xem ra nhiều nhất trèo chống một tháng. Giang giật nội tâm vô cùng rõ ràng điểm này, nhưng hắn vẫn là lựa chọn toàn tâm toàn lực đi lĩnh hội, cái này đạo văn quá trọng yếu, rất có thể là huyền đế tối cường đạo văn. Bất luận cái gì võ giả đối với thực lực khát vọng đều là phát đến nội tâm, Giang giật cũng không ngoại lệ, hắn khát vọng bằng nhanh nhất tốc độ nắm giữ cái này đạo văn, để thực lực đại trướng phá vỡ phía ngoài lôi điện lồng giam. Rầm rầm rầm, bên ngoài tiếng sấm vẫn như cũ, Cửu Thiên chi thượng 10 đạo thần lôi ầm vang đánh xuống phá vỡ đêm tối, chiếu sáng phương viên vạn lý, cũng làm cho cái này tính giật đêm lộ ra phá lệ kinh khủng cùng quỷ dị. Giang giật nơi này rất yên tĩnh, phía ngoài đại lục lại là hò hét ầm ĩ. Đại lục cái thứ hai đại quân xuất phát, tội đảo đại thắng để đại lục võ giả điên cuồng xúc động, còn có tội đảo bên trong cướp bóc đốt giết sự tình cũng lặng yên lưu truyền tới, để rất nhiều sơn phỉ cùng lớn nhỏ gia tộc tông phái con em hưng phấn, nhao nhao báo danh tham chiến, chuẩn bị huyết tẩy yêu tộc cướp đoạt yêu tộc trí bảo. Vô tận trong biển sâu có một tòa huyền vũ thành, còn có 108 động phủ, những chuyện này đại lục đều có truyền ngôn. Nghe nói huyền vũ thành cùng 108 trong động phủ có vô số đếm không hết linh dược tiên thảo, vô tận biển sâu thần mạch cũng đếm không hết, thành trì đều là thiên thạch kiến tạo. Nếu đem vô tận biển sâu yêu tộc đồ sát sạch sẽ, bọn hắn không chỉ có thể ghi tên sử sách, còn có thể cướp đoạt vô tận bảo vật cùng thiên thạch. Trên thế giới này rất ít đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi người, nhưng dệt hoa trên gấm người lại nhiều vô số kể, tội đảo đại thắng cũng cho bọn hắn cường đại lòng tin. Vẹn vẹn bán nguyệt, 2.000 vạn đại quân tập kết hoàn tất, tại chiến gia vũ ra đường ra tổ chức tầm thường ngồi thiên cơ thuyền trùng trùng điệp điệp hướng thần tứ thành bay đi, chuẩn bị gia nhập liên quân cùng một chỗ giết vào vô tận biển sâu. Tội đảo phản nghịch cũng truy sát không sai biệt lắm, tội đảo bên trên mỗi một tòa đảo đều bị đạp bằng liền xem như thần du kim cương võ giả dám can đảm phản kháng một cái cũng không buông tha, còn lại toàn bộ trở thành nô lệ, áp giải hồi trở lại Đông Hoàng Đại Lục. Chiến đế Bắc đế hạ lệnh đại quân toàn bộ hướng thần tứ đảo tập kết, liền chờ một tháng kỳ đầy, còn có Đông Hoàng Đại Lục nhóm thứ hai đại quân sau khi đến lập tức xuất phát, cùng yêu tộc quyết nhất tử chiến. Gió lớn nổi lên, chân chính quyết chiến sẽ đến, chương 1181, thiêu thân lao đầu vào lửa. Vù vù, Tại Đông Hoàng Đại Lục đợt thứ hai đại quân xuất phát 5 ngày sau, Phật Sơn bên trong số đạo nhân ảnh bắn nhanh mà ra, y thiền đại ca nhị ca áo thật áo thiện còn có y ra các vị bán thần đều tại, tốc độ bọn họ đạt tới cực hạn hướng Phật đế thành niên cuồng lướt đến, áo thật thật xa tự quát lớn tiểu muội người muốn đi đâu, ngừng truyền tống. Trong truyền tống trận quân sĩ đang muốn truyền tống, nghe được áo thực sự lập tức ngừng lại, trong truyền tống trận y thiền quay đầu nhìn mọi người một cái nói, ý ta đã quyết, các người đừng muốn khuyên nhiều, đại ca nhị ca, các người cũng biết tính cách của ta, y ra tựu giao cho các ngươi. không được, mọi người bay vụt mà đến, áo thật mặt mũi tràn đầy kiên định nói ra, tiểu muội, người đừng làm chuyện điên rồ, người cứu không được giang giật, người dạng này chỉ có thể đi chịu chết. áo thiện cũng gật đầu nói, tiểu muội, ra ra cùng phụ hoàng bọn hắn chưa hẳn vẫn lạc, người không thể làm chuyện điên rồ a. À. giang giật người hiền tử có thiên tướng, hắn nhất định có thể phá trận, người không giúp được hắn. ha ha. Y thiền đắng chát cười nói, ta cũng tin tưởng ra ra bọn hắn chưa hẳn vẫn lạc, nhưng muốn cứu ra bọn hắn dựa vào chúng ta không được, chỉ có dựa vào giang giật, sở dĩ ta nhất định phải đi thử xem. Các ngươi yên tâm đi, ta là thiên lôi chân thể, kia lôi điện chưa hẳn có thể oanh sát ta. Đã hơn 5 tháng, giang giật còn không phá được trận, ta nếu không đi hắn chỉ có một con đường chết. Ây, áo thật áo thiện không nói gì phản bác, hắc hải quá nguy hiểm, Phật Hoàng bọn người cùng y ra bán thần đi đều tin tức hoàn toàn không có, dựa vào bọn họ đích xác không được giang giật có huyền thần cung ngược lại là có thể xông vào một lần y thiền là đặc thù linh thể thiên lôi chân thể mọi người cũng đều biết y thiền có thể tu luyện ra bôn lôi công cũng là bởi vì thiên lôi chân thể nàng từng tại hoang vu đông hải tứ hải bên trong bị lôi điện đánh ba năm thân thể đối với lôi điện sức miễn dịch cực mạnh nhưng này ta lôi điện cùng giang giật cái kia diệt thế thiên lôi trận lôi điện khác biệt kia là cửu thiên tri thượng thần lôi sở dĩ trong mắt mọi người đều là lo lắng Trọng yếu nhất chính là mọi người theo Y Thiền lưu lại trong thư thấy được kiên quyết, Y Thiền rõ ràng đã làm tốt quyết tâm quyết tử, chính nàng cũng không có nắm chắc. Muốn đi cùng đi, áo thật trầm tư một lát cắn răng nói, áo thiện cũng nhẹ gật đầu. Y ra cung phụng bọn họ lại đầy mắt nặng nề cùng bất đắc dĩ, áo thật áo thiện tính cách ôn hòa, không phải thống soái chi tài, Y Thiền nếu là chết rồi, Y ra cũng không có chủ tâm cốt. Đại ca, nhị ca, Y Thiền nhìn qua hai người, ánh mắt lộ ra một tia lạnh ý, trịnh trọng nói ra, đây không phải con nít danh, hai người các ngươi lớn như vậy, không thể trầm ổn một chút sao gia tộc tùy thời đều có thể hủy diệt, các ngươi nhất định phải trèo chống toàn bộ gia tộc, gia gia phụ hoàng không tại, các ngươi liền là gia tộc thống soái, bốn vực ức vạn con dân vẫn chờ các ngươi thủ hộ, như thế thời khắc các ngươi còn muốn hành động theo cảm tính toàn bộ y gia con em nghe, lúc ta không có ở đây, đại ca chủ sự. Giống như tình huống có biến, lập tức toàn bộ rút lui đi tuyết vực. Y thiền lạnh giọng nói xong, quay người tiến vào trong truyền tống trận, quát khẽ nói, mở ra truyền tống trận. Áo thật áo thiện không nói thêm gì nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem truyền tống trận mở ra, nhìn xem y thiền kia hoàn mỹ thân thể mềm mại biến mất tại trong truyền tống trận. Hai người thống khổ nhắm mắt lại, còn có cái gì so nhìn xem chính mình thân nhất thích nhất tiểu muội đi chịu chết, thống khổ hơn sự tình đâu. Y thiền một đường truyền tống, nàng không có mang bất luận cái gì hộ vệ, hôm nay quyết định này hắn đã sớm tại mấy tháng trước tự làm xuống. Mấy tháng này thời gian nàng đem y ra sự tình toàn bộ sắp xếp xong xuôi, chờ mấy tháng hy vọng kỳ tích xuất hiện, hy vọng Phật đế Phật hoàng trở về, hy vọng Giang giật phá trận mà ra. Kỳ tích chưa từng xuất hiện, nàng chỉ có thể bí quá hóa liều. Nàng muốn phá trận, muốn giải cứu Giang giật ra, cái này không chỉ là vì để cho Giang giật đi giải cứu Phật đế Phật hoàng bọn người, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất không biết lúc nào, nàng phát hiện mình đã thật sâu yêu Giang giật, yêu cái này tội đảo gian tế, yêu cái này toàn thân đều tràn đầy thần bí cùng mị lực nam tử. Có lẽ là tại hoang vu trong đông hải toàn thân của nàng bị giang giật thấy được, có lẽ là giang giật trên người có rất rất nhiều truyền kỳ cùng thần bí, có lẽ là giang giật nhân cách mị lực, có lẽ là huyền đế cung băng hồ bên trong giang giật tình nguyện cùng nàng cùng chết, cũng không buông bỏ nàng. Cũng có lẽ là doãn nhược băng thân là cửu đế gia tộc tử đệ, lại giống nhau nghĩa vô phản cố theo giang giật. Gần nhất mấy tháng, y thiền lặp đi lặp lại hỏi mình, nàng có thể hay không vứt bỏ giang giật một người chỉ có một đáp án cuối cùng là phủ định bởi vì không có giang giật sinh hoạt quá buồn tẻ quá không thú vị nàng là học thiền đáng tiếc nàng cũng không có đạt tới phật đế cảnh giới nàng không có cách nào cùng thanh đăng mộc ngư làm bạn tuổi già cô đơn cả đời nàng lòng cao hơn trời khát vọng oanh oanh liệt liệt sinh hoạt không cam lòng bình thường và bình thường nàng tình nguyện oanh liệt chết đi cũng không nguyện ý đau khổ sống hết đời cho nên nàng lựa chọn đi phật thành hoặc là phá vỡ đại trận hoặc là cùng giang giật cùng một chỗ chôn cùng. Tử ra các loại chờ 36 gia tộc lui binh, rất nhiều thành trì đều bị thu phục, cũng có rất nhiều đại thành truyền tống trận còn bảo trì hoàn hảo, y thiền truyền tống tới rất nhanh, vẻn vẹn nửa ngày tựu đến Phật Thành Đông bên cạnh vạn lý một tòa đại thành. Đến nơi này về sau, không có cách nào truyền tống, y thiền một người bay ra khỏi thành trì, hướng Phật Thành nhanh chóng bay tới. Nàng thực lực coi như không tệ, ngô tinh thực lực, nhưng nếu tao ngộ bán thần nhẹ nhõm sẽ bị đánh giết bắt, nhưng nàng không có chút nào e ngại, như một đạo tử sắc thiểm điện hướng Phật Thành bay tới. Dầm dầm rầm thiên thượng lôi long cuồng vũ, tiếng oanh minh đem nàng chấn động đến mảng nhĩ đau nhức trên mặt nàng quỷ vương mặt nạ đã bỏ đi, lộ ra một tấm tuyệt mỹ mặt, nàng cũng không có phóng thích thần thuẫn, mà là thả ra nàng bôn lôi công, bên ngoài cơ thể lôi điện vần quanh lấp lánh, áo bào tím cùng tóc tím bay múa, tăng thêm lúc sáng lúc tối bầu trời, đưa nàng chiếu dọi thành một tôn ngọc diện lôi thần. Tới gần, tới gần, cái kia to lớn tím sắc thiên lôi đại trận đã thấy ở xa xa, chung quanh đây tiếng sấm cũng càng ngày càng kinh khủng, y thiền không có cách nào chỉ có thể đóng lại nghe thức, nếu không nàng sẽ bị đánh chết tươi. Lôi điện xé rách trường không, mang theo hủy thiên diệt địa khí thức ẩm vang đánh xuống, loại khí thức kia hình thành một cỗ kinh khủng uy áp để y thiền ngạt thở, để dòng máu của nàng ra tốc, để nàng toàn thân nguyên lực cũng hơi nhiễu loạn, cũng làm cho nàng người thấy khí thức tử vong. Ưm huyền thần cung làm sao không nhúc nhích sang giật điên rồi sao? cách ly thiên lôi trận hơn 10 dặm, y thiền mơ hồ thấy được lơ lửng tại thiên lôi trận giữa không trung huyền thần cung, nàng đôi mắt đẹp có chút co rụt lại tốc độ tăng nhanh mấy phần. Vốn là còn hơn nửa tháng mới đầy 6 tháng, nhưng huyền thần cung giống như bất động, tuyệt đối không chống được 6 tháng, thậm chí có thể cái này mấy ngày liền muốn bạo liệt. Không phải cái này mấy ngày, các loại chờ y thiền lần nữa tới gần hơn 10 dặm về sau, nàng xuyên thấu qua thiên lôi ngoài trận vòng bảo hộ thấy rõ ràng huyền thần cung. Nàng nhìn thấy huyền thần cung quang mang ảm đạm, lôi điện công kích đến huyền thần cung bên trên lúc cấm chế gần như không ánh sáng mũi nhọn lóng lánh, xem ra năng lượng đã nhanh tiêu hao hết, nói không chừng sau một khắc liền sẽ bạo liệt. Liêu mạng, kỳ thiền rất may mắn chính mình trước thời gian hơn 10 ngày lại tới, như chế mấy ngày lại đến huyền thần cung cùng giam giật đều đã bị tạc thành phấn vụn. Nàng trong mắt đẹp hiện lên một tia kiên định, bên ngoài cơ thể lôi điện chấn động, thân thể hóa thành tử quang hướng thiên lôi trận phóng đi. Nàng là hiếm thấy thiên lôi chân thể, đông hoàng đại lục độc nhất vô nhị, thân thể của nàng có thể hấp thu lôi điện, nàng giờ phút này quyết định tới gần thiên lôi trận lợi dụng thân thể hấp thu cửu thiên thần lôi, lại dùng cửu thiên thần lôi phản phá cái này diệt thế thiên lôi trận. Nàng đang tiến hành một trận đánh cược, tiền đặt cược chính là nàng mệnh, giống như thân thể nàng gánh không được cửu thiên thần lôi, nàng đem hóa thành bột mịn. Chương 1182, đồ thần trảm. Rầm rầm rầm, tiếng sấm chấn thiên, càng đến gần diệt thế thiên lôi trận, kia tiếng sấm càng khủng bố hơn, giống như y thiền không phải đóng lại nghe thức, đoán chừng giờ phút này đều chấn choáng đi qua. Lôi điện không giây phút nào đánh xuống, thiên lôi ngoài trận mặt lôi điện rủ xuống, lôi hồ bốn vọt, không khí cũng hơi uốn lượn, tựa hồ bị lôi điện cháy rụi. Càng đến gần thiên lôi trận, kinh khủng nhất vẫn là uy áp, thương không áp đỉnh, bất kỳ người nào liền xem như bán thần tới gần sau nội tâm đều sẽ phát run, nguyên lực nhiễu loạn, bản năng sau đó lui, hội tự cứu. Y thiền cũng tương tự có ý nghĩ như vậy, nhưng nàng nội tâm có một cố càng cường đại ý niệm chống đỡ nàng, nàng như một cái dập lửa bươm bướm bắn nhanh mà đến, mặc dù bởi vì nguyên lực nhiễu loạn tốc độ trở nên chậm, nhưng lại chưa bao giờ dừng lại qua. Ba dặm, một dặm, trăm trượng, năm mươi trượng. Suy suy, thiên lôi ngoài trận vài tia lôi hồ bị dẫn dắt, hóa thành một mảnh điện thạch hỏa hoa hướng y thiền vào tới, rất nhanh cuốn lấy y thiền thân thể, để nàng toàn thân đều run lên một cái, trên mặt cũng lộ ra một tia thống khổ, kia hai đầu như vẽ lông mày chăm chú nhíu lên, làm lòng người đau. Y thiền khuôn mặt cực kỳ đẹp đẽ, ngọc diện hoa đào trên da mang theo một tia đỏ tươi làm người ta hận không thể cắn một cái nhưng cái này một viên mặt của nàng là tái nhợt không có một tia huyết sắc bởi vì nàng bị mấy đạo lôi hồ công kích về sau nàng phi thường xác định một điểm nàng thiên lôi chân thể còn không có triệt để đại thành nàng chịu không được cái này cử thiên thần lôi xong nàng khẽ kêu một tiếng cái gì cũng không để ý dứt khoát tiếp tục hướng phía trước phóng đi suy suy càng ngày càng nhiều lôi hồ bị dẫn dắt tới Nàng bên ngoài cơ thể những cái kia lôi điện đã bị yên diệt, nàng hoàn mỹ thân thể mềm mại rung động không thôi, tựa như phát bị kinh phong, nàng lông mày nhau càng chặt hơn mấy phần, tốc độ cũng càng ngày càng chậm, nhưng nàng vẫn là không có ngừng phi hành. 20 trượng, 10 trượng, 3 trượng, thân thể của nàng rốt cục ngừng, cũng không phải là nàng muốn ngừng dưới, mà là thân thể của nàng không chịu nổi. Coi như nàng là thiên lôi chân thể, nhưng nàng thân thể vẫn là huyết nhục chi khu, lôi điện sẽ để cho nàng toàn thân nguyên lực nhiễu loạn, sẽ để cho dòng máu của nàng đảo lưu, sẽ để cho nàng tim đập quá nhanh từ đó mạch máu bạo liệt, sẽ để cho linh hồn nàng gặp trọng kích. Ba trưởng, ta ngay cả thiên lôi trận đều dựa vào không gần được, còn vọng tưởng cái này phá trận. Ha ha, sang giật ta không có cách nào cứu ngươi, ta phải chết, không biết kiếp sau mặt nạ của ta phải chăng còn là ngươi đến để lộ. Y thiền giờ khắc này quên đi thống khổ, quên đi sinh tử, nàng giờ phút này nguyên lực triệt để nhiễu loạn, thân thể không động được phía trước còn có liên tục không ngừng lôi hồ phóng tới, thân thể của nàng đã nhanh không chịu nổi, sẽ bị lôi điện oanh thành bột mịn, hóa thành cho bụi. Suy suy, mấy đạo lôi hồ lần nữa phóng tới, y thiền cảm giác ánh mắt có chút mơ hồ, nàng u u thở dài, có chút đáng tiếc trước khi chết thế mà liền giang giật một lần cuối đều không gặp được. Ông, đột ngột ở giữa, nàng mơ hồ nhìn thấy bên trong huyền thần cung quang mang lóe lên, sau đó nhanh chóng thu nhỏ. Giữa không chung một đạo người mặc màu đen bá khí chiến khải bóng người xuất hiện, trong tay hắn cầm một cái dài hơn ba thước hỏa hồng trường kiếm, cứ như vậy sừng sướng giữa không chung, mặc cho lôi điện đánh xuống. Giang giật chẳng lẽ là trước khi chết hồi quang phản chiếu, xuất hiện ảo giác. Y thiền trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, dù sao hình tượng này quá quỷ dị, giang giật làm sao có thể dùng thân lực kháng thần lôi nàng là thiên lôi chân thể đều gánh không được. Suy suy, đúng lúc này, y thiền phát hiện đột nhiên xảy ra dị biến. Nàng mơ hồ trong tầm mắt kia đạo nhân ảnh dơ cao lên hẹp dài cự kiếm, đột nhiên đối bầu trời đánh xuống, trong nháy mắt đó đại trận bên ngoài lôi điện thế mà đều bị dẫn dắt đi vào, mà lúc đầu hướng y thiền phóng tới mấy đạo lôi hồ cũng đổ bắn trở về, sau đó xuyên thấu qua vòng bảo hộ hướng trường kiếm dũng mãnh lao tới. Hô hô, bốn phương tám hướng phong vân đột biến, cuồng phong gào thét, thiên địa nguyên lực điên cuồng hướng thiên lôi trong trận dũng mãnh lao tới. Y thiền không có bị lôi điện công kích, giờ khắc này không hiểu thanh tỉnh rất nhiều, nàng đôi mắt đẹp quét qua trong nháy mắt phóng đại, miệng nhỏ mở ra, thân thể mềm mại rung động, mặt mũi tràn đầy không dám tin. suy suy ba đầu to lớn hỏa long từ bên trong bóng người kia trường kiếm bên trong ra, kia ba đầu hỏa long nhìn cũng không phải là hư ảnh, mà là ba đầu chân chính hỏa long, mỗi một đầu đều có dài trăm trượng, loại kia kinh khủng uy áp để y thiền cảm giác giống như là ba đầu đỉnh cấp yêu hoàng cấp bậc chân long. ba đầu hỏa long mang theo hủy thiên diệt địa khí thế hướng bầu trời bên trong đại trận màu tím công kích mà đi đạo thân ảnh màu đen kia cũng hóa thành thiểm điện hướng nàng bay vụt mà tới. Oanh, 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 ba đạo chấn thiên tiếng nổ vang lên, tiếp lấy toàn bộ đại trận phá thành mảnh nhỏ, đạo thân ảnh kia cũng vừa vừa vặn bắn ra, một cái cung điện xuất hiện, đem y thiền trong nháy mắt thu vào. Âm 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 âm, đại trận vỡ tan, đã dẫn phát liên miên không dứt mãnh liệt bảo tạc, phụ cận không gian bị xé nứt, hoàn toàn bị bóp méo. Từng đạo kinh khủng vết rách dọc theo đi phương xa, trọn vẹn dọc theo vạn lý xa, kinh khủng sóng xung kích đem bốn phía trăm dặm mặt đất san bằng tất cả, mặt đất đều làm bóng ba trượng, bụi mù cuồn cuộn mà lên, che đậy phương viên trăm dặm bầu trời, tiếng nổ truyền đi ngoài vạn dặm. Ha 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 ha, cuồng phong tàn phá bừa bãi, sơn dao động động, có thể đem sơn phong san bằng sóng xung kích, lại đối cái kia đạo bóng người màu đen không có nửa điểm tác dụng. Hắn thân thể sừng sững ở phía xa, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu không thôi, trong khoảng thời gian này biệt khuất cùng lệ khí tại lúc này cũng triệt để phóng thích ra ngoài phá vỡ ta phá đại trận ta rốt cuộc còn sống ra bóng đen đại hống vài tiếng thẳng đến không gian sóng chấn động chậm rãi lắng lại không trung khe hở biến mất bụi mù rơi xuống sau hắn mới tỉnh táo lại trên mặt hắn đều là cuồng hỉ nhìn chằm chằm trong tay hỏa long kiếm cùng trên người huyền thần khải đầy mắt cực nóng tựa như nhìn xem chính mình thích nhất nữ nhân cái này đồ thần chảm uy lực quá lớn đây là mấy sao đạo văn thất tinh vẫn là bát tinh vẻn vẹn cảm mộ cái này đạo văn đều không có đột phá bán thần ta có thể khu động hỏa long kiếm, còn không cần luyện hóa liền có thể sử dụng huyền thần khải còn có. Này hỏa long kiếm uy lực quá lớn đi, một chiêu phá vỡ cái này quỷ trận, lực công kích của ta nhưng so sánh mấy sao. Rất rất nhiều nghi vấn, giang giật không có thời gian đi suy nghĩ nhiều, kể bên này động tĩnh lớn như vậy, rất nhanh sẽ kinh động đại gia tộc trinh sát. Diệt thế thiên lôi trận đã phá, bầu trời không tiếp tục đánh xuống lôi điện, đại gia tộc trinh sát rất nhanh sẽ tới. Bị vây mấy tháng, đối với tình huống bên ngoài giang giật hai mắt đen thui sở dĩ hắn quyết định trước khống chế huyền thần cung giấu kín tìm y thiền hỏi rõ ràng tình huống lại nói suy suy hắn lấy ra huyền thần cung chuồn đi vào huyền thần cung run lên biến mất tại vết nứt không gian bên trong độn thiên mà đi giang giật thật là ngươi ngươi thật không chết y thiền bị giang giật ném vào có ba bước thiên hỏa thiền điện giờ phút này mặc dù toàn thân thụ trọng thương nhưng nhìn thấy giang giật vào đây vẫn là đầy mắt cuồng hỉ dãy ruộ lấy đứng lên giang giật trên thân huyền thần khải ẩn vào trong thân thể hắn nhìn thấy lung lay sắp đổ y thiền vội vàng vào tới ôm lấy nàng lúc này mới ôn nhu chỗ nói ra tiểu thiền ta nói qua để ngươi chuẩn bị kỹ càng đồ cưới ta sẽ đến cưới ngươi y thiền mặt tái nhờ thượng phù hiện hai mặt đỏ ửng rủ xuống lông mày nhắm mắt nghỉ ngơi một lát lúc này mới không chịu nổi nội tâm nghi hoặc mở mắt nói ra giang giật ngươi còn không có đột phá bán thần ngươi là thế nào khu động thần binh còn có ngươi vừa rồi cái kia công kích thật là khủng khiếp đó là cái gì đạo văn Giang giật nháy nháy mắt, cũng có chút buồn bực giải thích nói, cuộc thể ta còn không rõ lắm, ta tìm hiểu huyền đế lưu lại một bước thiên hỏa, cảm ngộ mộ một cái đạo văn, tên là Đồ Thần trảm. Đồ Thần trảm Lão Thiên, y thiền thân thể mềm mại kịch liệt run lên, kinh hô lên, kia là huyền đế công kích mạnh nhất, cử tinh đạo văn A. Bịch, Giang giật hóa đá, hai tay run lên, trong tay ôm y thiền ngã xuống khỏi đi, ẩm vang nện ở trên sàn nhà. mươi 1183, đi vô tận biển sâu. Ôi, nếu là bình thường y thiền chắc chắn sẽ không hô đau, nhưng nàng bị thần lôi công kích, toàn thân đều không thích hợp đau đến gương mặt xinh đẹp đều bóp méo. Giang giật giật mình tỉnh lại vội vàng lần nữa ôm, hướng bên cạnh một gian phòng đi đến. Hắn đem y thiền đặt lên giường, lại cho nàng phục mấy cái thuốc chữa thương, lúc này mới kinh nghi nói ra, y thiền, người xác định là cửu tinh đạo văn cái này không có đạo lý A, à, cảm ngộ một bộ thiên họa liền có thể lĩnh hội cửu tinh đạo văn, làm sao có thể vậy đơn giản giống như đều đơn giản như vậy người người đều là cửu tinh cường giả còn có ta còn không có đạt tới bán thần sao có thể khống chế hỏa long kiếm huyền thần khải ta cũng không có luyện hóa lại lập tức có thể sử dụng việc này quá tà môn là rất tà môn y thiền nghỉ ngơi một lát mới tốt nữa một chút nàng ngưỡng tựa ở đầu giường lông mày nhíu lên lẩm bẩm nói chúng ta gia tộc ghi chép huyền đế công kích mạnh nhất có ba loại một loại là cương phong công kích loại thứ hai liền là đồ thần trảm loại thứ ba càng thêm cường đại đồ thần trảm danh tự này là huyền đế tự mình lấy ngoại nhân căn bản không biết giống như ngươi xác định đạo văn này là đồ thần trảm cái kia chính là cửu tinh đạo văn không sai ta đương nhiên xác định giang giật rất khẳng định nói ra đây là thiên hỏa bên trong truyền đến một đạo tin tức nói cho ta đây là đồ thần trảm không đúng cửu tinh đạo văn vì sao không có tinh thần chi lực ban cho chẳng lẽ cái này đạo văn cùng lôi đình chi nộ giống nhau là trí cao đạo văn ngao lư nói qua đạo văn chia làm ba loại một loại là nguyên tố đạo văn tỉ như phong hệ hỏa hệ thủy hệ đạo văn loại hình một loại là thiên địa đạo văn, tỷ như hủy diệt đạo văn, không gian đạo văn, thời gian đạo văn. còn có một loại là tối cường trí cao đạo văn, nhân loại tu luyện, bản tỏa cũng không phải là rất hiểu, bất quá người đạo văn này đã có thể trực tiếp mượn nhờ thiên địa chi lực công kích, cái kia hẳn là là trí cao đạo văn. loại này đạo văn tại nguyên tố đạo văn cùng thiên địa đạo văn phía trên, phi thường khó khăn cảm ngộ. người cũng có thể mượn nhờ thiên địa chi lực, thiên địa lại thế nào sẽ còn ban cho người tinh thần chi lực. Giang giật nhớ tới Ngao Lư, tại liên hệ đồ thần chảm lập tức bình thường trở lại. Lôi đình chi nộ trực tiếp mượn nhờ lôi điện chi lực công kích, cái này đồ thần chảm mạnh hơn, mượn nhờ chính là thiên địa chi lực công kích, hắn đều đang mượn thiên địa chi lực, thiên địa đương nhiên sẽ không ban cho tinh thần chi lực. Xem ra cái này đồ thần chảm đích thật là cửu tinh đạo văn, đây là trí cao đạo văn A. Chỉ là, năm đó ta cảm ngộ lôi đình chi nộ, hao tốn lâu như vậy thời gian, vẫn là từng bước từng bước hạ giai đạo văn cảm ngộ dung hợp, cái này đồ thần chảm lĩnh hội cũng quá dễ dàng a à cái này chẳng lẽ cùng ta luyện hóa huyền thần cung cùng biến dị thể chất còn có hỏa long kiếm có quan hệ giang giật nghĩ đến một lát vẫn là không nghĩ ra hắn rất nhanh liền đem những nghi vấn này ném đi sau ót phát sinh ở trên người hắn quái sự nhiều lắm hắn đã chết nặng có lẽ theo hắn thực lực tăng cường hiểu được càng nhiều những này nghi hoặc sẽ chậm rãi giải, giải khai đi truy cứu không có bất kỳ cái gì ý nghĩa hắn thở ra hai cái lúc này mới trầm giọng hỏi y thiền ngươi làm sao ngu như vậy lại tới gần nơi này thiên lô trận ngươi là nghĩ theo giúp ta cùng chết sao ngươi cái này ngốc cô nương a à. tình huống bên ngoài thế nào y thiền đắng chát cười một tiếng nàng căn bản không có cách nào tới gần đại trận còn ngưu toan đi phá mất đại trận nàng cũng không giải thích ngưng âm thanh nói ra tình huống bên ngoài rất tồi tệ bất quá y ra con em ta ngược lại thật ra an bài di chuyển đi tuyết vực từ đồ nhất tiếu bọn người đưa về tội đảo thiên tinh đại lục người đều đi tuyết vực nhược băng còn đang bế quan ngươi mặt khác hai cái nữ nhân ở Phật Sơn bên trong cũng rất an toàn. Nói đến đây, y thiền hung hăng dóc xương lóc thịt giang giật một chút, cái sau ngượng ngùng sờ lên cái mũi, mặt dạn mày dày nói ra, nói điểm chính, làm sao cái hỏng bét pháp. Y thiền nghiêm mặt, trầm giọng nói ra tội đảo xong. Ngay tại hơn nửa tháng trước, tội đảo che diệt, 13 gia tộc toàn bộ ngã xuống, chiến tử mấy ngàn vạn võ giả, đằng sau còn bị chu diệt vài ức bình dân. Cái gì, Giang giật đôi mắt thoáng cái lạnh, run giọng nói ra, vạn quán vô song cười một tiếng đào thiên đại ca bọn hắn thế nào. Bọn hắn không chết, y thiền giải thích nói, 13 gia tộc sở hữu con em trẻ tuổi, đều bị bí mật chuyển di đi thuyết vực, thánh hậu rất cho mặt mũi ngươi, bọn hắn rất an toàn. Bất quá, theo tin tức của ta nơi phát ra, tiền vạn quán cùng chiến vô song đi vô tận biển sâu, hẳn là đi tìm Ngao Lư tới giúp ngươi phá trận, nhưng Ngao Lư cũng không có tới, hai người tiến vào vô tận biển sâu cũng không còn có ra. A, à, Giang giật sắc mặt trầm xuống, ánh mắt chớp động phân tích tình huống, rất nhanh hắn ngẩng đầu hỏi, tội đảo làm sao diệt tất cả mọi chuyện đều cho ta nói rõ chi tiết nói. Tốt, y thiền chống đỡ thân thể hư nhược, nhanh chóng giải thích, nàng biết rõ sự tình phi thường khẩn cấp, liên quân cùng yêu tộc bên kia đại chiến liền muốn bắt đầu, đến lúc đó khẳng định lại có càng nhiều người chết đi. Giờ phút này liên quân tụ tập nhân tộc gần như tất cả cường giả, như đám người này toàn bộ chiến tử về sau, phía sau màn hắc thủ lại ra tay, đại lục liền không còn có lực lượng cùng phía sau màn hắc thủ chống lại đến giờ phút này y thiền vẫn như cũ không tin tưởng ngao lư là phía sau màn hắc thủ nàng đem sự tình kỹ càng cho giang giật nói một lần lại đem suy đoán của mình nói ra để giang giật chính mình đi phân tích chính mình phán đoán nàng không để cho giang giật lập tức đi hắc hải phật đế bọn người giống như vẫn lạc sớm như vậy liền chết giống như không chết cũng nhất định có thể kiên trì một đoạn thời gian nữa chân chính khoáng thế đại chiến buông xuống một cái không tốt đây chính là nhân tộc chân chính hạo kiếp, nàng hy vọng Giang giật đi ngăn cản trường hạo kiếp này. Gia quốc thiên hạ, thiên hạ đều diệt phong, đâu còn có quốc, lại đâu còn có gia. Ngao lư vì sao không có hỗ trợ đến phá trận hắn vì sao không có giúp tội đảo, chờ mắt nhìn xem tội đảo diệt phong. Giang giật nội tâm có rất nhiều nghi vấn, hắn cũng mê mang, y thiền phân tích cũng có đạo lý, huyền đế không có khả năng đem một cái ma đầu thả ra làm hại nhân gian, nhưng ngao lư trên người nghi điểm nhiều lắm, cái này khiến hắn căn bản là không có cách phán đoán. Đi vô tận biển sâu, Giang giật rất nhanh làm ra quyết định, mặc kệ ngao lư có phải hay không phía sau màn hắc thủ, hắn đều phải đi một chuyến vô tận biển sâu. Bởi vì Giang tiểu nô tiền vạn quán chiến vô song đều tại vô tận biển sâu, hắn cần phải đi xác định một ít chuyện, cùng ngao lư đối chất nhau. Ngao lư, giống như người thật là phía sau màn hắc thủ, vậy ta chỉ có thể cùng ngươi nói tiếng xin lỗi. Ta nhất định phải chém giết ngươi, thiên tinh đại lục vài ức người thù ta không thể không báo nhân tộc chết đi nhiều người như vậy thù này quá sâu giang giật lạnh giọng nói trong mắt động sát cơ mặc dù ngao lư đối với hắn có ân nhưng ở loại này trái phải rõ ràng vấn đề bên trên giang giật không hiểu ý mềm cái này không chỉ là ngao lư cùng chuyện của hắn mà là nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa sự tình y thiền đột nhiên mở miệng hỏi giống như ngao lư không phải phía sau màn hắc thủ đâu ngươi hội làm thế nào chờ chúng ta chạy tới nhân tộc cùng yêu tộc khẳng định đã tại khai chiến người muốn giúp bên kia người muốn giúp yêu tộc giết nhân tộc sao ta giang giật trì trệ không biết như thế nào cho phải y thiền lộ ra nhàn nhạt mỉm cười nói giang giật nếu như là ta ta sẽ giúp yêu tộc ngăn cản đại chiến tiếp tục phát sinh bởi vì giống như ngao lư không phải chủ sử sau màn màn này hậu chủ dùng khẳng định tiềm phục tại nhân tộc ngươi không thể để cho chủ sử sau màn gian kế đạt được hắn muốn cho đại chiến bộc phát để song phương đều hủy diệt ngươi liền để song phương ngưng chiến dạng này mới có thể phá hư chủ sử sau màn bố trí, bảo tồn nhân tộc lực lượng. Đúng, Giang giật sáng tỏ thông suốt, hắn bắt lấy Y Thiền tay, trọng trọng gật đầu nói, Y Thiền, ngươi nghỉ ngơi trước đi, hảo hảo ngủ một giấc, chuyện kế tiếp tựu giao cho ta đi, ta nhất định sẽ tìm ra chủ sử sau màn, ngăn cản nhân loại hạo kiếp phát sinh. Được, Y Thiền ngòn ngọt cười, nhắm mắt lại ngủ say đi, nàng như hoa đào trên mặt từ đầu đến cuối mang theo một tiên nụ cười nhàn nhạt, nhạt, xinh đẹp làm lòng người say chương 1184, nàng hẳn là đến từ thượng giới. Giang giật khống chế huyền thần cung đi trước Phật Sơn, hắn chuẩn bị đem doãn nhược băng tô như tuyết mại yêu nhi bọn người thu nhập huyền thần cung bên trong, không mang theo ở bên người luôn luôn không yên lòng. Còn muốn để y ra người đưa tin đi tuyết phực, nói cho mấy nhà hắn thoát khốn, còn có đem tiền quỹ thủy U Lan Vân Thiên Kình bọn người giải cứu ra tin tức, để bọn hắn an tâm tại tuyết phực ở lại. Huyền thần cung năng lượng bị tiêu hao hơn 9 phần 10, Bất quá độn thiên còn là không lớn vấn đề, độn thiên tiêu hao năng lượng cũng không nhiều, ngược lại theo thời gian trôi qua, huyền thần cung cấm chế tự động hấp thu năng lượng, năng lượng hội càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, năng lượng như thế thiếu, độn thiên chuyện nguy hiểm như vậy giang giật không dám khinh thường. Độn thiên tốc độ hắn thả chậm một nửa, nếu không vạn nhất tại vết nứt không gian bên trong ra sự tình, chính hắn đảo không chết được, y thiền cùng Giang Vân Hải bọn người liền muốn xong đời. Giang giật bên này chậm rãi độn thiên, thần tứ đảo bên kia đại quân sẽ xuất động, có được các loại kỳ dị thần thông trinh sát bọn họ bắt đầu bí mật ẩn núp đi vô tận trong biển sâu, do xét tình huống, đi tiền trạm. Chiến đế Bắc đế hạ lệnh đại quân bắt đầu diễn luyện, tội đảo một trận chiến phát hiện rất nhiều vấn đề, lần này vừa vặn có thể hoàn mỹ thao luyện, để chỉ huy càng thêm linh hoạt, chiến lực đề cao. Đợt thứ hai đại quân đã đến tội hải, chỉ chờ đại quân vừa đến liền lập tức xuất phát. Chiến đế Bắc đế cũng phát hiện âm đế mất tích, còn nhận được truyền báo thần âm vực trần ra con em đại bộ phận đều rời đi. Chiến đế bắc đế mặc dù nội tâm tức giận không thôi, nhưng cũng không thể tránh được, người có trí riêng thứ này không thể miễn cưỡng. Âm đế tại tội hải chi chiến coi như ra sức, giờ phút này lâm trận bỏ chạy mọi người cũng không tốt truy cứu. Cũng may lần này có một ít ẩn thế gia tộc lão gia hỏa đều rời núi, đợt thứ hai trong đại quân bán thần có gần trăm tên, cái này khiến chiến đế bắc đế càng thêm an tâm, nhiều như vậy cường giả còn san bằng không được vô tận biển sâu trinh sát không có không ngừng đem tin tức hồi báo, vô tận biển sâu rất bình tĩnh, tội đảo phía đông trăm vạn lý hải vực căn bản không có bất luận cái gì cường đại yêu tộc, liền yêu đế đều không có một cái, bình tĩnh đáng sợ. Trinh sát tiếp tục thâm nhập sâu, những này trinh sát đều là nhằm vào vô tận biển sâu đặc cấp trinh sát, là một chút đặc thù chủng tộc, trên người có yêu khí, nhìn cùng yêu tộc không có gì khác nhau, chỉ cần không tao ngộ yêu hoàng căn bản là không có cách phân rõ. Ngày thứ ba, trinh sát lần nữa đưa tin trở về, Bọn hắn đã dò xét phương viên số ngàn vạn dặm, đều không có phát hiện một cái cường đại yêu tộc, mà lại bọn hắn còn phát hiện, vô tận biển sâu bốn chu đại lục yêu tộc chính hướng vô tận biển sâu tràn vào, ngao lư rõ ràng tại triệu tập sở hữu yêu tộc, chuẩn bị tử thủ huyền vũ thành. Xuất phát, chiến đế cùng Bắc đế bọn người một thương nghị quyết định trước thời gian xuất động, trước chậm rãi tiến vào vô tận biển sâu, phái ra đại quân tiêu diệt biển sâu tứ phía đại lục yêu tộc, từng cái đánh tan. Ngao lư đã dự định tử thủ huyền vũ thành vậy trước tiên đoạn mất hắn hậu Việt, để huyền vũ thành biến thành một tòa cô thành. Mấy ngàn vạn đại quân trùng trùng điệp điệp xuất phát, lần này bán thần tách ra, một đám thất tinh bán thần tách ra đi 10 con bộ đội. 10 con bộ đội chia ba cỗ, một cỗ hướng vô tận dưới biển sâu tâm áp đi, mặt khác hai cỗ từ vô tận sâu hải nam phương bắc phân biệt nghiền ép đi qua, chuẩn bị đem hai bên mấy chục cái đại lục yêu tộc thanh tẩy một lần, cuối cùng vây kín huyền vũ thành. Đại quân khẽ động, lập tức nhấc lên một phen gió tanh mưa máu một đường đều có thể tao ngộ rất nhiều cấp thấp yêu thú, những này yêu thú căn bản không cần cường giả xuất động, thiên quân bọn nhẹ nhóm quét ngang một lần, vô tận biển sâu yêu tộc nhiều lắm, vẻn vẹn ba ngày liền muốn lên ức cấp thấp yêu thú bị thanh tẩy. Những này cấp thấp yêu thú đều không có linh trí, có người tới gần sẽ chủ động công kích, bên này vừa khai chiến mùi máu tươi cũng sẽ dẫn tới càng nhiều cấp thấp yêu thú. Chiến đế bắc đế tỏa chấn trung quân để đại quân thay phiên xuống biển thanh tẩy yêu thú, những này cấp thấp yêu thú là yêu tộc cơ sở, về sau theo thời gian trôi qua hội dần dần tiến hóa mạnh lên đem cấp thấp yêu thú thanh tẩy cũng có thể đối vô tận biển sâu tạo thành tồn thất trọng đại chiến tuyến kéo dài chứa nóng vội đi huyền vũ thành trước đem phương viên số ngàn vạn giảm cấp thấp yêu thú toàn bộ thanh tẩy một lần trinh sát chú ý quan sát huyền vũ thành động tính, ta xem ngao lưu phải chăng có thể nhịn được chiến đế bọn người thương nghị một phen cải biến sách lược bọn hắn không hoảng hốt lấy tiến công huyền vũ thành mà là tại phụ cận chậm rãi săn giết cấp thấp yêu thú cấp thấp yêu thú là yêu tộc cơ sở, tựa như nhân tộc bình dân đồng dạng. Giống như cấp thấp yêu tộc tử thương quá nhiều, vô tận biển sâu ít nhất trong vòng trăm năm không có cách nào khôi phục nguyên khí. Như vậy cũng tốt so tử ra lúc ra mã ra tiến công y ra bốn vực, giống như y ra người tụ tập tại Phật đế thành tử thủ, ba nhà có thể đem bốn vực sở hữu con dân đánh giết. Y ra coi như giữ vững Phật đế thành, bốn vực nội không có một cái nào con dân, y ra trong vòng trăm năm khẳng định không cách nào khôi phục nguyên khí. Mặt khác hai đầu chiến tuyến tiến triển rất là thuận lợi, 10 cái bị yêu tộc chiếm lấy đại lục toàn bộ bị thanh tẩy, nhân tộc đại quân thế như trẻ tre, không yêu có thể cản. Nhân tộc đại quân những nơi đi qua, những cái kia tiểu đại lục liền một cái yêu thú cũng sẽ không lưu lại, toàn bộ bị chém giết. Nhân tộc liên quân chém giết tội đảo con dân mí mắt đều không nháy mắt thoáng cái, giết lên yêu tộc đến càng là không có một tia nương tay. Vẹn vẹn thời gian 10 ngày, tại đợt thứ hai nhân tộc đại quân ngày đêm không ngừng đi đường tiến vào vô tận biển sâu lúc, Bị chém giết yêu tộc đã đạt đến mười mấy ức. Ngao Lư rốt cuộc ngồi không yên, thật sự là hắn là muốn chết thủ Huyền Vũ Thành, bởi vì Huyền Vũ Thành nội hắn bố trí đại trận, cùng loại Cửu Long Chu Thần đại trận có thể tăng phúc rất nhiều yêu hoàng chiến lực. Vấn đề là, giống như mặc cho nhân tộc đại quân dạng này giết tiếp, cấp thấp yêu tộc đều bị giết sạch, bọn hắn tử thủ còn có cái gì ý nghĩa? Ngao lưu một tiếng hiệu lệnh phía dưới, vô tận biển sâu cường đại yêu tộc chen chúc mà ra. Các tộc đại yêu tụ tập chuẩn bị trực tiếp cùng nhân tộc đại quân quyết nhất tử chiến, đồng thời ngao lưu mở ra cái kia bao phủ vô tận biển sâu kinh khủng đại trận, để trong đêm vô tận biển sâu nhiệt độ hạ thấp kinh khủng tình trạng, dạng này có thể làm cho nhân tộc thiên quân tại trong đêm chiến lược giảm bớt đi nhiều. Mấy ngàn vạn yêu vương yêu đế tề động, vô tận biển sâu yêu hoàng đều xuất động, trùng trùng điệp điệp hướng bắc đế chiến đế chỗ đại quân phóng đi. Bốn phía mười mấy cái đại lục cường đại yêu tộc đều tại trong đại quân, mấy ngàn vạn yêu tộc lít nha lít nhít từ đáy biển dũng mãnh lao tới, Chàng diện kia quá hùng vĩ, yêu tộc khí thức cường đại cũng làm cho bốn phía ẩn tàng trinh sát sợ vỡ mật. Bắc đế chiến đế bị đưa tin, liền tranh thủ mặt khác hai cái đại quân triệu tập trở về, cũng làm cho Đông Hoàng Đại Lục phái ra đợt thứ hai đại quân tăng tốc hành quân tốc độ, chuẩn bị quyết nhất tử chiến. Lão Tổ Tông, một trận chiến này chúng ta có thể thắng sao? Huyền Vũ Thành tòa kia tử kim bảo điện bên trong, một cái tóc lục phiêu diêu Mỹ lệ nữ tử nháy mắt to lo âu hỏi. Thiên Thiên Công Chúa đã triệt để chữa khỏi, trên thân cũng nhiều một loại không hiểu quang trạch, nhìn càng thêm mỹ lệ. Ngao lư mặt không biểu tình ngồi tại hàn băng vương tọa bên trên, ảnh hoàng tựu đứng tại phía sau hắn, hắc thần đã sớm xuất lĩnh đại quân xuất phát. Ngao lư một đôi đục ngầu con người đều là nặng nề, hắn khe khẽ thở dài nói, giống như tại huyền Vũ Thành khai chiến, ta có nắm chắc tất thắng. Nhưng nắm chắc thắng lợi không đến bốn thành, giống như. Nhà đầu kia có thể đột phá, đoán chừng có thể đạt tới năm thành. Nhà đầu kia, thiên thiên mơ hồ nháy nháy mắt, lập tức chấn kinh ngạc nói ra, người nói là tiểu nô muội muội cái này. Làm sao có thể a nhân tộc bên kia cường giả nhiều như vậy, dựa vào tiểu nô muội muội một người liền có thể gia tăng một thành cơ hội. Ha ha, người cũng chớ xem thường nha đầu này. Ngao Lư rất tự tin nói ra, nhà đầu này thật không đơn giản a. À, nếu như ta không có đoán sai, mặc vũ tộc hẳn là đến từ thượng giới. Chương 1185, muốn trách thì trách các người huyền đế a. Thượng giới, Ngao Lư đối với thiên thiên phi thường yêu thích, đem rất nhiều chuyện đều cùng nàng nói, thiên thiên minh bạch cái gọi là thượng giới chỉ là cái gì, nàng một đôi mắt đẹp híp lại, hai tay giấu ở trong tay áo, che giấu chính mình nội tâm chấn kinh. Nàng cùng tiểu nô tình cảm rất tốt, không chỉ là bởi vì tiểu nô là giang giật muội muội càng quan trọng hơn là tiểu nô là một cái phi thường đơn thuần thiện lương đáng yêu thiếu nữ. Thiên thiên từ nhỏ đã đem mình làm nhân tộc, mà không phải yêu tộc, thích cùng nhân tộc kết giao bằng hữu. Sở dĩ mấy năm này cùng tiểu nô thân như tỉ muội nàng vạn vạn không nghĩ tới chính là, cái này đơn thuần như giấy trắng tiểu nha đầu, thế mà còn có lớn như thế địa vị. Tiểu nô bế quan có hai năm, ngao lư trợ giúp nàng cảm mộ mặc vũ thần công đệ tam trọng sau nàng tự thường xuyên bế quan, ngẫu nhiên ra cũng chỉ là tìm thiên thiên phiếm vài câu, hỏi thăm một chút giang giật tình huống. Đáng tiếc ngao lư xuống mệnh lệnh, giang giật bất kỳ tình huống gì cũng không thể thiết ra ngoài, sở dĩ thiên thiên không cách nào đem giang giật tin tức nói cho tiểu nô, chỉ làm cho nàng an tâm tu luyện, chờ thực lực đủ rồi, Ngao Lư liền sẽ thả nàng ra ngoài tìm kiếm giang giật. Tiểu nô một lần cuối cùng xuất quan là nửa năm trước, nàng không biến thân lúc căn bản nhìn không ra thực lực, sở dĩ thiên thiên cũng không biết nàng tu luyện đến cảnh giới gì, thực lực như thế nào, thậm chí Ngao Lư đều nhìn không ra. Đại chiến sẽ bắt đầu, như tiểu nô muội muội không xuất quan đâu. Thiên thiên nghĩ đến một vấn đề, ánh mắt nhìn về phía Ngao Lư, cái sau đắng chát cười nói, giống như nàng không xuất quan, yêu tộc tất diệt. Thiên thiên, chế chút lão tổ tông liền đi ra ngoài. Ta như chiến tử các ngươi dựa theo số hai kế hoạch hành động, còn lại nói nhảm thì không cần nói, quan hệ này đến yêu tộc tồn vong, thiên thiên ngươi nếu không thể làm được, lão tổ tông chết cũng không nhắm mắt. Ừm, thiên thiên dưng dưng gật đầu đáp ứng, nàng không tiếp tục nói nửa câu nói nhảm, nàng rõ ràng hơn ngao lư nhất định phải xuất chiến, nếu không yêu tộc thoáng cái liền sẽ diệt vong. Ngao lư đi liều một trận nói không chừng còn có thể cho yêu tộc liều ra một cái thế giới tươi sáng. Ông! ngao lư sự tình giao phó xong một tay phất lên không gian hai thân ảnh ngưng hiện ra đúng là tiền vạn quán cùng chiến vô song hai người đột nhiên bị truyền tống tới kinh ngạc nhìn thấy ngao lư cùng thiên thiên ảnh hoàng sau càng kinh ngạc bịch đi qua ngắn ngủi sau khi khiếp sợ hai người tỉnh táo lại trùng điệp quỳ xuống chiến vô song trầm giọng nói ra ngao lư đại nhân xin ngài xuất thủ cứu cứu giang giật mau cứu thần tứ bộ lạc hai người bị mang vào huyền vũ thành về sau một mực bị giam lại cho tới giờ khắc này mới nhìn thấy Ngao Lư cùng Thiên Thiên. Hai người cũng không biết bên ngoài tình huống như thế nào, chỉ có thể quỳ xuống đất muốn nhờ. Ngao Lư đắng chát cười một tiếng, thở dài, vây khốn gian giật đại trận kia bản tỏa không phá được, còn như tội đảo đã xong, 13 gia tộc cường giả đều chết trận. Cái gì? Tiền Vạn Quán cùng chiến vô song trong đầu lóe sáng một cái sấm sét giữa trời quang, nhất là Tiền Vạn Quán. Hắn nhưng là đem tư đồ ra xem như nhà mình, tư đồ ngạo càng như cha ruột. Từ đồ gia trưởng lão các trưởng bối đều đối với hắn phi thường tốt, mấy năm qua này có phi thường nồng hậu dày đặc tình cảm. Hắn cảm giác hai mắt tối đen, kém chút té ngã trên đất, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một cỗ cường đại thức giật, nhìn chằm chằm ngao lư nghiến răng nghiến lợi quát, ngao lư. Ngươi vì sao không cứu bọn họ có phải hay không là ngươi liền là dẫn đến đại chiến phía sau màn thủ phạm ngươi muốn hủy diệt nhân tộc ngươi hại chết tội đào tất cả mọi người. Vạn quán, đừng muốn nói bậy, ngao đại nhân không phải là người như thế, thiên thiên bọn người còn chưa lên tiếng, chiến vô song lại tàn khốc quát khẽ nói. Giờ khắc này chiến vô song không hiểu tin tưởng Ngao Lư không phải phía sau màn hắc thủ, bởi vì Ngao Lư trong mắt không có một tia sát ý, giống như hắn là phía sau màn hắc thủ giờ phút này hai người đã sớm chết. Còn có thiên thiên công chúa, tại hai người sau khi xuất hiện, trong mắt đều là thân thiết trị ý, loại kia cảm xúc căn bản che giấu không được, nếu như là địch nhân, nàng chắc chắn sẽ không đối hai người biểu lộ thân thiết trị ý. Không phải tiền vạn quán ngạc nhiên vấn đạo lập tức đầy mắt kinh nghi hỏi vậy hắn vì sao không đi giúp tội đảo giống như vô tận biển sâu yêu tộc toàn bộ điều động ai có thể phá vỡ cửu long chu thần đại trận chiến vô song không cách nào trả lời vấn đề này nội tâm của hắn cũng phi thường nghi hoặc đưa ánh mắt về phía ngao lư chờ đợi giải thích của hắn ngao lư mặt không biểu tình lạnh lùng nói ra không phải bản tỏa không muốn cứu là bản tỏa không thể cứu giống như bản tỏa không xuất thủ bằng vào còn lại yêu hoàng căn bản ngăn không được chiến đế bắc đế chỉ có thể chịu chết, các người cũng không phải không biết lần này Đông Hoàng Đại Lục tới bao nhiêu cường giả, mà lại Thiên Minh Tông còn tới phá trận cao thủ, bản tỏa cũng bảo hộ không được đại trận. Chẳng lẽ tội đảo võ giả mệnh là mệnh, yêu tộc mệnh cũng không phải là mệnh đã tội đảo sớm muộn muốn diệt phong, bản tỏa vì sao muốn phái tộc nhân đi chịu chết. Giờ khắc này liền tiền vạn quán đều biết trách lầm Ngao Lư, Ngao Lư thân là yêu tộc đại đế, nhân vật như vậy có thể cho hai người giải thích nhiều như vậy, điều này nói rõ hắn khẳng định không phải phía sau màn hắc thủ nếu không trực tiếp một bàn tay chụp chết hai người là được rồi, nói nói nhảm nhiều như vậy không phải là phong cách của hắn. Mặc dù như thế, tiền vạn quán là rất nghi ngờ hỏi, ngao lư đại nhân, người vì sao không thể cứu? Bởi vì bản tọa không thể chủ động đối nhân tộc xuất thủ. Ngao lư đứng lên, lạnh giọng nói ra, bản đế theo huyền thần cung bên trong ra lúc, đáp ứng huyền đế không e rằng cho nên bước vào nhân tộc cương vực, không e rằng cho nên đánh giết bất kỳ một cái nào nhân tộc huyền đế tại bản tọa linh hồn trong thức hải lưu lại một tia hồn tia bản tọa dám làm loạn sẽ hồn phi phách tán đông hoàng liên quân công kích tội đảo cùng chúng ta vô tận biển sâu cũng không có chút quan hệ nào bản tọa tự nhiên không thể vô cớ đi đối nhân tộc động thủ bản đế không xuất thủ còn lại yêu hoàng đi đều chỉ có thể bị chiến đế bắc đế chém giết sở dĩ các người muốn trách thì trách các ngươi huyền đế đi ách tiền vạn quán cùng chiến vô song hổ khu chấn động hai người giờ khác này rốt cuộc đối ngao lư không có nửa điểm hoài nghi ngao lư lời nói không phải nói ngoa yêu tộc đại đế còn không đến mức lừa gạt hai người bọn họ nhân tộc tiểu tử huyền đế nhìn hết tầm mắt thiên cơ là trên đời này nhất có đại trí tuệ người như thế nào lại đem ngao lư phóng xuất làm hại nhân gian tốt ngao lư vung tay lên cuối cùng bàn giao nói đông hoàng liên quân đã tiến công vô tận biển sâu bản đế có thể danh chính môn thuận xuất thủ các ngươi là giang giật tiểu tử kia bằng hiếu quay đầu để thiên thiên an bài đưa các ngươi đi tuyết vực đi thiên thiên nếu như ta chiến tử về sau Giang Tiểu Nô còn không có xuất quan, liền để hai người mang theo cùng đi tuyết vực đi, lão phu cứu không được Giang giật, không thể liên lụy muội muội của hắn nhận lấy cái chết. Lão Tổ Tông trân trọng, thiên thiên chờ người đại thắng trở về. Thiên thiên quỳ xuống, khóc không thành tiếng, ngao lư nhìn ảnh hoàng một chút, hai người hóa thành một đạo bạch quang biến mất tại huyền vũ trong điện. Thiên thiên đợi thật lâu mới đứng lên, lau khô nước mắt sắc mặt trở nên kiên định, nhìn qua chiến vô song cùng tiền vạn quán nói, hai vị là đi, vẫn là chờ đại chiến kết thúc sau đi. Hai người trần chờ, chiến vô song dừng một chút hỏi, có thể mang tiểu nô đi sao? Không thể, thiên thiên lắc đầu nói, lão tổ tông nói tiểu nô muội muội xuất quan, nàng có thể cứu vãn chiến cuộc, sở dĩ ta hy vọng đợi đến cuối cùng một khắc. Như lão tổ tông chiến tử về sau, tiểu nô muội muội còn không có xuất quan, các ngươi liền có thể mang đi nàng. Vậy chúng ta vân vân, chiến vô song rất khẳng định nói ra, chúng ta cùng tiểu nô muội muội cùng đi đi thiên thiên công chúa, nếu là yêu tộc chiến bại, người đi đâu vậy? Ta, thiên thiên thê lương cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía huyền vũ ngoài điện, thở dài, vô tận biển sâu là chúng ta yêu tộc sau cùng gia viên, một khi vô tận biển sâu bị công chiếm, thiên hạ liền không có chúng ta yêu tộc đất sung thân. Lão Tổ Tông, thiên thiên lần này có thể muốn vi phạm ngài ý chỉ. chương 1186, phá ngươi sắc rùa đen. Ngao Lư lựa chọn quyết chiến thời gian điểm tại ban đêm, hắn quyết định chủ động xuất kích. Không xuất kích, nhân tộc đại quân liền phải đem cấp thấp yêu tộc đều giết sạch. Đã sớm muộn phải lớn quyết chiến, vậy không bằng chủ động ta, lựa chọn tốt nhất địa điểm cùng thời gian công kích. Mấy ngàn vạn yêu tộc tại đáy biển chỗ sâu nhất tiềm hành, không có phóng xuất ra nửa điểm thanh âm, cũng không có phóng xuất ra nửa điểm khí tức. Đương nhiên rất nhiều yêu hoàng đều tin tưởng, kỳ thật hành tung của bọn nó đều bị nhân tộc cường giả nắm giữ, đánh lén cơ hồ là không thể nào. Biển sâu phía trên, giờ phút này vạn lý băng phong trên biển kết lấy thật dày tầng băng, bầu trời tuyết lớn đầy trời, nhiệt độ không khí thấp đủ cho dọa người. Bất quá sở hữu quân sĩ đều tại thiên cơ thuyền bên trong, có vòng bảo hộ cách ly bên trong nhiệt độ cũng tạm được, có thể đến tham chiến đều là thiên quân, điểm ấy nhiệt độ có thể chịu được. Bác đế đám người xác thực biết rõ yêu tộc động kính, trinh sát nhiều lắm, ẩn tàng quá tốt rồi, yêu tộc không giết xong. Yêu tộc đại quân mọi cử động tại chiến đế bắc đế đám người trong khống chế, tối nay sở hữu thiên cơ thuyền bên trên quân sĩ đều đao giáp tại người, thời khắc chuẩn bị công kích. Đêm dần khuya, nhiệt độ càng ngày càng thấp, vô tận biển sâu đêm rất tối tăm, bầu trời một mảnh âm trầm, chỉ có mông ánh sáng mông lung bày ra, mấy trăm vạn chiếc thiên cơ thuyền lơ lửng ở trên biển cảm giác giống như là mấy trăm vạn chỉ hung thú. Làm người sợ hãi, chiến đế cùng bắc đế, thú đế tả đế kiếm đế đường thần cơ bọn người ngồi tại trong khoang thuyền, toàn bộ người nhắm mắt an tỏa, chỉ có chiến đế nhẹ nhàng đập mặt bàn, phát ra có thiết tấu thanh âm, tại tĩnh di trong khoang thuyền lộ ra phá lệ đột ngột. Đột nhiên, chiến đế gõ bản âm thanh đình chỉ, sở hữu bán thần đôi mắt cũng mở ra, mấy trăm trong đôi mắt đều là sát cơ. Dầm dầm dầm, vào thời khắc này, phía dưới tầng băng tầng tầng bạo liệt, vô số to lớn cự thú bắn ra, chiến đế bọn người buồng nhỏ trên tàu phía dưới một đầu dài chừng 10 trượng to như thân bò đuôi sắt cùng mấy chục đạo bạch quang đồng thời đánh chúng thiên cơ thuyền. Vòng bảo hộ bành một tiếng bạo liệt, thiên cơ thuyền hóa thành bột mịn, chiến đế bọn người đứng ngạo nghễ giữa không trung, trên mặt không có nửa điểm kinh hoàng, ngược lại đều là nghiêm nghị sát khí. Bành bành bành, phía dưới vô số công kích đồng thời phóng thích, một sát na kia ở giữa phụ cận bầu trời đều một mảnh sáng rõ, nương theo lấy từng đợt tiếng oanh minh, rất nhiều thiên cơ thuyền vòng bảo hộ nhau nhau bạo liệt. Vô số võ giả tại đầy trời gỗ vụn bên trong bay bắn mà ra, trên mặt bọn họ đều không có nửa điểm hoảng sợ, trên người thần thuẫn đã sớm mở ra, binh khí bên trên quang mang lấp lánh, các loại cường đại đạo văn công kích ấp ủ đã lâu. Giết, chiến đế vung tay lên hạ lệnh công kích, tựa hồ đã sớm biết yêu tộc đã tới bọn hắn không có nói sớm động thủ liền là các loại chờ yêu tộc tiên tiến công bọn hắn bằng vào thiên cơ thuyền ngăn chờ đợt công kích thứ nhất lại ra tay phản kích cứ như vậy liền có thể đánh một cái thời gian tranh lệch một đợt công kích đủ để đánh giết đại lượng yêu tộc sách lược của bọn hắn rất không tệ bất luận cái gì công kích đều cần thời gian ngưng tụ cho dù đối với cường đại yêu tộc tới nói ngưng tụ công kích phóng thích yêu thuật này thời gian quá ngắn nhưng cường giả so chiêu một hơi thời gian đủ để hoàn thành mấy lần công kích, định rất nhiều yêu tộc sinh tử. Suy suy, mấy ngàn vạn đạo công kích đồng thời phát động, nếu như nói vừa rồi yêu tộc công kích đem khắp nơi chiếu sáng, giờ phút này nhân tộc công kích là triệt để đem phạm vi ngàn giảm chiếu lên như ban ngày. Mà lại nhân tộc công kích càng thêm sắc bén, uy thế kinh thiên, mạnh hơn yêu tộc cũng không thể tu luyện đạo văn, chỉ có thể bằng vào cường đại thân thể còn có trời sinh yêu thuật, nhân tộc lại có thể mượn nhờ thiên địa chi lực phóng thích các loại kinh khủng đạo văn công kích. Lôi điện, hỏa diễm vẫn thạch phong nhận thánh quang không gian đại thủ ấn hắc phụ đủ loại đạo văn công kích chút xuống một sát na kia ở giữa phía dưới hải vực nước biển dòng giã bị bốc hơi ra một cái cự đại hố sâu ngập trời cự lãng hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới tầng băng càng là đã sớm hóa thành phấn vụn rất nhiều tiềm phục tại trong nước yêu tộc hiển lộ diện mục dữ tợn lần này yêu tộc cũng không hề biến hóa trưởng thành mà là hiển lộ ra bản thể bản thể của chúng nó mới là tối cường như thế cấp bậc chiến đấu tự nhiên không dám khinh địch tất cả đều toàn lực ứng phó. Ngao, lỗ ô, các loại yêu thú tiếng kêu thảm thiết vang lên, huyết nhục văng tung tóe, tiên huyết văng khắp nơi, tứ chi bạo liệt, nước biển lăn lộn. Vẹn vẹn một vòng công kích, phía dưới yêu tộc tổ bị đánh chết ít nhất mấy trăm vạn, lúc đầu thâm lam biển cả triệt để biến thành huyết hồng sắc. Phanh 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 phanh, phanh bốn phương tám hướng tầng băng còn tại bạo liệt, sóng biển sông lên trời ngưng tụ ra từng đầu thủy long sông lên trời, còn có vô số nước biển ngưng tụ thành thủy kiếm đầy trời bắn ra, cũng có hơi nước tràn ngập mà lên, bao phủ vô số nhân tộc võ giả, kia hơi nước không phải màu trắng, mà là màu nâu đen, rõ ràng có kịch độc. Đây đều là yêu tộc yêu thuật, hải yêu sinh hoạt ở trong nước, biển cả đối với bọn chúng tới nói có tự nhiên yêu thế, uy lực cũng có chút bất phàm. Trong nước vô tận yêu tộc liên tục không ngừng tuôn ra, liếc nhìn lại không nhìn thấy cuối cùng, kinh khủng thú uy bao phủ sở hữu võ giả, nhất là có hơn 100 cô yêu hoàng thú uy càng làm cho rất nhiều thiên quân võ giả ngạt thở, tốc độ phi hành đều chậm mấy phần. Hừ, bác đế bọn người một mực không có động thủ, giờ phút này chiến đế vung tay lên nói, bán thần xuất kích. Đám yêu tộc, nhận lấy cái chết, thú đế không có mở ra thần thuẫn, hắn đã sớm biến thân, một thân vảy rồng chiếu sáng dạng dỡ, hắn thân thể như cuồng long hướng phía dưới phóng đi. Trên người uy áp đồng dạng để rất nhiều yêu vương yêu đế hành động trở nên chậm, thân hình hắn như điện căn bản không để ý tới những cái kia cấp thấp yêu vương yêu đế, khóa chặt một cái to lớn yêu hoàng phóng đi long trảo lấp lánh hàn quang, để rất nhiều yêu vương yêu đế nội tâm rung động. Giết, ta đế trong tay một cái màu đen cự phủ xé rách bầu trời, hắn khóa chặt một cái yêu hoàng công kích, kiếm đế đường thần cơ các gia tộc bán thần toàn bộ động, nhao nhao tìm kiếm mục tiêu khai chiến, trong lúc nhất thời khói lửa nổi lên bốn phía, đại chiến không ngớt. Ngao, nơi xa trong hải vực nước biển văng khắp nơi, một đầu to lớn hắc long gào thét mà ra, kia so với người còn muốn lớn trong con người đều là băng lãnh cùng hàn ý, nó há mồm phun ra một cái màu đen long viêm, đem lên không gần ngàn thiên quân trực tiếp đốt diệt thành cho bụi, uy thế không ai cản nổi. Hắc thần xuất chiến, bác đế khóe miệng lộ ra một tia hí ngược, nhìn qua chiến đế nói, người đi vẫn là ta đi. Chiến đế mặt mũi tràn đầy ngạo nghế cười nói, võ thương, đầu này con cọp sao cho ngươi, chế chút ta tự mình chiếu cố ngao lư lão già kia. Tốt, bác đế vui với đem cứng rắn nhất xương cốt sao cho chiến đế, hai tay nhẹ nhàng bãi xuống, thân thể hóa thành thiểm điện xuyên qua vô số nhân tộc võ giả hướng hắc thần đánh tới. Trên mặt hắn phi thường nhẹ nhóm, hắc thần thực lực không tệ, nhưng theo thế bên trên xem vẻn vẹn nhưng so sánh bát tinh cường giả, giết chết hắc thần đối với hắn mà nói hoàn toàn không có áp lực. Tóc tốc, một đạo hắc ảnh từ đằng xa bắn nhanh mà đến, hắn lại vẫn hóa thành hình người, phía sau hắn một cỗ to lớn tử kim chiến xa phá không mà đến đứng tại ở ngoài ngàn dặm. Ảnh hoàng không người đem màn xe sốc lên, một tên tóc lục lão giả thản nhiên đi tới. Ngao lư ngăn cách vạn trượng cùng chiến đế xa xa đối mặt, hắn khẽ mỉm cười nói, chiến đế, nghe nói ngươi là đông hoàng đại lục người mạnh nhất lão phu hơn 70 vạn năm không có động thủ, ngứa tay vô cùng, không bằng chúng ta chơi đùa như thế nào. Ngao lư, Ngao lư nghe nói phòng ngự của ngươi năm đó chỉ có huyền đế có thể phá. Chiến đế chắp tay đứng thẳng, cũng mặt mỉm cười, hắn gật đầu nói, hơn 70 vạn năm qua đi, không biết ngươi xác rùa đen có hay không hủ bại. Ha ha ha, Ngao lư cười to sông lên trời ở giữa không trung dừng lại, ngạo nghễ nói ra có hay không hủ bại, người tới thử qua liền biết. Có thể phá được bản đế phòng ngự, người tự không thẹn đông hoàng đại lục ngôi thứ nhất số, không phá được, chạy trở về các người chiến đế thành ổ. Tốt, chiến đế một thân ngân sắc chiến giáp phồng lên phiêu động, tóc đen đầy đầu lăng không bay múa, hắn thân thể đi theo sông lên trời, bắn thẳng đến trên không trung cười to nói, hôm nay ta liền rách người xác rùa đen. Hưu, gần như cùng một thời gian, ảnh hoàng hóa thành một đạo hắc ảnh hướng trung tâm chiến trường tránh đi, thân thể càng trở nên phiêu miểu bất định, hắn khóa chặt nhân tộc một tên ẩn tông bán thần phiêu nhiên tiến lên, gia nhập thảm liệt chém giết bên trong. Bầu trời bông tuyết còn tại phiêu linh, vô tận biển sâu một đêm này chú định bị máu tươi nhiễm đỏ. chương 1187, người xấu đều phải chết. Vô tận biển sâu phong hào yêu hoàng có 36 vị, không có phong hào yêu hoàng có 700-800 vị. Bất quá rất nhiều yêu hoàng thực lực rất yếu, vẻn vẹn nhưng so sánh ngũ tinh cường giả. Yêu tộc cùng nhân tộc đẳng cấp không hoàn toàn đồng dạng, yêu tộc không hiểu tu luyện, không hiểu đạo văn tổng hợp chiến lực so nhân tộc phải yếu hơn một chút. Năm đó huyền đế đem yêu tộc đại yêu bọn họ chém giết không còn một mảnh, khi đó vô tận biển sâu yêu tộc bị thương nặng, cấp thấp yêu tộc cơ số cũng đạt tới lịch sử thấp nhất. Cái này hơn 70 vạn năm qua yêu tộc khôi phục một chút nguyên lực, ra đời 7-800 vị yêu hoàng, nhưng cùng thượng cổ đỉnh phong thời kỳ vẫn là tranh lệch thực sự quá xa. Nhân tộc bên này đợt thứ hai đại quân còn không có chạy đến, thanh tẩy hai bên đại lục kia hai cỗ quân đội ngược lại là tụ tập. Mặc dù như thế nhân tộc bên này bán thần cùng cường giả vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, thất bát tinh cường giả nhiều lắm, cái này mấy ngàn vạn đại quân đều là thiên quân, bốn ngũ tinh cường giả nhiều vô số kể. Hắc thần bị Bác đế đè lên đánh, phía trên chiến đế cùng Ngao Lư đại chiến không ngớt, bất quá rõ ràng song phương tạm thời còn không làm gì được đối phương. Ngao Lư phòng ngự quá mạnh, đáng tiếc lực công kích yếu đi một chút chiến đế tốc độ quá nhanh, người phía dưới căn bản thấy không rõ chiến đế thân ảnh, chỉ có thể nhìn thấy một đạo bạch quang thiểm đến tránh đi. Thú đế sau khi biến thân thế không thể đỡ, kia một đôi long chảo không gì không phá, phía dưới vị kia phong hào yêu hoàng vẻn vẹn thời gian một nén nhang tựu bị hắn làm cho mình đầy thương tích. Tà đế chiến lực cũng rất khủng bố, cùng hắn đối chiến yêu hoàng sớm đã vết thương chồng chất. Kiếm đế vận dụng câu hồn sáo, thả ra thần âm thiên kỹ, không bằng hắn cũng không có quần công. Tiếng địch như sương khói liên tục không ngừng hướng một cái yêu hoàng lướt tới, để rất nhiều người khiếp sợ không thôi chính là. Cái kia yêu hoàng lại bị kiếm đế khống chế, bắt đầu phản sát yêu tộc. Đường thần cơ chiến lực cũng rất biêu hãn, mặc dù hắn sở trường ở chỗ kiếm tiền, ở chỗ mưu đồ, nhưng chiến lực không thể khinh thường. Mà lại trên tay hắn có một kiện phi thường khủng bố cổ khí, kia là một cái sư ấn, mỗi lần cái này sư ấn ném ra đi, cùng hắn đối chiến yêu hoàng tất nhiên sẽ bị đập bay, Ẩn thế đại tông cùng thập đại thế gia cường giả cũng rất biêu hãn, rất nhiều yêu hoàng bị đè lên đánh, căn bản không có sức hoàn thủ. Đương nhiên, một chút phong hào yêu hoàng cũng rất hung tàn, nhân tộc một chút yếu bán thần nhiều lần gặp nạn, có mấy cái bán thần thần thuẫn bị yêu thuật hoàng cái đánh tan, nếu không phải phản ứng nhanh, sợ là thân thể đều sẽ bị xuyên thùng. Uống, hai nén nhang về sau, thú đế theo một cái hải sự yêu hoàng trong thân thể phá thể mà ra, cái kia chiều cao đạt tới mấy chục triệu yêu hoàng thế mà sống sờ sờ bị hắn xé rách là hai bên, đại chiến vẻn vẹn bắt đầu thời gian ngắn như vậy, tự chết đi một cái yêu hoàng. Xuy suy một cái to lớn xà hình yêu hoàng phun ra một cái hắc khí, đem một tên bán thần thần thuẫn trực tiếp ăn mòn đi, nó toàn bộ răng đầy màu đen có gai lân phiến đuôi giải thoáng cái đem kia bán thần kéo chặt lấy, phun hắc khí cự đại xà đầu đem kia bán thần đầu cắn xuống, một cỗ cột máu bắn ra, nhân tộc bên này bắt đầu có nửa thần trận vong. Còn như những cái kia thiên quân cùng yêu đế yêu vương, càng là từng mảnh nhỏ chết đi, nhất là yêu tộc bên này, tử thương càng nặng nề hơn. Nhân tộc bên này hiểu được chiến trận, người người đều có binh khí, có được ngụy thần khí không phải số ít, còn có rất nhiều cường giả đều có cổ khí. Dầm dầm rầm khắp nơi đều là tiếng nổ, các loại yêu thú gào thét, tiếng gầm gừ đem nước biển chấn động đến lăn lộn không ngớt, phương viên vạn lý tầng băng sớm đã bị nện đến vỡ vụn, nước biển biến thành có thể màu nâu đỏ, vô số nhân tộc yêu tộc thi thể phiêu phù ở trên đại dương bao la, lại bị rất nhiều công kích xoắn đến vỡ nát. Ô ô ô, hàn phong kêu khóc, tuyết lớn phiêu linh, bầu trời lúc đầu rất là lờ mờ, lại bị vô số công kích chiếu lên lúc sáng lúc tối, mùi máu tươi tràn ngập đi trăm ngoài vạn dặm cái này vô tận biển sâu biến thành say thịt tràng. Một canh giờ, hai canh giờ, yêu tộc bên này tử thương đã vượt qua ngàn vạn, nhân tộc bên này cũng chết đi 500 vạn trở lên. Rất rõ ràng yêu tộc tử thương nghiêm trọng hơn, Vạn lý trên không trung tiếng ầm ầm không dứt, ngao lưu cùng chiến đế chiến đấu còn tại tiếp tục. Hai người ai cũng không làm gì được đối phương, chỉ có thể rằng co xuống tới. Hắc thần đã vết thương trồng chất, nếu không phải ảnh hoàng không phải đánh lén thoáng cái bắc đế, sợ là hắc thần giờ phút này đều đã chết đi. ảnh hoàng nhất tộc là thiên tinh giới cấp cao nhất trinh sát, không có cái thứ hai. ảnh hoàng công kích cũng phiêu miểu vô tung, bên này đánh lén thoáng cái thân thể lập tức biến mất, sau một khắc lại qua bên kia đánh lén. ngao ngao ngao. Vào thời khắc này, vô tận sâu hải nam bên cạnh vang lên một trận tiếng thú gào, tiếp lấy một cỗ cường đại thú uy theo phía nam truyền đến. Hắc thần ảnh hoàng hướng phía nam quét qua, lập tức đại hỉ. Phía nam vào tới ngàn vạn yêu tộc, phía trước nhất hơn 10 cái yêu hoàng khí thế phi thường cường đại, không thua tại hắc thần, còn có ba con yêu hoàng càng là nhưng so sánh tả đế kiếm đế các loại chờ bát tinh cường giả. Huyết giả hung hải yêu tộc rốt cuộc đã đến, ngao lư nhìn lướt qua, nội tâm có chút định, hắn cùng thiên thiên nói trận chiến này có được 40% chắc chắn, liền là xây dựng ở huyết dạ hung hải tới tiếp viện tiền đề phía dưới. Nếu không phía dưới yêu tộc tiếp qua mấy canh giờ, đều sẽ bị chém giết sạch sẽ, hắn bị bác đế chiến đế vây công phía dưới cũng chỉ có một con đường chết. Hừ, chiến đế nhìn thấy yêu tộc viện quân đến, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng tăng nhanh tốc độ công kích. Phía dưới bác đế mấy người cũng cũng không có quá nhiều kinh hoàng thậm chí khóe miệng còn lộ ra một tia đùa cợt. Bất quá nhân tộc đại quân bên này tại huyết giả hung hải yêu tộc đến giúp về sau, rõ ràng có chút luống cuống, chiến trận thoáng cái loạn, bị yêu tộc bắt đầu đè lên đánh, thoáng cái tử thương thảm trọng. Hiu hiu hiu, vẻn vẹn hai nén nhang thời gian về sau, phía tây truyền đến tiếng xé gió, trăm vạn thiên máy thuyền như u linh lái tới, đông hoàng đại lục đợt thứ hai đại quân rốt cuộc chạy tới, dòng giã hai ngàn vạn đại quân, bán thần còn có hơn một trăm vị. Giết, sở hữu thiên cơ thuyền biến mất giữa không trung hai ngàn vạn sinh lực quân gia nhập yêu tộc vừa mới chiếm cứ một chút thượng phong, thoáng cái lại bị đè xuống đánh. Yêu tộc tới ngàn vạn, nhân tộc lại tới hai ngàn vạn, thực lực cách xa lại một lần nữa kéo dài. Chiến trường bởi thì ra là vạn lý hải vực mở rộng đến 10 vạn lý hải vực, yêu tộc hung hãn không sợ chết, nhân tộc bên này giết đỏ cả mắt, giờ này khắc này song phương đều phi thường tinh tường, ai cũng không dám có rút lui e sợ chiến chi tâm, nếu không một khi tan tác sẽ vạn kiếp bất phục. Lại là hai canh giờ đi qua, ngao lư nhìn qua phía dưới tử thương đã vượt qua hai ngàn vạn yêu tộc nhìn qua sẽ chết đi ảnh hoàng cùng hắc thần nhìn qua còn sót lại không đến một nửa phong hào yêu hoàng nội tâm nặng nề thở dài ánh mắt của hắn nhìn về phía huyền vũ thành phương hướng thi thao nhà đầu kia còn không có xuất quan sao lại không tới yêu tộc liền muốn chịu không được triệt để diệt phong giang tiểu nô chưa từng xuất hiện có lẽ nàng thời gian ngắn cũng không thể nào xuất quan bất quá ba nén hương về sau phương bắc lại bay tới một đạo thân ảnh nho nhỏ kia là một cái phấn điêu ngọc chắc tiểu cô nương, nhìn chỉ có bảy tám tuổi, mặc một bộ màu hồng phấn váy dài, trải lấy hai cái đáng yêu bím. Nàng là một người tới, hai mắt thật to nhìn qua thảm như như địa ngục tràng cảnh, trong mắt đều là phẫn nộ. Nơi này đại chiến say xưa, một cái xinh đẹp tiểu cô nương đột nhiên xâm nhập, cái này cho người ta cảm giác vô cùng không hài hòa, bất quá cái này tiểu cô nương tốc độ lại là đem rất nhiều nhân tộc cùng yêu tộc giật nảy mình. Nhanh như kinh hồng, hắc thần lần nữa bị bác đế đập bay ra ngoài, hắn phát hiện rất nhiều yêu hoàng đều hướng phương Bắc nhìn lại, theo nhìn lướt qua sắc mặt lập tức đại biến, giống giận tiểu hồ ly, trở về, nơi này ngươi không nên tới. Không, ta muốn tới, tiểu nha đầu rất kiên định nói, lập tức rũi ra một cái xanh nhạt ngón tay nhỏ lấy vô số nhân tộc cường giả nói ra, mẫu hậu nói bọn hắn đều là người xấu, bọn hắn muốn tiêu diệt chúng ta yêu tộc, tiểu phỉ muốn giúp yêu tộc giết người xấu, người xấu đều phải chết. Ông, tiểu cô nương trên thân hào quang màu phấn hồng lóe lên, tiếp lấy biến thành một cái xinh đẹp tiểu hồ ly, cái mông của nó bên trên có rất nhiều đầu tuyết trắng đuôi dài, hắc thần xem xét lập tức hít một hơi lãnh khí. Tiểu hồ ly phía sau cái đuôi, đúng là sáu đầu. chương 1188, cửu tinh đạo văn. Sáu đuôi thần hồ, ngao lư có chút đục ngầu đôi mắt đột nhiên sáng lên, hắn vạn vạn không nghĩ tới thế cục đến như thế khẩn yếu trước mắt, yêu tộc tới như thế một vị cường đại viện quân. Thiên hồ nhất tộc ngao lư vẫn luôn có hiểu rõ, bất quá bởi vì gần nhất mấy vạn năm đến thiên hồ nhất tộc cũng không có cường giả sinh ra sở dĩ lần này hắn không có đi triệu tập thiên hồ nhất tộc cường giả tham chiến lại không nghĩ rằng tới một cái thần hồ vẫn là một cái trẻ tuổi như vậy thần hồ thiên hồ nhất tộc xuất sinh liền là ba đuôi thực lực tại tam gia yêu thú bên trong thuộc về cường hoành phi thường cái chủng loại kia mỗi lần mọc ra một đầu cái đuôi thực lực liền sẽ cường đại nhất giai bốn đuôi yêu vương năm đuôi yêu đế sáu đuôi thì tiến hóa thành thần hồ đạt tới yêu hoàng cảnh thiên hồ có một loại rất khủng bố yêu thuật, vẫn là quần công, cái này yêu thuật gọi mị hoặc. Trên người nó có thể phóng thích một loại dị hương, mùi thơm này có thể mị hoặc linh hồn không mạnh người, một khi chúng chiêu bị mị hoặc người đem hội bị nó khống chế. Một cái đạt tới yêu hoàng thực lực thiên hồ khủng bố đến mức nào? Ngao lư rõ ràng nhất, bằng vào cái này thiên hồ hoàn toàn có thể vặn vẹo bại cục, đặt vững đại thắng, đem phía dưới mấy ngàn vạn thiên quân đều mị hoặc. Sở dĩ Ngao lư trước tiên truyền âm xuống dưới, cho phía dưới những cái kia không chết đi phong hào yêu hoàng, toàn bộ đi bảo hộ cái này tiểu hồ ly, lập tức. Hiu hiu hiu, hắc thần mặc dù thụ trọng thương, nhưng trước tiên hướng tiểu phỉ phóng đi, ảnh hoàng cũng bị thương, thân thể lại hóa thành một đạo thanh phong bắn thẳng đến tiểu phỉ mà đi, còn có mười mấy con cường đại yêu hoàng, nhao nhao hướng tiểu phỉ phóng đi. Tiểu phỉ tại biến thân một khắc này động thủ, trên người nàng thả ra một cỗ nồng đậm tới cực điểm màu hồng phấn sương mù. Sương khói kia thoáng cái bao phủ phương viên mấy trăm dặm, phàm là bị màu hồng phấn xương mù bao phủ nhân tộc thiên quân toàn bộ không động được, ngược lại những cái kia yêu tộc không có bất kỳ cái gì sự tình. Giết cái kia tiểu hồ ly, chiến đế cùng bắc đế nhìn thấy trăm vạn thiên quân toàn bộ bất động, bị từng mảnh từng mảnh đánh giết, trong nháy mắt tỉnh ngộ lại. Giống như cho tiểu hồ ly tiếp tục công kích xuống dưới, toàn bộ thiên quân đều phải chết, đến lúc đó bọn hắn liền sẽ bị vô tận yêu tộc bao phủ, toàn bộ nhân tộc sẽ chết không nơi táng thân. Hiu hiu hiu, tất cả bán thần đều hướng tiểu phỉ dũng mãnh lao tới, không giết chết cái này tiểu hồ ly, mấy ngàn vạn nhân tộc đại quân đều muốn chôn vùi tại vô tận biển sâu, sở dĩ bán thần đều liều mạng, các loại cường đại đạo văn liên miên bất tuyệt phóng thích. Chết, Bắc Đế rốt cục không dám chơi, trường kiếm trong tay của hắn múa, sáng lên một đạo chướng mắt quang mang, bốn phía không gian theo hắn múa lại từng mảnh từng mảnh sụp đổ, tựa như sụp đổ nhà lầu hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà đi, hắn trong đôi mắt băng lãnh như thiết, quát lớn, không gian giam cầm, toàn bộ đi chết đi. Bắc đế cửu tinh đạo văn lần thứ nhất phóng thích, là thiên địa đạo văn bên trong không gian đạo văn, vẫn là không gian đạo văn bên trong kinh khủng nhất. Hắn trường kiếm hướng phía trước bổ tới, phía trước không gian lập tức tầng tầng sụp đổ xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn, sụp đổ tốc độ quá nhanh quá nhanh, hắc thần ảnh hoàng tiểu phỉ còn có hơn 10 vị phong hào yêu hoàn toàn bộ không kịp bay đi, đều lâm vào không gian trong lỗ đen. Cường giả công kích đều có thể tê liệt không gian, đạt tới bán thần sau có thể làm cho không gian xuất hiện một hố đen to lớn cái này cũng bình thường nhưng là không gian đều có thể tự động khép lại, đây là thiên địa chi lực cùng thiên địa pháp tắc tự động giữ gìn thế giới này cân bằng, nếu không không gian khắp nơi vỡ ra, thế giới này đã sớm hủy diệt. Nhưng mà, bác đế cái này đạo văn một phóng thích, cái kia không gian lỗ đen nhưng không có khép lại, tiểu phỉ ảnh hoàng hắc thần cùng hơn 10 vị yêu hoàng đều bị vây ở trong lỗ đen, toàn bộ người không động được, kia một mảnh phương viên đạt tới mấy chục trượng không gian cũng tựa hồ bị giam cầm. Công kích, giết bọn hắn. Bác đế hét lớn một tiếng, những cái kia bán thần bọn họ nhao nhao công kích hắc thần ảnh hoàng tiểu phỉ bọn người biến thành bia sống tốt nhất đánh giết thời khắc ngao lư hừ lạnh một tiếng trên thân hắc quang lóe lên trên bầu trời một cái to lớn đen nhánh lão quy ngưng hiện đầu của nó cùng tay chân toàn bộ rút vào xác rùa đen bên trong phương viên đạt tới trăm trượng xác rùa đen cũng như một cái cự thuẫn bay thấp mà xuống ngăn tại lỗ đen phía trước chuẩn bị ngạnh kháng tất cả mọi người công kích ha 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 ngao lư người rốt cuộc triển lộ bản thể tốt ha bản đế tự phóng thích của ta công kích mạnh nhất, nhìn xem người sắc rùa đen có thể hay không chống đỡ được. Chiến đế đi theo bắn nhanh mà đến, trong tay hắn xuất hiện một cây trường thương màu đen, thương súng dài một trường, ngân huy tỏa sáng, phía trên cổ phác văn lộ dày đặc, tràn ngập không hiểu khí tức, hắn tiện tay lắc một cái trường thương, bốn phía tầng không gian tầng chấn động, uy thế kinh thiên. Thập đại trí bảo đứng đầu, hồng mông thần thương, một chút bán thần kinh hô lên, đông hoàng đại lục có thập đại trí bảo, cái này hồng mông thần thương tựu xếp hạng thứ nhất. Cái này thần thương là huyền đế sư phó, huyền đế đời trước nhân tộc đế hoàng binh khí, là cổ khí bên trong tồn tại khủng bố nhất. Đương nhiên, cái này cùng huyền thần đao vẫn còn có chút tranh lệch, huyền thần đao là thần khí. Chiến đế trường thương múa, tứ phương phong vân tề động, phong lôi âm thanh gào thét, nước biển nhấc lên ngàn cơn sóng, cả người hắn đều biến mất, hồng mông thần thương cũng đã biến mất, cuối cùng hóa thành đạo hắc quang hướng ngao lưu sát rùa đen vào tới, chiến đế bạo tiếng giống vang vọng khắp nơi, hủy diệt phách ma thương súng. Dầm dầm dầm, cái này hủy diệt phách ma thương súng là thiên địa đạo văn bên trong hủy diệt đạo văn, kinh khủng dị thường, hắc quang những nơi đi qua không gian toàn bộ hóa thành hư vô, không gian đều không có khe hở xuất hiện, chỉ có một đầu đen nhánh hư không cổ đạo, một thương kia để sở hữu bán thần tim đập nhanh, cảm giác không thể ngăn cản, có thể hủy diệt hết thảy. Hủy diệt đạo văn lực công kích hung tàn nhất, bởi vì sở hữu công kích xét đến cùng đều tại phá hủy, đều tại hủy diệt hết thảy. Mà cái này cửu tinh hủy diệt đạo văn, là hủy diệt pháp tác bên trong nhất tồn tại cường đại, ẩn chứa hủy diệt pháp tác trung cực áo nghĩa. Một sát na kia ở giữa, hình tượng tựa hồ động lại. Vô số yêu tộc cùng nhân tộc đều quên chém giết, tất cả mọi người công kích đều ngừng lại, ánh mắt khóa chặt cái này kinh thiên một thương. Giống như ngao lư ngăn không được một thương này như vậy hắn đem thịt nát xương tan, ảnh hoàng tiểu phỉ bọn người hẳn phải chết không nghi ngờ, yêu tộc cũng đem vạn kiếp bất phục. Oanh, hắc quang đánh chúng vào ngao lư sắc rùa đen, trong nháy mắt đó tất cả mọi người cảm giác trái tim đều run lên cũng không phải là đánh chúng tiếng nổ mà là một loại cảm giác tựa như tận mắt thấy một tòa đại sơn sụp đổ rơi xuống đất trong nháy mắt một khắc này linh hồn rung động ba 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 xác rùa đen bị Hắc Quang đánh chúng một cái kia điểm đã nứt ra lập tức từng cái từng cái khe hở dạn nứt mà đi lan tràn toàn bộ xác rùa đen lít nha lít nhít khe hở dày đặc toàn bộ xác rùa đen Hắc Quang cũng đã biến mất chiến đế tại nguyên chỗ ngưng hiện nhưng sắc rùa đen cuối cùng không có bạo liệt cường hãn không chỉ là yêu tộc liền xem như nhân tộc cường giả đều nội tâm khuấy động không thôi khủng bố như thế một thương ngao lư lại chặn mặc dù sắc rùa đen gần như toàn bộ đã nứt ra nhưng cũng không có bạo liệt cái này đổi lại là ai cũng đỡ không nổi một thương kia dầm 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 ta đế kiếm đế đường thần cơ các loại chờ một đám bán thần công kích cũng đến toàn bộ đập vào ngao lư sắc rùa đen bên trên lần này lại vẫn không có phá bất quá vết rách càng nhiều càng dày đặc tựa hồ sau một khắc liền muốn bạo liệt. Phốc, to lớn rùa đen hắc quang lóe lên, ngao lư thân ảnh ngưng hiện, hắn há mồm phun ra một ngụm máu tươi, đùa cợt nhìn qua chiến đế nói ra, chiến đế, người công kích này còn kém như vậy một chút, đông hoàng đại lục đệ nhất nhân hữu danh vô thực A. À. Ha ha ha, chiến đế cười to không thôi, trong tay hồng mông thần thương lần nữa phát sáng lên, cười lạnh nói, ngao lư, người xác rùa đen đã tan vỡ, không biết người còn có thể chống đỡ được ta mấy phát. Oanh, Ngao Lư tiện tay hướng sau lưng đánh ra một trường, cái hắc động kia giam cầm cường giả nhiều lắm, bản thân cũng chỉ có thể duy trì ngắn ngủi mấy hơi thời gian, giờ phút này bị Ngao Lư một trường nện đến lập tức phá thành mảnh nhỏ, Ngao Lư mỉm cười nói ra, ngăn không được cùng lắm thì chết một lần, bất quá. Nghĩ diệt chúng ta yêu tộc, các ngươi nhân tộc liền chuẩn bị vài ngàn vạn người cho chúng ta chôn cùng đi. mươi 1189, Thiên Không cho ngươi. Công kích, bác đế hét lớn một tiếng, trường kiếm múa lần nữa ngưng tụ không gian lỗ đen, vừa rồi một kích kia bị Ngao Lư chặt, nhưng Ngao Lư có thể ngăn cản mấy lần công kích hắn có thể không ngừng giam cầm không gian để tiểu phỉ ảnh hoàng bọn người biến thành bia sống. Chiến đế công kích cũng có thể không ngừng phóng thích, Ngao Lư có thể đỡ nổi bao nhiêu lần công kích. Suy suy, một cái cự đại không gian lỗ đen lần nữa hình thành, hắn không có lựa chọn đi vây khốn Ngao Lư, đen như vậy động lại càng dễ sụp đổ. Hắn vẫn là đi vây khốn tiểu phỉ ảnh hoàng bọn người, Ngao Lư nếu không ngăn trở mọi người công kích, tiểu phỉ chết một lần đồng dạng đại cục đã định. Ngao Lư biết rõ bác đế cùng chiến đế mưu đồ, nhưng hắn có thể thế nào hắc thần ảnh hoàng bọn người vết thương trồng chất, tiểu hồn liên niên kỳ quá nhỏ, rất có thể mới đột phá yêu hoàng không bao lâu. Nàng kinh nghiệm chiến đấu quá yếu quá yếu, nếu không bảo vệ nàng lập tức liền sẽ thịt nát xương tan, một khi tiểu phỉ chết đi, tổ triệt để không có hy vọng. Thế là biến thành tử cục, nhân tộc bán thần không ngừng công kích, bác đế không ngừng phóng thích không gian giam cầm, Ngao Lư chỉ có thể phóng thích bản thể bảo vệ mọi người. Bất quá vừa mới hắn xác rùa đen đã nứt ra, lần này mặc dù vết rách lại phục hồi như cũ, nhưng lực phòng ngự rõ ràng yếu đi rất nhiều, lần thứ ba bị chiến đế cửu tinh đạo văn cùng còn lại bán thần liên thủ công kích, xác rùa đen gần như toàn bộ tan vỡ, còn ẩn ẩn có thể nhìn thấy bên trong quất nhục. Lực lượng một người ngạnh kháng cửu tinh đạo văn, còn có mười mấy tên thất bát tinh võ giả công kích ba lần công kích, ngao lư phòng ngự không thẹn thiên hạ đệ nhất. Đáng tiếc rất rõ ràng, ngao lư nhịn không được mấy lần công kích, một khi xác rùa đen bạo liệt, hắn chỉ có một con đường chết các loại chờ ngao lưu chết một lần chiến sự còn kém không nhiều kết thúc toàn bộ giải tán có thể giết bao nhiêu tính toán bao nhiêu đi ngao lưu lần nữa hướng huyền vũ thành phương hướng nhìn một cái khe khẽ thở dài hắn đem phía sau tiểu phỉ đám người không gian giam cầm đập tan to lớn như núi cao thân thể chủ động hướng chiến đế bắc đế bọn người phóng đi chuẩn bị giết một cái là một cái a à, vừa mới bay ra ngoài mấy trăm trượng Ngao lư viên kia to lớn rùa đen đầu đột nhiên hướng về sau mới nhìn lại, kia sau nghiêu còn lớn hơn trong con người đều là kinh hỉ. Hắn nhếch miệng cười ha ha, ha ha ha, trời không quên ta yêu tộc A, à, nhà đầu kia rốt cuộc xuất quan. Ừ, hắc thần bọn người bản chiều bốn phương tám hướng tản ra, nhao nhao kinh ngạc quay đầu, chiến đế bắc đế mấy người cũng kinh ngạc nhắm hướng đông bên cạnh nhìn lại, rất nhanh toàn bộ đôi mắt co rụt lại, thú đế kinh hô lên, tốc độ này. Xác định là phàm nhân có thể có, tiểu phỉ mắt to quét qua, Phấn điêu ngọc chắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là vui mừng. Nàng cua hai tay kêu to lên, tiểu nô tỷ tỷ, ta là tiểu phỉ a. hưu phía đông một đạo bóng xanh theo ngoài vạn dặm phóng tới. Vừa mới còn tại ngoài vạn dặm, sau một khắc liền đã tại tất cả mọi người trong tầm mắt phóng đại. Cái kia đạo bóng xanh cũng dần dần trở nên rõ ràng. Đúng là một tên xinh đẹp không tưởng nổi tiểu mỹ nhân. Trên người nàng mặc một bộ màu trắng váy, phía sau một đôi to lớn cánh chim màu xanh lục, tóc cũng là màu xanh sẫm, trong đôi mắt có lục quang lấp lánh hai tay hóa thành phượng trảo, phía trên lục quang lấp lánh làm người sợ hãi. Giang tiểu nô xuất quan, hưu, giang tiểu nô cấp tốc bay tới, tốc độ kia liền bắc đế chiến đế ngao lư đều cảm thấy không bằng, vẻn vẹn một hơi thời gian nàng liền dựa vào tới gần tiểu phỉ, đem tiểu hồ ly ôm vào trong lòng, nàng ánh mắt khóa chặt ngao lư nói ra, ngao lư đại nhân, ta xuất quan. Người có thể nói cho ta thiếu ra ở đâu đi, ách, ngao lư không nghĩ tới giang tiểu nô thoáng qua một cái đến tự hỏi cái này, là cái gì cái tình huống a có việc không thể ổn định thế cục lại nói sao đứa nhỏ này lớn thêm vài tuổi làm sao vẫn là cái này tính khí a giết cái này nữ hoa oa bác đế cùng chiến đế liếc nhau hai người theo giang tiểu nô trên thân cảm thấy nguy hiểm hai người quát khẽ một tiếng bác đế thả ra không gian giam cầm chuẩn bị đem giang tiểu nô cùng tiểu phỉ đều vây khốn để chiến đế đánh giết hai người này rầm 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 từng mảnh từng mảnh không gian lại sụp đổ không gian sụp đổ dùng tốc độ khủng khiếp hướng giang tiểu nô lan tràn mà đi Giang tiểu nô sắc mặt lạnh lẽo, đằng sau hai cánh mở ra lại hóa thành một đạo lục quang tránh đi, liền cửu tinh đạo văn đều kích không chúng nàng. Tiểu nô tỉ tỉ, bọn hắn là người xấu, giết bọn hắn. Tiểu phỉ có chút oán giận thanh âm vang lên, giang tiểu nô thân ảnh tại ngoài trăm dặm ngưng tụ, trong mắt cũng hiện lên một tia sát cơ. Nàng cái đầu nhỏ chưa từng thích nghĩ quá nhiều sự tình, có người muốn giết nàng, nàng tựa tuyệt đối sẽ không khách khí, năm đó ở thiên tinh đại lục liền là như thế nhất là là ai nếu là muốn đối giang giật bất lợi nàng bất luận cái gì nói nhảm cũng sẽ không giảng trước hết giết lại nói vù vù giờ phút này nàng cũng chưa hề nói một câu thân thể hóa thành bóng xanh hướng đám người trong đại quân bay đi nàng tốc độ quá nhanh quá nhanh như phù quang lược ảnh một cái chớp mắt thời gian liền vào tới một vị ẩn thế đại tông bán thần bên người tại hắn còn không có phản ứng ở giữa lợi chảo hướng hắn thần thuẫn hung hăng chộp tới suy suy giang tiểu nô một tay lợi chảo lục quang lấp lánh kia bán thần thần thuẫn quang mang vạn trượt, nhưng quang mang lấp lánh qua đi nhưng trong nháy mắt ảm đạm, thần thuẫn phá thành mảnh nhỏ, kia bán thần công kích còn chưa tới cùng ngưng tụ, Giang Tiểu Nô phượng chảo ngay tại hắn trong đôi mắt cấp tốc phóng đại, tiếp lấy đầu của hắn tự nhẹ nhõm bị vồ nát. Tê, tê vô số hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên, Bắc Đế cùng chiến đế đều đầy mắt chấn kinh ngạc. Giang Tiểu Nô tốc độ quá nhanh, tốc độ công kích càng nhanh, cái kia móng vuốt quá sắc bén. Tên kia bán thần mặc dù vẻn vẹn chỉ có lục tinh thực lực, nhưng thần thuẫn lực phòng ngự đã rất tốt, nhưng ở Giang Tiểu Nô công kích phía dưới cùng giấy mỏng không có khác nhau, một trào tự phá. Hưu, Giang Tiểu Nô giết người về sau sắc mặt không có bất kỳ cái gì biến ảo, thân thể lóe lên hóa thành bóng xanh hướng xuống một mục tiêu phóng đi. Nàng rất đơn thuần lại không phải ngớ ngẩn, nàng cảm giác bác đế cùng chiến đế rất nguy hiểm, tà đế thú đế bọn người khó khăn giết, cho nên nàng lựa chọn công kích những cái kia lục tinh thực lực bán thần. Bồng bồng, vẹn vẹn năm hơi thời gian, lại có hai tên bán thần bị giết, Giang Tiểu Nô cái kia lục sắc móng vuốt tựa như tử thần liêm đao, trở nên kinh khủng dị thường, thế không thể đỡ, không gì không phá. Lui, nhân tộc bên này bán thần luống cuống, tự liền tà đế thú đế kiếm đế đường thần cơ bọn người bị hù dọa. Khủng bố như thế tốc độ, như thế sắc bén công kích ai có thể ngăn cản cái này liền giao chiến cơ hội đều không có tự bị giết, còn đánh cái chửi A. Giang Tiểu Nô trong ngực Tiểu Phỉ bắt đầu công kích, nàng sáu đầu cái đuôi phiêu động, một cỗ màu hồng phấn sương mù lan tràn ra, rất nhiều thiên quân cứ việc có thần thuẫn, đồng dạng lập tức chúng chiêu, thân thể xứng sở tại nguyên chỗ bất động. Lần này không chỉ là bán thần loạn, nhân tộc đại quân triệt để đại loạn, giang tiểu nô cùng tiểu phỉ một người một hồ liền có thể san bằng nhân tộc đại quân còn đánh cái cai giam A. Như sở hữu thiên quân triệt để bị mị hoặc, đến lúc đó đều sẽ biến thành tiểu hồ ly khôi lỗi, bắt đầu phản sát. Bác đế cùng chiến đế hai người liếc nhau, hai người hóa thành hai đạo hồng quang hướng Giang Tiểu Nô đuổi theo hai người không để ý tới đánh giết ngao lư hắc thần bọn hắn, không giết chết giang tiểu nô tiểu vì cái này chiến căn bản không có cách nào đánh. Nhưng mà, hai người một truy lập tức giật mình tỉnh lại, tốc độ của hai người căn bản không có giang tiểu nô nhanh, mà lại giang tiểu nô vọt vào nhân tộc trong đại quân, chẳng lẽ lại hai người đem nhân tộc đại quân cũng một mảnh quét ngang. Xong, hai người đuổi hơn 10 dặm, triệt đề không cách nào, hai người vạn vạn không nghĩ tới đại thắng đang nhìn, lại bị một thiếu nữ cùng một cái tiểu hồ ly sống sờ sờ nghịch chuyển, Giang Tiểu Nô, dừng tay đi. Ngay tại Bắc Đế chiến đế cùng nhân tộc cường giả thúc thủ vô sách chuẩn bị rút quân lúc, phía Tây đột nhiên truyền đến một đạo dịu dàng giọng nữ, hình mộng huyền mang theo chín tên Thiên Minh tông bán thần đột nhiên xuất hiện, nàng khuôn mặt mang mục, gương mặt xinh đẹp bên trên hiện ra nhàn nhạt nhu hòa quang mang, bạch y bồng bềnh, tựa như dưới thần nữ phàm. Hình mộng huyền đến giữa sân, nhìn qua Giang Tiểu Nô nhàn nhạt nói ra, ngươi thân là nhân tộc, lại giúp yêu tộc sát hại đồng bào ngươi đây là làm điều ngang ngược, Ngịch thiên mà đi, còn không quay đầu lại thiên không cho ngươi. chương 1190, thiếu gia của ngươi. Hình mộng huyền thiên minh tông người, chiến đế trong mắt có chút buồn bực, thiên minh tông mấy chục vạn năm đến một mực điệu thấp, chưa từng chủ động trêu chọc địch nhân, lần trước tại tội đảo phá trận về sau lập tức trở về đi, như thế thời khắc thế mà xuất hiện chẳng lẽ các nàng chuẩn bị xuất thủ trợ giúp liên quân nhưng đã tới, vì sao chỉ có 10 người này. Giang tiểu nô dừng lại đồ sát, ánh mắt nhìn về phía xa xa hình mộng huyền, trong mắt nàng hiện lên một tia nghi hoặc lạnh giọng hỏi làm sao ngươi biết tên của ta ngươi là ai dựa vào cái gì quản ta ta là ai không trọng yếu trọng yếu là ta là nhân tộc hình mộng huyền không có chút nào khói lửa nhẹ nói đạo thanh âm rất nhỏ lại vang vọng tất cả mọi người trong tai nàng dừng một chút tiếp tục nói ra còn như tên của ngươi là phụ thân ta nói cho ta biết lúc đầu chúng ta đã trở về không muốn quản chuyện nơi đây phụ thân lại nói nhân tộc lại có kiếp nạn ra ngoài nhân tộc đại nghĩa chúng ta không thể không lần nữa đi một chuyến Giang tiểu nô ngươi dừng tay còn kịp, ta nghĩ chiến đế bắc đế mấy người cũng có thể tha thứ tội lỗi của ngươi. Nhân tộc cùng yêu tộc thế bất lưỡng lập, chẳng lẽ người nghĩ yêu tộc đem tất cả nhân loại đánh giết sao? Chiến đế bắc đế tả đế thú đế toàn bộ mắt người mắt sáng lên. Thiên minh tông lần này quả nhiên phá lệ, mọi người cũng bị thiên minh tông tông chủ cường đại thần thông làm chấn kinh. Thiên minh tông tông chủ thế mà có thể đoán ra nhân tộc đại quân lại có kiếp nạn hình mộng huyền, bọn người theo đông hoàng đại lục chạy tới ít nhất phải nửa tháng. Nói một cách khác nửa tháng trước thiên minh tông tông chủ coi như chuẩn hết thảy sớm để hình mộng huyền bọn người tới trợ giúp hơn nữa còn có thể tính ra giang tiểu nô danh tự trên thực tế chiến đế đều chưa từng gặp qua thiên minh tông tông chủ chỉ là biết đại khái thiên minh tông ở phương nào biết rõ thiên minh tông thực lực rất cường đại không thua gì cửu đế gia tộc còn bác đế gặp qua không có cũng không biết bác đế nhà hòa thuận thiên minh tông thông ra bác hoàng thê tử vũ nghịch lão nương vẫn là đời trước thiên minh tông thánh nữ cùng thiên minh tông quan hệ rất không tệ Giang tiểu nô trầm mặc, đầu nhỏ của nàng méo một chút trầm tư một lát, rất nhanh kiên định nói ra, ta mặc kệ cái gì nhân tộc yêu tộc, đám người này muốn giết ta, ta tự giết bọn hắn. Ngao lư đại nhân đối ta cùng thiếu ra có ân, thiên thiên tiểu thư là bằng hữu của ta, ta tự nhiên muốn giúp chúng nó. Như vậy đi, các ngươi rút quân, ta không truy sát các ngươi. Chiến đế bắc đế tả đế đường thần cơ bọn người liếc nhau trần chờ, có chút nhớ nhung tạm thời rút quân ý nghĩ, dù sao thiên minh tông liền đến 10 người này, còn chưa đủ giang tiểu nô giết ha ha hình mộng huyền lại cười khẽ lắc đầu nói giang tiểu nô người thật sự cho rằng chúng ta không giết được ngươi sao ta khuyên ngươi quay đầu là muốn cứu ngươi một mạng một trận chiến này nhân tộc chết đi bao nhiêu người ngươi nói rút quân tự rút quân ngươi xem một chút những này yêu tộc bọn hắn sẽ bỏ qua nhân tộc trận chiến này như lui đông hoàng đại lục sẽ gặp sự điên cuồng của bọn hắn trả thù đến lúc đó sẽ chết đi càng nhiều nhân tộc giang tiểu nô người rút đi chúng ta cam đoan không truy cứu việc này không lùi ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ây, toàn trường chấn kinh ngạc, hình mộng huyền nhân vật như vậy sẽ không chỉ nói mà không làm, như vậy nàng tự thật có thể giết giang tiểu nô chiến đế bác đế đều giết không được, bằng vào các nàng 10 người, người có thể làm được. Hừ, giang tiểu nô nổi giận, chẳng biết tại sao nội tâm của nàng rất là chán ghét hình mộng huyền, mặc dù nữ tử này bề ngoài khí chất đều là tuyệt đỉnh, nói chuyện cũng như họa huyền chuyển, để cho người ta rất dễ chịu. Nhưng nàng không hiểu cũng cảm giác không thoải mái, nàng dùng hành động thực tế trả lời hình mộng uyển lựa chọn của nàng. Hưu, Giang Tiểu Nô thân thể hóa thành lục quang hướng hình mộng uyển bay đi, hình mộng uyển lời mới vừa nói lúc đã động sát cơ, Giang Tiểu Nô cảm thấy, cho nên nàng chuẩn bị ăn miếng trả miếng, đánh giết cái này đông hoàng đại lục đệ nhất mỹ nhân. Ha ha, không biết lượng sức, hình mộng uyển thản nhiên cười một tiếng, nhẹ nhàng khoát tay nói, bày trận. Phía sau chín tên bán thần lập tức thành đặc biệt phương vị đứng thẳng, lần này không phải mai tinh trận, mà là một cái kỳ dị ngũ mang tinh đại trận, mà lại lần này chín tên bán thần đem hình mộng huyền cho vây quanh đi vào, toàn bộ người quang mang lấp lánh, thế mà đều hướng hình mộng huyền đánh ra nguyên lực công kích. Suy suy, chín đạo nguyên lực bắn ra, hình mộng huyền không có mở ra thần thuẫn, nhưng nguyên lực công kích nhưng không có tổn thương nàng nửa phần, ngược lại trên người nàng khí thế không ngừng kéo lên, cuối cùng đạt đến kinh khủng tình trạng. Cái này ta đế cùng thú đế liếc nhau, Nhào nhào kinh hãi không thôi bởi vì giờ khắc này hình mộng huyền khí tức đã đạt đến bát tinh, nhưng vẫn còn tiếp tục kéo lên. Cuối cùng, hình mộng huyền khí tức đạt đến cửu tinh, thân thể của nàng cũng bắn ra, trong tay một cái màu đỏ roi xuất hiện, đối giang tiểu nô đột nhiên đánh xuống. Cửu tinh còn có cái này roi khí tức tốt cường đại, không thể so với lão chiến hồng mông thần thương tranh lệch a cái này sao có thể. Ta đế cùng thú đế càng thêm chấn kinh, cổ khí đều là cường giả thời thượng cổ luyện chế, luyện chế cổ khí cường giả thực lực càng cường đại cổ khí càng mạnh, bởi vì cổ khí sở dĩ cường đại là bên trong ẩn chứa cường đại đạo văn. Trong lịch sử nổi danh trí cường giả cổ khí các gia tộc đều ghi lại trong danh sách, cái này do như thế cường đại, nhưng mọi người lại nghe cũng không nghe đến. Suy suy, roi kéo dài vô hạn, mà lại ở giữa không trung huyễn hóa ra mấy vạn đạo huyễn ảnh hướng giang tiểu nô quấn quanh mà đi, khí tức phi thường dọa người, không gian như cự lãng gào thét bắt đầu vặn vẹo, xuất hiện đạo đạo gợn sóng. Phụ cận rất nhiều thiên quân yêu tộc kinh hoàng lui nhanh, bọn hắn đều cảm thấy nguy hiểm chí mạng. Lui, Giang Tiểu Nô cũng cảm thấy nguy hiểm, nàng hai cánh mở ra nhanh chóng lui nhanh, nhưng giờ khác này nàng phát hiện bốn phía không gian sóng chấn động quá kinh khủng, tốc độ của nàng suy giảm thiếu, soi tốc độ cũng quá nhanh, có thể so sánh nàng thời kỳ toàn thịnh tốc độ, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mấy vạn đạo bóng roi hướng nàng quấn tới. Hừ, Giang Tiểu Nô móng vuốt bán thần thần thuẫn đều có thể cào nát, nàng tự không tin tưởng bắt không toái cái này roi, nàng ngạo nghễ không sợ hướng bốn phương tám hướng bóng roi chộp tới. Chỉ là, bóng roi nhiều lắm, nàng căn bản là không có cách phân biệt cái kia đạo là hư ảnh, nàng cảm giác trên chân đột nhiên bị cuốn lấy, lúc này mới phát hiện roi chân thân, vội vàng vung vẩy móng vuốt hung hăng chộp tới. Bang bang, một đạo kim thiết đụng nhau thanh âm vang lên, đạo đạo hỏa hoa bắn tung tóe để giang tiểu nô kinh hoàng sự tình phát sinh nàng vô kiên bất tồi móng vuốt càng không có cách nào bẻ vụn cái này cổ khí roi dài kia roi dài cũng như một đầu như rắn độc thật nhanh du tẩu thoáng cái đưa nàng hạ nửa người cuốn lấy, tiếp theo hướng nàng thân trên cùng hai tay quấn tới. Thật là lợi hại roi, xa xa ngao lư khe khẽ thở dài, hắn một đôi đục ngầu con ngươi nhìn qua hình mộng huyền, khóe miệng xuất hiện một tên đắng chát, giang tiểu nô bị cuốn lấy trận đại chiến này cũng không có bất kỳ cái gì huyền nhiệm Tiểu phỉ, mau trốn, giang tiểu nô móng vuốt trùng điệp bắt được mấy lần, cuối cùng phát hiện không cách nào bẻ gãy roi, chỉ có thể một tay đem tiểu phỉ hất ra đi, Nàng hơn nửa người đã bị trói buộc, nàng cảm nhận được trong roi truyền đến nguy hiểm, ánh mắt khóa chặt hình mộng huyền lạnh giọng nói ra, người dám giết ta thiếu ra nhà ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha, hình mộng huyền hai tay một mực tại kết lấy các loại kỳ quái thủ ấn, bất quá giờ phút này khí thức trên người nàng ngược lại là nhanh chóng yếu bớt, khôi phục thất tinh thực lực. Hiển nhiên vừa rồi loại kia đại trận đưa nàng tăng lên tới cửu tinh thực lực thời gian phi thường ngắn, chỉ có thể duy trì một lần công kích nàng nhìn qua giang tiểu nô cặp kia đều là phẫn nộ con ngươi, u u cười nói, thiếu gia của ngươi ngươi làm điều ngang ngược, cấu kết yêu tộc, gieo họa nhân tộc. Đừng nói thiếu gia của ngươi, coi như thần linh tới, hôm nay ta cũng muốn thay trời hành đạo. Có đúng không, vào thời khắc này, một đạo lạnh như vạn năm sông băng thanh âm tự cửu thiên tri thượng truyền đến, tiếp lấy hư không bên trên không gian chấn động, một tòa đen nhánh cung điện như u linh theo vết nứt không gian bên trong bay ra. Cung điện tri thượng phong vân múa, một đạo to lớn hư ảnh ngưng tụ mà ra, người kia lãnh mâu khóa chặt hình mộng uyển lạnh giọng nói ra, nhà nàng thiếu gia chính là ta, người nhất định phải giết của ta tiểu thị nữ. Giang giật rốt cục chạy tới, chương 1191, để tiếng xấu muôn đời. Huyền thần cung năng lượng quá ít, sở dĩ giang giật không dám độn tiên quá nhanh, nếu không sớm mấy ngày nên đến. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, huyền thần cung nội nhân nhiều lắm, một khi bạo liệt không chỉ có có lỗi với huyền đế, sẽ còn đem người một nhà cho góp đi vào hắn ở trong sân nhìn lướt qua nội tâm đại địch, đối Ngao Lư hoài nghi cũng thiếu mấy phần. Ngao Lư sống hơn 70 vạn năm, tâm trí hẳn là rất khủng bố, như hắn là chủ sử sau màn, hắn cái này hơn 70 vạn năm sống vô dụng rồi, tính kế tính tới tính lui, lại kém chút đem chính mình cho tính toán chết rồi. Phía dưới khắp nơi đều là thi thể, yêu tộc thi thể nhiều nhất, Ngao Lư sắc mặt trắng bệch, hắc thần ảnh hoàng này một ít phong hào yêu hoàng vết thương trồng chất, rất nhiều đều còn lại một nửa sức lực, hắn như lại trễ đến mấy canh giờ đoán chừng vô tận biển sâu yêu tộc đều phải chết sạch ánh mắt của hắn lại quét về phía hình mộng huyền không thể không nói nữ tử này khí chất thật tốt thanh thuần cùng vũ mị kết hợp là như vậy hoàn mỹ nhìn một chút cũng có thể làm cho người tâm động mà lại nữ tử này là bán thần hiển nhiên địa vị cũng không nhỏ hắn giờ khác này ở thiền điện bên trong một tay phất lên thiền điện vách tường xuất hiện một màn hình được hắn hướng y thiền ma yêu nhi tô như tuyết hỏi nữ tử này là ai các ngươi quen biết sao không biết Doãn Nhược Băng còn đang bế quan, mà Yêu Nhi cùng Tô Như Tuyết đều bị tiếp vào đây, bất quá hai người cũng không nhận ra, Y Thiền lại trầm giọng nói ra, nàng gọi hình mộng huyền, là thiên minh tông thế hệ này thánh nữ, thất tinh thực lực, đại lục thập đại mỹ nhân nàng xếp hạng thứ nhất. Sau khi giải thích xong, Y Thiền trên mặt xuất hiện một chút kinh nghi, thì thào nói ra, hình mộng huyền không phải trở về sao làm sao lại ra vô tận biển sâu thiên minh tông một mực điệu thấp, chưa từng chủ động xuất chiến, lần này làm sao lại phá lệ. Mặc kệ, đi trước cứu ra tiểu nô lại nói giang giật trên thân bạch quang lấp lánh biến mất tại thiền điện bên trong huyền thần cung phía ngoài hư ảnh cũng đã biến mất một đạo bạch quang lấp lánh giang giật ra phía ngoài trong tay hắn hỏa long kiếm xuất hiện huyền thần khải ngưng hiện thân thể hóa thành hồng quang hướng giang tiểu nô phóng đi a à, toàn trường chấn kinh ngạc giang giật lại bỏ lớn nhất hỉ vào huyền thần cung không cần dám hiện thân ra mà lại vừa ra tới tự hướng giang tiểu nô bay đi hắn đây là cỡ nào cuồng vọng đem bác đế chiến đế tả đế thú đế bọn người như không có gì sao. Hắc thần ảnh hoàng mấy người cũng nhao nhao kinh ngạc, ngao lưu mặt tái nhợt bên trên lại lộ ra vẻ mỉm cười, ánh mắt nhìn qua huyền thần khải cùng hỏa long kiếm như có điều suy nghĩ. Đại ca ca, tiểu phỉ bị quăng ra, nhìn thấy giang giật rơi xuống vội vàng đại hỉ bay tới tới, bắc đế cùng chiến đế lướt nhau, hai người khí thế ngưng tụ quát lớn, giết giang giật. Chỉ bằng các ngươi, giang giật lặng lẽ quét qua, hỏa long kiếm cùng huyền thần khải đồng thời phát sáng lên, một cỗ khí tức kinh khủng từ trên người hắn lan tràn ra hắn ngưng âm thanh nói ra chiến đế bắc đế nếu như ta là các ngươi liền sẽ không hành động thiếu suy nghĩ nếu không tự gánh lấy hậu quả huyền thần khải kiếm khí này hơi thở thật là khủng khiếp chẳng lẽ cũng là thần khí không đúng huyền thần đao là đao a à? chiến đế thân thể dừng lại trong mắt đều là kinh nghi huyền đế thần khí uy lực hắn rõ ràng nhất giang giật có thể phá trận mà ra khẳng định rất có đột phá Năm đó ở huyền đế thành bị giang giật huyên náo đầy bụi đất, giờ phút này hắn tự nhiên không dám mạo hiểm. Bác đế cũng không tin cái này ta, hắn trường kiếm múa liền muốn ngưng tụ không gian giam cầm, chuẩn bị đem giang giật giam cầm lại. Giang giật theo huyền thần cung bên trong ra, tốt như vậy thời cơ còn không giết giang giật chờ đến khi nào hắn phi thường tinh tường cùng giang giật thù hận không cách nào hóa giải, giang giật sớm muộn muốn đánh tới bác đế thành. Hừ, tự gây nhiệt thì không thể sống, giang giật thân thể dừng lại. Hỏa Long kiếm cực tốc múa, tại hắn múa trong nháy mắt bốn phía hư không chấn động, cửu thiên chi thượng còn có thần lôi rơi xuống, phía dưới nước biển lăn lộn, phạm vi ngàn dặm thiên địa nguyên lực hướng hắn điên cuồng tràn vào, toàn bộ tụ hợp vào hắn trong thân thể, kia thần lôi đánh xuống đồng dạng không có vào trong thân thể của hắn, nhưng hắn thân thể nhưng không có bất cứ chuyện gì, ngược lại hỏa long kiếm bên trên lôi điện lấp lánh, uy thế kinh thiên. Hấp thu thiên địa chi lực đây chẳng lẽ là, chiến đế đôi mắt co rụt lại, thân thể nhanh chóng lui nhanh, Tà đế thú đế kiếm đế mấy người cũng giật mình tỉnh lại nhau nhau đi theo lui lại. Ngao lư nhếch miệng cười, cảm khái nói tiểu tử này thật đúng là tà môn, ngắn như vậy thời gian lại đem đồ thần trảm cho cảm mộ, khó trách có thể phá vỡ đại trận kia. Bắc đế, lui, hình mộng huyền khẽ kêu một tiếng, sau đó ánh mắt nhìn về phía giang giật nói, giang giật, dừng tay, người tiểu thị nữ trả lại cho ngươi. Hưu, hình mộng huyền roi trong tay hất lên, đem giang tiểu nô hướng giang giật vung đi giang giật nhìn thấy bác đế điên cuồng lui lại giang tiểu nô cũng bị vung đến hắn vội vàng đình chỉ công kích nhanh chóng hướng tiểu phỉ cùng giang tiểu nô bay đi đối với hắn mà nói giết người báo thù xa xa không cứu được người trọng yếu người về sau có thể chậm rãi giết thiếu gia giang tiểu nô hóa thành một đạo bóng xanh bay tới gắt gao ôm lấy giang giật trong mắt đều là nước mắt thân thể mềm mại rung động hơn 5 năm nàng một người lẻ loi trơ trọi ở tại vô tận biển sâu nội tâm nguyện vọng duy nhất liền là trở lại giang giật bên người Mong nhớ ngày đêm rốt cục trông giờ phút này, nội tâm của nàng ủy khuất cùng kích động có thể nghĩ. Tiểu nô, ngoan không khóc, về sau thiếu gia Vĩnh Viễn sẽ không vứt xuống ngươi. Nhìn qua như một tôn nữ chiến thần Giang Tiểu Nô, Giang giật nội tâm đều là nhu tình cùng ái náy, hắn một tay ôm lấy Giang Tiểu Nô cho nàng một tia ấm áp. Bên kia tiểu hồ ly cũng bay tới, xâm nhập giữa hai người, một đôi lông xù nhẹ tay phủ Giang giật gương mặt, réo lên không ngừng, đại ca ca, tiểu phỉ nhớ ngươi muốn chết đại ca ca ngươi về sau cũng mang theo tiểu phỉ đùa có được hay không tốt tốt giang giật mỉm cười lập tức nghiêm mặt nói tốt các ngươi trước đừng làm rộn chờ ta trước xử lý chính sự giang tiểu nô lau khô nước mắt đứng tại giang giật bên người tiểu phỉ thì nhảy lên giang giật trên bờ vai giang tiểu nô ánh mắt nhìn về phía hình mộng uyển cùng bác đế chiến đế bọn người nói thiếu ra vừa rồi đám người này muốn giết ta tiểu phỉ kêu lên đại ca ca đám này đều là người xấu chúng ta cùng một chỗ giết bọn hắn giang giật không nói chuyện bên kia hình mộng huyền ngược lại nói giang giật ta biết ngươi huyền đế người thừa kế ta muốn biết chính là ngươi hôm nay tới đây là muốn giúp yêu tộc giết nhân tộc sao giang giật cúi đầu rơi vào trầm tư chờ lão nửa bên mới trả lời cái này cụ thể ta còn chưa nghĩ ra toàn trường vô số nhân tộc cùng yêu tộc đều lật lên bạch nhãn bất quá rất nhiều nhân tộc cùng cường giả yêu tộc ngược lại là đôi mắt sáng lên giang giật còn chưa nghĩ ra đó chính là hắn có thể đảo hướng nhân tộc bên này cũng có thể đảo hướng yêu tộc bên này. Giang tiểu nô cùng tiểu phỉ rất rõ ràng đều nghe Giang giật giờ phút này Giang giật giúp bên nào, bên kia liền có thể đại thắng. Đường thần cơ đôi mắt nhất chuyển mở miệng nói, Giang giật, ngươi phải suy nghĩ kỹ, ngươi là nhân tộc, thiên tinh đại lục và ước nhân tộc thù ngươi không báo Đông Hoàng Đại Lục chết đi nhiều người như vậy, hết thảy hết thảy đều là ngao lưu tại chủ sử sau màn. Ngươi là Huyền Đế người thừa kế, vậy liền hẳn là thay thế Huyền Đế thủ hộ nhân tộc. Lần này đại chiến như bại nhân tộc liền sẽ bị diệt phong, người còn chưa tỉnh ngộ sao. Kiếm đế cũng mở miệng nói ra, giang giật, mặc dù năm đó chúng ta cùng người có ân oán, bất qua kia là nhân tộc nội bộ ân oán, người muốn đánh muốn giết chúng ta không có chút nào lời oán giận. Là nhân tộc cùng yêu tộc tại khai chiến, nếu người lần này đứng tại yêu tộc bên kia, người sẽ triệt để trở thành nhân tộc phản đồ, để tiếng xấu muôn đời. Thú đế gật đầu nói, không sai, giang giật, ân oán giữa chúng ta người có thể trở về đầu chậm rãi tính toán, lần này ngươi coi như không giúp nhân tộc, ngươi cũng không thể giúp yêu tộc, ngươi có thể lựa chọn trung lập. Toàn bộ thiên tinh giới ức vạn con dân đều sẽ cảm kích ngươi. Hắc thần ảnh hoàng vừa mới nghĩ nói cái gì, nhưng ngao lư vung tay lên để toàn bộ yêu tộc ngậm miệng, chính hắn cũng không nói một lời, cứ như vậy lẳng lặng nhìn qua giang giật. Giang giật con ngươi trở nên mê mang, toàn trường cũng hoàn toàn yên tĩnh, mấy ngàn vạn ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, chờ đợi quyết đoán của hắn. Trường 1192, người này không thể lưu, Giờ khắc này Giang giật triệt để mê mang, một bên là nhân tộc, hắn là huyền đế người thừa kế, nên thủ hộ nhân tộc. Một bên là yêu tộc, ngao lư cùng thiên thiên đối với hắn có đại ân, hắn mặc kệ chạm bên kia đều là sai, trung lập vẫn là sai. Lần này hắn vốn là bên này nghĩ cách cứu viện tiểu nô chiến vô song tiền vạn quán, giờ phút này tiểu nô đã an toàn, tiểu nô nếu không còn chuyện gì, hai người khác cũng sẽ không có nguy hiểm. Giang giật, nếu như là ta, ta sẽ giúp yêu tộc, ngăn cản đại chiến tiếp tục phát sinh. Bởi vì giống như Ngao Lư không phải chủ sử sau màn, màn này hậu chủ dùng khẳng định tiềm phục tại nhân tộc. Ngươi không thể để cho chủ sử sau màn gian kế đạt được, hắn muốn cho đại chiến bộc phát, để song phương đều hủy diệt, ngươi liền để song phương ngưng chiến, dạng này mới có thể phá hư chủ sử sau màn bố trí, bảo tồn nhân tộc lực lượng. Giờ khắc này hắn đột nhiên nhớ tới Y Thiền, đột nhiên giật mình tỉnh lại, ánh mắt của hắn cũng lập tức hướng Ngao Lư nhìn lại. Phanh phanh, hắn cùng Ngao Lư vừa mới liếc nhau một cái, trao đổi một chút ý nghĩ, lúc này nơi xa hải vực nước biển đột nhiên nổ lên, thiên thiên cùng chiến vô song tiền vạn quán vọt ra khỏi mặt nước, tiền vạn quán đại hỉ kêu lên, lão đại. Giang giật, chiến vô song kêu một tiếng, sau đó lập tức truyền âm nói, giang giật, ngao lư không phải chủ sử sau màn. Hắn tại huyền đế trước mặt lập xuống huyết thệ, tuyệt không chủ động đánh giết nhân loại, chủ sử sau màn một người khác hoàn toàn, trận này đại trận chiến cũng là chủ sử sau màn bày kế, người muốn ngăn cản trận đại chiến này không cần chiến vô song nhắc nhở giang giật cùng ngao lư nhìn nhau vài lần hắn đã tin tưởng ngao lư không phải chủ sử sau màn huyền đế không có khả năng thả ra một cái đại yêu đến làm hại nhân gian hắn tin tưởng huyền đế cũng không có nhìn lầm ngao lư hắn trầm mặc một lát nội tâm có quyết đoán trường kiếm chỉ phía xa lấy chiến đế bắc đế bọn người quát khẽ nói các ngươi lui binh đi ta cam đoan yêu tộc sẽ không tiến công nhân tộc đại lục nếu bọn họ dám công kích ta cái thứ nhất xuất chiến lần này chủ sử sau màn không phải ngao lư, ta sẽ đem chủ sử sau màn điều tra ra tự mình đánh giết, cho chết đi vài tỷ nhân tộc một cái công đạo. Xoạt, toàn trường một mảnh xôn xao, giang giật cuối cùng thế mà lựa chọn giúp yêu tộc, để nhân tộc rút quân vô số người nhất thời trong mắt đều là nổi giận, đại chiến đến trình độ này, nhân tộc tử thương qua ngàn vạn, giang giật nói lui tựu lui mắt thấy yêu tộc liền muốn diệt phong, một cái nhân tộc thế mà ra ngăn cản đại chiến. Thú phá tính khí nóng nảy nhất, hắn lập tức phá vỡ mắng to, giang giật, người cái này nhân tộc nghịch tặc chính tả không phân hắc bạch không rõ huyền đế mắt bị mù mới có thể chọn ngươi làm người thừa kế bác đế cũng cười lạnh hắn đã sớm là nghịch tặc một cái cùng yêu tộc đại đế giao hảo người ngươi còn có thể hy vọng xa vời hắn làm cái gì đường thần cơ thật dài thở dài nói giang giật người hôm nay cử động lần này chú định sẽ cho trên lưng ngươi một thế bêu danh ngươi cũng sẽ thành nhân tộc chân chính phản đồ đại ma đầu để tiếng xấu muôn đời tỉnh ngộ còn kịp cái gì là chính cái gì là ta giang giật mặt không đổi sắc trong đôi mắt đều là kiên định hắn trầm giọng nói ra yêu tộc tựu nhất định tà nhân tộc tựu nhất định là chính giống như lần này hại chết mấy tỷ người chủ sử sau màn là nhân tộc đâu vậy hắn cũng là chính sự tình không có điều tra tin tưởng trước đó tiếp tục đại chiến xuống dưới sẽ chỉ làm càng nhiều người chết đi sẽ chỉ làm chân chính phía sau màn thủ phạm gian kế đạt được huyền thần cung ra hạo kiếp đến nhân tộc diệt cái gì là hạo kiếp trận đại chiến này chết đi nhiều người như vậy nhiều cường giả như vậy, chẳng lẽ cái này không phải liền là hạo kiếp sao có phải hay không phải đợi người nhân tộc toàn bộ chết sạch mới gọi hạo kiếp ta muốn hỏi hỏi chư vị, giống như các ngươi đều cùng yêu tộc liều đến ngươi chết ta sống, chờ phía sau màn hắc thủ chân chính chân tướng phơi bày lúc, ai đến thủ hộ nhân tộc khi đó mới là thật diệt thế. Các ngươi nói ta là đại ma đầu cũng tốt, cho ta ăn bất luận cái gì tội danh, nói ta là nhân tộc phản đồ, phát rồ cũng được, ta giang giật tự cầu không thẹn với lương tâm. Hôm nay các ngươi ai muốn chiến, Vậy trước tiên cùng ta Giang giật chiến một trận, các người muốn diệt yêu tộc, tự theo ta trên thi thể bước qua. Giang giật không thèm đếm xỉa, hắn không có khả năng chờ mắt nhìn xem ngao lư thiên thiên hắc thần bọn người bị giết, cũng không thể để phía sau màn chủ mưu quỷ kế đạt được. Hắn tại thiên tinh đại lục lúc tự có một cái bêu danh, sau đó một mực bị chửi là tội đảo gian thế, nhân tộc phản đồ, hắn cũng không quan trọng, người chỉ cầu không thẹn với lương tâm, còn như đúng sai, là công vẫn là tội, lưu cho hậu nhân đi nói đi. Giang giật, hình mộng huyền giờ khắc này đột nhiên mở miệng, nàng nhẹ nhàng không mang theo một tia khói lửa nói ra, ngươi luôn miệng nói phía sau màn hắc thủ, phía sau màn chủ mưu, ta muốn hỏi hỏi ngươi, giống như ngao lư không phải, vậy ai là phía sau màn chủ mưu ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh ngao lư không phải nhân tộc chết đi mấy tỷ người. Đối với người nào có chỗ tốt chẳng lẽ lại đối cửu đế gia tộc có chỗ tốt đối thập đại ẩn tông thập đại thế gia có chỗ tốt. Đúng rồi, thú đế gật đầu tán đồng nói ra, nhân tộc đều diệt phong, chúng ta cửu đế gia tộc, thập đại ẩn tông, thập đại thế gia cũng đều không tồn tại. Ngoại trừ chúng ta cùng ngao lư bên ngoài, ai có như thế lớn năng lực thao túng đây hết thảy giang giật ngươi xuất ra chứng cứ chứng minh ngao lư không phải chủ mưu, chúng ta lập tức rút quân. Chứng cứ, giang giật sướng sờ, chứng cứ này thật đúng là không có, ngao lư lời không thể xem như chứng cứ, chính hắn cảm giác cùng suy đoán cũng không thể xem như chứng cứ. Việc này thậm chí không cách nào giải thích, không cách nào thuyết phục mọi người, hắn lại như thế nào có thể xuất ra chứng cứ, hắn chỉ có thể hoành đến cùng, lãnh mâu nói ra, chứng cứ không có. Ta chỉ có thể cam đoan, ta sẽ dốc toàn lực truy tra phía sau màn hắc thủ, cam đoan cho các ngươi một cái công đạo. Không cần nói nhảm nhiều lời, các ngươi muốn chiến, vẫn là lui. Ha ha, bác đế chiến đế bọn người trầm mặc, hình mộng huyền ngược lại cười khẽ, nàng lắc đầu nói ra, giang giật đã ngươi chấp mê bất ngộ, chúng ta chỉ có thể tử chiến. Nhân tộc thật vất vả phải đại thắng, mắt thấy muốn thay kia vài tỷ người đã chết báo thù rửa hận, muốn vĩnh viễn diệt trừ nhân tộc uy hiếp người lại muốn ngăn cản đã người muốn nghịch thiên mà đi vậy liền chúng ta chỉ có thể đưa người diệt trừ bày trận công kích bắc đế cắn răng gào thét chiến đế cũng chậm rãi dơ lên trường thương thú đế lần nữa biến thân hình mộng huyền đưa tới mọi người cộng minh đại chiến đến mức này không có lý do rút quân nếu không lần sau đem rất khó lại tụ họp tập nhân loại tất cả cường giả trọng yếu nhất chính là một điểm trận chiến này như thắng bọn hắn sẽ thành lịch sử loài người bên trên anh hùng công tích gần với huyền đế hưởng thụ ức vạn con dân cúng bái thiên cổ lưu danh vạn thế truyền tụng cái này dụ hoặc quá tốt đẹp lớn cái này thiên hạ đệ nhất mỹ nhân thật là khủng khiếp tâm trí giang giật đôi mắt lạnh lẽo hình mộng huyền ngắn ngủi mấy câu khơi dậy nhân tộc liên quân ý chí chiến đấu để bắc đế chiến đế không thể không khai chiến người này còn trẻ tuổi như vậy tự đạt đến thất tinh thực lực nhẹ nhóm có thể chi phối toàn cục vừa rồi kém chút đánh chết giang tiểu nô người này không thể lưu Giang giật trong mắt lóe lên một tia sát ý, chuẩn bị là thủ tồi hoa, hắn thân thể hóa thành hồng quang hướng hình mộng uyển phóng đi, đồng thời đối giang tiểu nô quát tiểu nô, liên thủ giết người này, người này không chết, đại chiến không chỉ. Tốt, giang tiểu nô đối với giang giật mệnh lệnh từ đến không chất vấn, nàng thân thể hóa thành bóng xanh từ trong đám người thổi qua bắn thẳng đến hình mộng uyển, giang giật trong tay hỏa long kiếm cũng phát sáng lên, bốn phía phong vân biến ảo, cửu thiên tri thượng thần lôi lần nữa đánh xuống, hắn như một cái mãnh hổ xuống núi đánh tới, nhìn qua phía trước cản đường một đám bán thần giống giận, ai cản ta thì phải chết, toàn bộ lăn đi. chương 1193, thần khí chiến giáp. Hình mộng huyền ra lệnh một tiếng, thiên minh tông cử vị bán thần động, lần này nhưng lại lần nữa đổi trận, hóa thành một cái hình tròn đại trận. Trên người mọi người tỏa ra ánh sáng, một người phía sau đem nguyên lực đánh vào phía trước người kia trong thân thể, người này lại đem nguyên lực đánh vào càng phía trước người kia, cuối cùng rót vào hình mộng huyền trong thân thể. Tại hình mộng huyền hạ lệnh đồng thời, lúc đầu hướng tứ phương thối lui một chút bán thần điên cuồng phóng tới, ngăn tại giang giật cùng hình mộng huyền ở giữa. Kia là ba cái bán thần, thực lực cũng không mạnh mẽ chỉ có lục tinh, ba người này tựa hồ không sợ chết, liều mạng hướng giang giật công kích. Giang giật đã động sát cơ, liền sẽ không có bất kỳ lưu thủ. Hôm nay xem tình huống không giết mấy người, nhân tộc đại quân cũng không hội thối lui. Như đại chiến cùng một chỗ, nhân tộc cường giả người đã chết hội càng nhiều, ngao lư liều chết phía dưới, đoán chừng ít nhất có mấy triệu người chôn cùng, cái này sống hơn 70 vạn lão quái vật giang giật chưa từng phủ định hắn kinh khủng. Kỳ thật, giang giật như thế quả quyết trận đánh giết hình mộng huyền, càng quan trọng hơn một điểm cùng giang tiểu nô có chút cùng loại hắn đối hình mộng huyền không hiểu cảm giác rất không thoải mái, trong khung có chút chán ghét. Loại cảm giác này tới không hiểu thấu, cái này một cái đại mỹ nhân, khí chất trang nhã, huynh quốc huynh thành, đổi lại nam nhân khác sợ là đã sớm thình thịt tâm động, hắn cũng sẽ không dễ dàng chán ghét một người. Giang giật làm việc thích ghi theo bản tâm, thiên minh tông là thập đại ẩn thế đại tông đứng đầu, khẳng định so thiên ẩn tông còn kinh khủng hơn, hắn lại không cố được nhiều như vậy, trước hết giết lại nói. Chết, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hỏa long kiếm đã xúc thế hoàn tất, đồ thần chảm phóng thích, ba đầu kinh thiên hỏa long gào thét mà đi, bên kia ba tên bán thần công kích đã phóng thích mà ra, có một đạo đao mang, một cái kinh khủng đại thủ ấn, cùng một đạo kim sắc cột sáng. Ba đầu hỏa long vô cùng chân thực, căn bản nhìn không ra là hư ảnh, phía trên hỏa hồng sắc quang mang lưu truyền, tựa như ba đầu hỏa long bởi nham tương đúc kim loại mà thành. Hỏa long tốc độ quá nhanh, cũng có thể tự động tìm kiếm mục tiêu, ở giữa không trung cấp tốc du tẩu. Ba đầu hỏa long khí thức dọa phá rất nhiều thiên quân cùng yêu tộc can đảm, phụ cận thiên quân cùng yêu đế yêu vương nhau nhau chạy trốn, trên mặt đều là vẻ hoảng sợ. Suy suy, ba đầu hỏa long rất nhanh cùng đối diện ba đạo công kích chạm vào nhau, để vô số người khiếp sợ là chạm vào nhau sau không có bất kỳ cái gì âm thanh, không có bảo tạc, chỉ có tồi khô lạp hủ nghiền ép. Ba tên bán thần công kích nhẹ nhóm bị ba đầu dài đến trăm trượng hỏa long đánh sơ xác, mà ba đầu hỏa long gần như có thể bất kỳ tổn thương gì, kinh khủng làm người ta linh hồn run rẩy. Đây là thần linh công kích sao giang giật đã đạt đến huyền đế năm đó cảnh giới sao. Một tên đường ra bán thần chấn kinh ngạc thì thào, chờ mắt nhìn xem ba đầu hỏa long đem kia ba tên bán thần bao phủ, hắn không cần nhìn đều biết, kia ba tên bán thần tuyệt đối liền cặn bã cũng bị mất. Oanh, quả nhiên, ba đạo tiếng nổ vang lên, kia ba tên bán thần thần thuẫn trong nháy mắt bạo liệt, tiếp lấy thân thể bị xoắn thành bột mịn, liền tàn chi thịt nát đều không có để lại một tia. Kia bạo tạc trung tâm xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng, kinh khủng sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng chấn động mà đi, đem rất nhiều chạy trốn thiên quân cùng yêu tộc toàn bộ đánh bay, phía dưới nước biển càng là nhấc lên kinh thiên cự lãng, hướng nơi xa cuồng dũng tới. Giang giật cảnh giới cũng không mạnh, kỳ thật giờ phút này hắn còn không phải bán thần đường thần cơ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng giải thích một câu hắn tổng hợp chiến lực hẳn là nhưng so sánh cửu tinh hắn tìm hiểu huyền đế cửu tinh đạo văn đồ thần trảm tăng thêm cái này thần khí trường kiếm để lực công kích của hắn đạt đến cửu tinh bằng chừng ấy tuổi lại có thể cảm mộ cửu tinh đạo văn bực này thiên tư đã nhưng so sánh năm đó huyền đế chỉ là đáng tiếc đi đường tà đạo a huyền đế thần khí không phải huyền thần đao sao làm sao biến thành một thanh kiếm đường ra bán thần nghi ngờ hỏi thăm về đến lập tức có chút mê mang mà hỏi tộc trưởng chúng ta làm sao bây giờ muốn hay không động thủ không bằng chúng ta đi đem ngao lư giết a à? tạm thời đừng nhúc nhích bác đế chiến đế tả đế thú đế đã động không kém chúng ta mấy người này đường thần cơ lắc đầu nói chúng ta trước xem tình huống một chút lại nói nếu không chọc giận giang giật hắn một khi nổi điên bằng vào hắn cùng tiểu nha đầu kia cùng tiểu hồ ly hôm nay chỉ sợ có phần lớn người muốn lưu tại cái này bên kia tả đế bác đế chiến đế thú đế kiếm đế hoàn toàn chính xác động vừa rồi đánh giết ba tên bán thần liền là vũ gia mấy nhà bán thần đều động sát cơ giang giật muốn ngăn cản bọn hắn dương danh lập vạn cơ hội bọn hắn tự nhiên muốn diệt trừ giang giật hôm nay không giết giang giật về sau đều muốn xem giang giật sắc mặt hành sự như giang giật khó chịu bọn hắn đều phải xui xẻo cửu đế gia tộc tại đông hoàng đại lục xương vương xưng bá hơn 70 vạn năm loại tình huống này để bọn hắn không thể nào tiếp thu được giang giật cũng tin tưởng những cái kia bán thần hướng bên này vào tới hắn lại hoàn toàn không để ý tới thân thể hóa thành hồng quang hướng hình mộng uyển phóng đi hỏa long kiếm lần nữa bắt đầu xúc thế chuẩn bị phóng thích đồ long chạm hắn rất tự tin dưới một kích này hình mộng uyển bọn người ít nhất có một nửa đều sẽ bị tươi sống chém giết vù vù giang tiểu nô cũng động nàng hóa thành một đạo tàn ảnh hướng vũ ra tà ra đồ ra kiếm ra bán thần phóng đi giang giật truyền âm để cải biến phương hướng ngăn cản bốn phía bán thần tới gần cho hắn kiến tạo thời gian nàng còn tiếp vào một cái truyền âm đến đến chiến vô song, để nàng tận lực đừng giết chiến ra bán thần, nói thế nào kia đều chiến vô song bản tộc. Giang tiểu nô lần này vẫn là không có công kích bác đế chiến đế tả đế bọn người, lựa chọn đối những cái kia sáu thất tinh bán thần động thủ. Tốc độ của nàng quá nhanh quá nhanh, rất hơn nửa thần cũng cảm giác trước mắt nhoáng một cái, một đôi hiện ra lục quang móng vuốt cấp tốc trong mắt phóng đại, bọn hắn công kích đều căn bản không kịp phóng thích, thần thuẫn tự bị cào nát, tiếp lấy đầu bạo liệt, triệt để tử vong đừng quản nha đầu này, trước hết giết Giang giật. Bác đế nhìn thấy rất nhiều thú đế kiếm đế bọn người nổi giận muốn đối Giang Tiểu Nô động thủ, vội vàng giống giật, bốn phía đều là người Giang Tiểu Nô tốc độ quá nhanh, một cái không tốt công kích không đến nàng, ngược lại sẽ làm bị thương người một nhà. Ha ha, nhìn qua càng ngày càng gần Giang giật, hình mộng huyền không có vẻ kinh hoàng, cũng không có công kích, ngược lại nhàn nhạt vung vẩy hai tay ở giữa không chung vẽ lên một nửa hình tròn, một cái bảy màu màn hào quang xuất hiện, đưa các nàng 10 người, người đều bao phủ đi vào, kia màn hào quang không có bất kỳ cái gì khí thức cường đại, tựa như một cái xinh đẹp bọt khí, thất thải lộng lẫy, trông rất đẹp mắt. Hình mộng huyền còn tại bên trong bắt đầu khinh vũ, thân thể chậm rãi xoay quanh, nhìn càng thêm lộng lẫy, tựa như một cái tinh linh tại trong bụi hoa khiêu vũ, hình tượng duy mỹ ấm áp, để cho người ta không đành lòng phá hư. Chết, Giang giật tâm cứng như bàn thạch, không có một tia dao động, đồ thần chảm lần nữa phóng thích, ba đầu như màu đỏ nham tương đúc kim loại hỏa long mang theo hủy thiên diệt địa khí tức gào thét mà đi, hung hăng nện ở cái kia thất thải lộng lẫy vòng bảo hộ phía trên. Rầm rầm rầm, ba đạo kinh thiên tiếng nổ vang lên, ba đầu cự long nổ tung, thất thải lộng lẫy màn hào quang cũng bạo liệt, kia chín tên bán thần thổ huyết đập bay ra ngoài. Hình Mộng huyền bên ngoài cơ thể lại xuất hiện một kiện màu trắng loáng hoa lệ chiến giáp, nàng thân thể không có ở giữa không trung rung động một tia, trong tay cây kia hỏa hồng sắc roi như như độc xà phóng tới, tại điện thạch hỏa hoa bên trong cuốn lấy giang giật thân thể. Mà liền tại giờ phút này, bác đế chiến đế tả đế thú đế kiếm đế đã lao đến nhìn thấy giang giật bị trói buộc lập tức trong đôi mắt tinh mang vạn trượng toàn bộ thả ra công kích mạnh nhất chuẩn bị nhất cử diệt sát giang giật thật là khủng khiếp chiến trận giang giật nội tâm đều là kinh ngạc hắn công kích mạnh nhất lại không giết chết một người thậm chí hình mộng uyển đều không có lui ra phía sau một bước đôi mắt của hắn khóa chặt hình mộng uyển trên người màu trắng hoa lệ chiến giáp sắc mặt lần nữa biến đổi bởi vì hắn tại chiến giáp này bên trên cảm nhận được cùng huyền thần khải tương tự khí tức cái này màu trắng chiến giáp, lại là thần khí, chương 1194, tà đế, chết. Thần khí rất thưa thớt, tự liền huyền thần đao cùng huyền thần khải giống như không phải giang giật đã được đến, chính hắn đều không tin tưởng thiên tinh giới bên trong lại có thần khí. Giờ phút này một cái núng nịu đại mỹ nhân, trên thân lại có một kiện thần khí chiến giáp, này làm sao có thể làm cho hắn không khiếp sợ. Hắn giờ khắc này cũng rốt cuộc minh bạch hình mộng huyền chiến thuật, lợi dụng đại trận này cùng thần khí chiến giáp ngăn trở công kích của hắn sau đó dùng thế xét đánh không kịp bưng tai trói buộc hắn sau đó để chiến đế bắc đế tả đế bọn người công kích mình nàng đem mình làm làm mồi nhử câu giang giật con cá lớn này hết thảy đều tại nàng trong khống chế giang giật giờ phút này cũng minh bạch chính mình vì sao rất chán ghét hình mộng uyển hắn ghét nhất liền là loại này trưởng khống loại này phong khinh vân đạm hết thảy đều đang tính kế bên trong dáng vẻ cũng như năm đó cơ thính vũ suy suy ầm ầm chiến đế tả đế bắc đế bọn người đồng thời công kích chiến đế thả ra tối cường cử tinh đạo văn hủy diệt bá vương thương tà đế cũng thả ra chính mình bắt tinh đạo văn nứt thần tiễn kiếm đế thổi câu hồn sáo ý đồ ảnh hưởng giang giật linh hồn để hắn không cách nào phòng ngự thú đế lần này không dám cận thân công kích dù sao nhiều như vậy cường đại công kích coi như hắn dám tới gần cũng phải chết hắn cũng thả ra đạo văn của mình công kích bác đế vẫn là lựa chọn phóng thích cử tinh đạo văn không gian giam cầm để giang giật không chỗ có thể trốn mấy đạo kinh khủng công kích hung hăng nện ở giang giật trên thân cũng may Giang giật tại bị trói buộc trước đó đem tiểu hồ ly thu vào huyền thần cung bên trong, nếu không giờ phút này sợ là muốn thịt nát xương tan. Hắn kỳ thật có thể tiến vào huyền thần cung, nhưng huyền thần cung năng lượng quá yếu, hắn sợ ngăn không được, một khi bạo liệt y thiền ma yêu nhi tô như tuyết Giang Vân Hải bọn người sẽ chết không nơi táng thân. Hắn lựa chọn ngạnh kháng, lựa chọn tin tưởng huyền thần khải, đây là thần khí, nếu ngay cả cửu tinh đạo văn cũng đỡ không nổi, huyền đế năm đó dựa vào cái gì tung hoành thiên hạ hủy diệt bá vương thương hóa thành hắc quang hung hăng đánh chúng vào giang giật phía sau lưng câu hồn âm giờ khác này cũng bay vào giang giật linh hồn bên trong tà đế cùng thú đế công kích cũng đến trùng điệp đánh chúng vào giang giật thân thể rầm 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 dùng giang giật làm trung tâm bốn phía ngàn trượng không gian bị xé nứt bắc đế không gian giam cầm cũng tới dẫn đến kia phụ cận không gian cực độ vặn vẹo khắp nơi sụp đổ kinh khủng sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng lan tràn đem bên ngoài mấy chục dặm yêu tộc cùng nhân tộc lần nữa tung bay ra ngoài rất nhiều yêu tộc cùng nhân tộc đều thổ huyết bay ngược, trong đôi mắt đều là hoảng sợ. Thiếu gia, giang giật, lão đại, giang tiểu nô cùng tiền vạn quán chiến vô song bọn người kinh hô lên, hắc thần cùng ảnh hoàng một mặt kinh hoàng, như giang giật chết rồi, yêu tộc tụ triệt để không cứu nổi. Ha ha, ngao lư cười nhạt một tiếng, không có nửa điểm kinh hoàng, hắn lắc đầu khẽ cười nói, yên tâm đi, huyền thần khải như dễ dàng như vậy phá, vậy thì không phải là huyền đế chiến khải. Cái này chiến khải không chỉ là thần khí, huyền đế còn tại bên trong ngưng khắc cường đại phòng ngự đạo văn, giang giật không chết được, bất quá. Đoán chừng phải gặp tội, phốc, quả nhiên, bốn phía không gian lỗ đen khép lại, giang giật thân ảnh ngưng hiện, hắn há mồm phun ra mấy ngụm máu tươi, trên mặt không có một tia huyết sắc, ngực cùng phía sau lưng cũng hơi lõm tiến vào, xương cốt đoán chừng đoạn mất mấy cây, nội tạng cũng bị đánh rách tả tơi, đầu hắn có chút lay động, tựa hồ đầu cũng bị chấn động. Ta vốn không muốn giết các ngươi, các ngươi lại lần lượt cùng ta là địch, đã như vậy ta cũng không khách khí. Giang giật trong đôi mắt đều là tơ máu, ánh mắt quét về phía tả đế thú đế kiếm đế. Bác đế chiến đế bọn hắn nắm chắc đánh giết, cái này ba cái hắn lại hoàn toàn chắc chắn. Trên người hắn đều là lệ khí, trói buộc hắn roi dài tại vừa rồi bạo tạc bên trong đã hủy đi, hắn vung vẩy hai tay hỏa long kiếm điên cuồng múa, đột nhiên khóa chặt gần nhất tả đế hung hăng đánh xuống. Trốn, tả đế thú đế kiếm đế bọn người bị giang giật nhìn lướt qua linh hồn run lên, công kích kinh khủng như thế thế mà vẫn không giết được giang giật trong bọn họ tâm cũng thật là sợ. Nhất là tà đế, giờ khắc này càng là dọa đến hồn phi phách tán, bởi vì kia ba đầu hỏa long hướng hắn cấp tốc bay tới. Còn có thể trốn sao? Giang giật đùa cợt nở nụ cười, đồ thần chảm không chỉ có thể mượn nhờ thiên địa chi lực công kích, còn có thể mượn thiên địa chi thế chân áp địch nhân. Hắn một tay kết ấn, đất trời bốn phía tề động, một cỗ lực lượng vô hình hướng tà đế ép tới, để hắn thân thể hoàn toàn không thể động, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kia ba đầu hỏa long bay tới. Không, tà đế cảm nhận được nguy hiểm chí mạng, cuồng loạn giống giận. Bác đế cùng chiến đế đôi mắt co rụt lại, chiến đế phẫn nộ quát, giang giật, người dám giết tà đế, người tự triệt để cùng nhân tộc là địch, cửu đế gia tộc và ngươi không chết không ngớt. Ha 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 ha, giang giật giận quá mà cười, quát lớn nói, chiến đế, phong cai rắm vào mặt mẹ ngươi, cửu đế có thể giết người, người khác lại không thể giết cửu đế đây là nhà ai đạo lý tà đế, đi chết đi, giang giật khống chế ba đầu hỏa long hung hăng hướng tà đế đánh tới một đạo quang mang chói mắt sáng lên một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập khắp nơi tà đế bốn phía không gian bị bóp méo hắn thần thuẫn cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ảm đạm xuống cuối cùng bạo liệt tà đế thân thể bị bạo tạc thôn vệ đi vào cuối cùng hóa thành vô số huyết nhục hướng bốn phương tám hướng bắn tung tóe tà đế chết trong chớp nhoáng này khắp nơi hoàn toàn tĩnh mịch mặc dù phía dưới nước biển lăn lộn âm thanh không ngớt bạo tạc hồi âm còn vang lên không ngừng nhưng tất cả mọi người cảm giác bốn phía chết một mảnh yên tĩnh, nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Toàn bộ nhân tộc trong đôi mắt đều là không dám tin, nhìn qua tà đế kia phiêu tán rơi dụng tứ chi huyết nhục, coi là giờ khắc này là đang nằm mơ. Cửu đế, kia là nhân tộc đỉnh phong nhất cường giả, nhất quyền uy bá chủ, đỉnh phong nhất tồn tại. Hơn 70 vạn năm qua, cửu đế chi uy đã thật sâu tiềm phục tại tất cả mọi người linh hồn chỗ sâu nhất, toàn bộ người đều cho rằng cửu đế cũng không có thể chiến thắng, không thể hủy diệt, như cửu thiên tri thượng thần linh, vĩnh viễn sẽ không chết. Nhưng ngay tại hôm nay, ngay tại vô số người mắt thấy dưới, cửu đế một trong tà đế chết rồi, cùng một cái tiểu võ giả đồng dạng bị người oanh thành mảnh vỡ, hình thần câu diệt. Vô địch thần thoại bị đánh vỡ, tựa như thế giới này quy tắc bị đánh phá, rất nhiều người cảm giác thế giới này bị lật đổ. Đại quân sĩ khi tại thời khắc này hạ thấp cực điểm, nếu như là còn lại bán thần bị giết, mọi người sẽ không cảm giác cái gì, tà đế chết một lần triệt để rung động tất cả mọi người. Ai, huyền thần khải quá mạnh, huyền đế khẳng định tại huyền thần khải bên trong ngưng khắc bát tinh thổ hệ đạo văn A. Hình mộng huyền trong mắt đẹp có chút hàm đạm, nàng nhìn qua trong tay phá toái roi dài, nhìn qua còn tại bắn tung tóe tả đế huyết nhục, bất đắc dĩ lắc đầu, nàng nhẹ nhàng vung tay lên nói, đi thôi, chiến đế bác đế giết không chết giang giật, lưu tại cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chúng ta đã tận lực, hồi trở lại thiên minh tông. Còn lại chín tên bán thần vội vàng bay tới che chở hình mộng huyền hướng nơi xa bay đi, mọi người không trần chờ chút nào, tới đột một đi được càng thêm thoải mái, nói mặc kệ tựu mặc kệ. Thú đế cùng kiếm đế nhìn thấy hình mộng huyền bọn người rời đi vội vàng kinh hãi, cái này thiên minh tông thánh nữ đi được cũng quá quả quyết đi tựu mặc kệ bọn hắn chết sống bắc đế cùng chiến đế khẽ giật mình, thiên minh tông người vừa đi, cái này chiến căn bản là không có biện pháp đánh. Muốn đi, sang tiểu nô đôi mắt lạnh lẽo, hóa thành một đạo lục quang hướng hình mộng huyền bọn người đuổi theo, nàng tốc độ so hình mộng huyền bọn người nhanh hơn, nhẹ nhóm có thể đuổi kịp. Tiểu nô trở về, Giang giật quát trói tay một tiếng, hình mộng huyền trên người có thần khí chiến giáp, còn có các loại kỳ quái hợp kích chiến trận, nữ nhân này quá kinh khủng, Giang tiểu nô đuổi theo giết một cái không tốt có thể sẽ gặp nạn. Quát bảo ngưng lại Giang tiểu nô về sau, Giang giật cũng không có lần nữa động thủ giết người, mà là ánh mắt tại chiến đế bắc đế trên mặt đảo qua, hỏa long kiếm xa xa chỉ một cái, quát lạnh nói các ngươi lui không lùi như còn không lùi, đừng trách ta Giang giật vô tình. Trường 1195, nhất chiến thành danh, giang giật ngoài ý liệu không có đại sát đặc sát ngược lại lần nữa để nhân tộc lui binh cái này khiến bác đế chiến đế kiếm đế thú đế đường thần cơ bọn người một mảnh ngạc nhiên dùng bọn hắn đối giang giật hiểu rõ hắn giờ phút này hẳn là thừa thắng xông lên chém giết thú đế kiếm đế cùng mấy nhà bán thần a hắc thần cùng ảnh hoàng ánh mắt chấp động có lòng muốn đưa tin để giang giật đánh giết một chút bán thần nhưng ngao lư lạnh lùng nhìn lướt qua tới hai người không dám có một tia dị động toàn trường chỉ sợ cũng chỉ có tiền vạn quán cùng chiến vô song hiểu rõ nhất giang giật bọn hắn rất rõ ràng giang giật kỳ thật cũng không phải là hiếu sát người hôm nay chết đi nhân tộc đã đủ nhiều hắn nghĩ thay nhân tộc bảo tồn một chút nguyên khí hắn cũng không phải là thật phát rồ cũng không phải đại ma đầu giang giật người nhất định sẽ là hôm nay sở tác sở vi trả giá thật lớn chiến đế cùng bắc đế thú đế bọn người liếc nhau quát lạnh nói rút quân ong ong vô số thiên cơ thuyền thoáng hiện nhân tộc cường giả sớm đã không còn nửa điểm sĩ khí, toàn bộ hướng thiên cơ thuyền bên trên bay vụt mà lên, Ngao Lư cũng không có hạ lệnh truy kích, ngược lại để yêu tộc đều lặn xuống biển bên trong, bắt đầu rút quân. Tiểu phỉ, giải trừ mị hoặc, giang giật lấy ra huyền thần cung, truyền tống tiểu phỉ ra, để nàng đem kia mấy trăm vị bị mị hoặc nhân tộc thiên quân khôi phục thanh tỉnh. Tiểu phỉ rất nghe giang giật, trên thân hào quang màu phấn hồng lóe lên, một làn khói mù lan tràn ra, đem những cái kia mị hoặc người lần nữa bao phủ đi vào, rất nhanh những người kia đều tỉnh táo lại, nhao nhao hoảng sợ hướng thiên cơ thuyền bay đi. Còn có rất nhiều thương binh, đường thần cơ để cho người ta mang về thiên cơ thuyền, hai nén hương sau tất cả mọi người lên thuyền. Ngoại trừ thương binh bên ngoài, những người còn lại đều đứng tại bong tàu nhìn lên lấy lơ lửng trên biển giang giật cùng ngao lưu bọn người, ánh mắt lấp lóe bên trong đều là vẻ phức tạp, có oán hận, có hoảng sợ, có bất an, có mê mang, có hâm mộ. Lực lượng một người, ngăn cản nhân tộc cùng yêu tộc khoáng thế đại chiến. Mặc kệ là anh danh vẫn là tiếng xấu, Giang giật nhất định trong lịch sử lưu lại trùng điệp một bút, huyền đế người thừa kế mặc dù vừa chính vừa tà, chỉ ít thiên tư của hắn cùng chiến lực là tuyệt đỉnh. 25 tuổi người trẻ tuổi, lực áp nhân tộc mấy ngàn vạn đại quân, chém giết cửu đế một trong tà đế. Cái này mấy chục triệu người bên trong có bán thần mấy trăm, thất bát tinh trí cường giả gần 10 người, cửu tinh cường giả hai người, tăng thêm một tên tinh thông tổng cộng chiến trận, có được thần khí chiến giáp, thần bí khó lường thiên hạ đệ nhất mỹ nhân lịch sử loài người bên trên ngoại trừ huyền đế bên ngoài chỉ có giang giật huyền đế truyền nhân không có ném huyền đế mặt đương nhiên giang giật hôm nay có thể thắng huyền thần khải cùng hỏa long kiếm lên tác dụng mang tính chất quyết định nếu như không có hỏa long kiếm cùng huyền thần khải hắn coi như có được cử tinh đạo văn đồ thần trảm hắn cũng không giết chết tả đế sẽ còn bị chiến đế một thương xuyên thùng hỏa long kiếm thôn vệ huyền thần đao uy lực càng lớn mấy phần giống như giang giật chỉ là luyện hóa huyền thần đao lời nói đồ thần trảm uy lực tuyệt đối không có như thế đại rất có thể liền tả đế đô giết không chết bởi vì hắn cảnh giới quá thấp bán thần còn không phải coi như cho hắn cường đại đạo văn cùng thần binh lợi khí cũng không phát huy được uy lực nhìn qua hóa thành đạo đạo bạch quang hướng nơi xa bay đi dần dần biến thành tiểu bạch điểm thiên cơ thuyền giang giật rốt cục thở dài một hơi hắn cũng không nói lời nào tiếp tục chờ thiên cơ thuyền bay đi đợi chừng hai nén hương thời gian hắn miệng rộng mở ra tiên huyết không cần tiền cuồng phún thân thể run lên hướng trong biển đập xuống mà đi. Thiếu gia, đại ca ca, lão đại, giang giật, giang tiểu nô tiểu phỉ tiền vạn quán bọn người vội vàng kinh hãi, giang tiểu nô hóa thành một đạo lục quang đem giang giật theo trong biển ôm đi lên, tiểu phỉ tiền vạn quán thiên thiên chiến vô song bọn người vội vàng bay tới. Chiến vô song cùng tiền vạn quán thế mới biết, giang giật vừa rồi sở dĩ không giết, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, hắn bị trọng thương. Ảnh hoàng, ngao lư lạnh giọng quát khẽ đạo, ảnh hoàng mặc dù nửa chết nửa sống, nhưng vẫn là lập tức khom người đáp, đại đế. Người tự mình đi một chuyến, bảo đảm nhân tộc liên quân rời khỏi vô tận biển sâu. Ngao lư vung tay lên ảnh hoàng hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất, ngao lư lại hướng còn lại phong hào yêu hoàng hạ lệch, để bọn hắn không chế thế cục, cứu chữa sắp chết yêu tộc. Lúc này mới nhìn qua Giang Tiểu nô nói, mà người ra thiếu ra đi huyền Vũ Thành, hắn nội tạng có thể bị chấn bể. Giang giật đã ngất đi, Giang tiểu nô cùng tiền vạn quán bọn người vội vàng mang theo hắn hướng huyền vũ thành bay đi, ngao lư cũng trở về đi, hắn thụ thương thật nghiêm trọng, bất quá vạn hạnh hết thảy đều sống qua tới. Hắn nhìn qua ngất đi giang giật, khóe miệng đều là cười nhạt ý. Tiểu tử này cảnh giới vẫn là quá thấp A, à, có được huyền thần khải thế mà còn thụ nghiêm trọng như vậy tổn thương, bất quá có thể chống đỡ lâu như vậy thời gian không có ngã xuống, cái này ý chí lực cũng quá đáng sợ. Giang giật dòng dã ngủ say 5 ngày 5 đêm, bên này đại chiến tin tức lại vẻn vẹn ba ngày tiểu truyền khắp đông hoàng đại lục tiếp theo truyền khắp toàn bộ thiên tinh giới sở hữu nhân tộc đại lục tại cửu đế gia tộc đại các gia tộc tận lực lừa dối phía dưới chân tướng sự tình có chút bị bóp méo nhân tộc đại quân lúc đầu thế như trẻ tre chém giết mấy ngàn vạn yêu tộc đại quân còn đem hại chết vài tỷ nhân tộc chủ sử sau màn ngao lưu trọng thương yêu tộc đại bộ phận yêu hoàng trọng thương sắp chết tại yêu tộc sẽ hủy diệt lúc nhân tộc phản đồ giang giật xuất hiện hắn trợ giúp yêu tộc đối nhân tộc cường giả đại sát đặc sát, chém giết cửu đế một trong tà đế, đánh giết nhân tộc ngàn vạn võ giả, để nhân tộc đại thắng biến thành đại bại, bất đắc dĩ chỉ có thể rút quân. Đông Hoàng đại lục ước vạn vạn con dân, ngày chính đêm chờ đợi nhân tộc đại thắng tin tức truyền đến, cuối cùng lại đợi đến một cái kết cục như vậy. Toàn bộ đại lục sôi trào, nếu như là yêu tộc quá mạnh nhân tộc không địch lại, vậy bọn hắn sẽ không nói cái gì, lại là nhân tộc bại hoại phản đồ trợ giúp yêu tộc, tất cả mọi người giận không thể nghỉ chửi ầm lên. Nghịch tặc, mà đầu, bại hoại, cầu tặc, ác ma. Đủ loại tiếng xấu gắn ở giang giật trên đầu, đông hoàng đại lục vô số thành trì khắp nơi có thể thấy được đều tại mắng to giang giật, thậm chí có người cho giang giật rèn đúc pho tượng, đặt ở thành trì trên quảng trường, để vô số người phỉ nhổ, quất. Ta hoàng trở thành đời thứ nhất tả đế, hắn phát ra thông cáo, ta ra bắt đầu từ hôm nay cùng giang giật thế bất lưỡng lập, coi như tả ra chiến tử đến người cuối cùng cũng sẽ nghĩ hết biện pháp đánh giết giang giật, hình mộng huyền nhất chiến thành danh, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cũng nổi lên mặt nước hiện ra ở trước mắt người đời. Tại vô tận biển sâu hình mộng huyền triển lộ nàng cường đại thủ đoạn cùng chiến lực, nhất cử trở thành toàn bộ đại lục tuổi trẻ nam tử trong lòng nữ thần, danh tiếng hoàn toàn vượt trên y thiền doãn nhược băng mấy con phố. Thậm chí giờ khác này y thiền cùng doãn nhược băng cũng bắt đầu bị người nhục mạ, bởi vì hai người này cùng giang giật dây dưa không rõ, doãn nhược băng trở thành giang giật nữ nhân, càng làm cho rất nhiều hâm mộ ghen tị bọn công tử nói xấu vũ nhục, nói nàng từ cam đọa lạc, đã bị ma hóa, không còn là nguyên lai like cái kia thuần khiết hoa tiên tử. Y ra lần này không có xuất chiến, y thiền còn cùng giang giật mập mờ không rõ, y ra thanh danh thoáng cái cũng xấu. Phật đế Phật Hoàng bọn người mất tích những cái kia bình dân dân chúng cũng không biết rõ, sở dĩ trong lúc nhất thời lời đồn nổi lên bốn phía, có người nói y ra đã cùng giang giật yêu tộc cấu kết với nhau, cũng là lần này chủ sử sau màn một trong, còn có vô số người đề nghị còn lại gia tộc liên thủ đem y ra tiêu diệt. Âm đế lâm trận bỏ chạy, còn có Trần Gia nâng ra di chuyển sự tình bị bộc ra, âm đế cùng Trần Gia cũng đến nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Chiến gia rất hợp thời máy đem năm đó giang giật bái âm đế vi sư tin tức truyền ra, Trần Gia thoáng cái cũng thay đổi thành gian tế, biến thành phản tặc. Chiến gia đồng thời cũng phát ra thông cáo, đem chiến vô song trục xuất chiến gia, tương thiên tinh đại lục chiến gia nhất tộc nhận định là phản đồ, vĩnh thế không phải nhận tổ quy tông, nếu dám ra đông hoàng đại lục giết chết bất luận tội. Trong lúc nhất thời, cùng Giang Giật có quan hệ tất cả mọi người trên lưng một thế bêu danh, ghi vào sách sử, bị hậu nhân đời đời kiếp kiếp nhục mạ, vì đó phỉ nhổ. chương 1196, đừng tìm nha đầu này là địch. Giang Giật lần này bị thương hoàn toàn chính xác rất nặng, huyền thần khải lực phòng ngự kinh thiên, thần khí chiến giáp người bình thường không phá hư được, mà lại bên trong còn có huyền đế ngưng khắc cường đại phòng ngự đạo văn. Đáng tiếc sử dụng thần khí người quá yếu, chiến đế đám người công kích quá mạnh mẽ, Giang Giật xương cốt bị chấn bể mười mấy cây, nội tạng càng là hoàn toàn bị đánh rách tả tơi. hắn tại ngày thứ sáu tỉnh lại, sắc mặt còn rất khó coi. tại hỏi thăm vài câu, biết được nhân tộc đại quân đã thối lui tội đảo, lưu lại bộ phận đại quân còn lại toàn bộ lui về đông hoàng đại lục về sau. hắn lần nữa chìm vào giấc ngủ. ngày thứ 8 hắn sau khi tỉnh lại, lần này thương thế khôi phục được không tệ, bỗng nhúc nhích thân tử không còn như toàn thân đều như tê liệt thống khổ. giang tiểu nô ngày đêm ngồi tại bên giường một ngực phục thị lấy hắn, tiểu phỉ ngược lại là ở một bên ngủ gật tiền vạn quán cùng chiến vô song ngồi ở một bên nhỏ giọng nói chuyện, thiên thiên cùng ngao lư không thấy tâm hơi. Thiếu ra, người đã tỉnh a à, tiểu nô nhìn thấy giang giật tỉnh, mừng rỡ kêu lên, giang giật khóe miệng khẽ động lộ ra mỉm cười, nhìn qua giang tiểu nô tinh thần có chút hoảng hốt. Mấy năm không thấy giang tiểu nô triệt để trưởng thành, rút đi thiếu nữ ngây ngô, biến thành một cái thật tiểu mỹ nhân, nàng khí chất vẫn là cùng năm đó đồng dạng thanh thuần ngọt ngào, như một đóa thuần khiết hoa bách hợp. Giờ phút này trên mặt tràn đầy theo sâu trong linh hồn phát ra vui sướng, cũng làm cho người dị thường dễ chịu ấm áp. Giang Tiểu Nô không biến thân lúc, nàng cũng không lộ ra kinh diễm, chỉ làm cho người thoải mái hương vị, cùng với nàng cả người đều sẽ trở nên nội tâm yên tĩnh nhẹ nhõm, vô cùng dễ chịu, như trong ngày mùa đông tắm rửa tại ánh mặt trời ấm áp phía dưới. Sau khi biến thân khí chất đại biến, trở nên dị thường lãnh diễm cao quý, như một tôn nữ chiến thần. Tiểu Nô, mấy năm này để ngươi chịu khổ, đều do thiếu gia Giang giật có chút áy náy nói, Giang tiểu nô lắc đầu nói, tiểu nô không khổ, thiếu gia mới khổ, tiểu nô chỉ tự trách mình không dùng không thể giúp thiếu gia. Ha ha, tiểu nô ngươi rất lợi hại, không thể so với thiếu gia tranh lệch. Giang giật nhớ tới Giang tiểu nô đánh giết bán thần như ngắt chết kiến tộc thủ đoạn tàn nhẫn, rất vui mừng cảm khái nói, có ai có thể nghĩ đến năm đó ở thiên võ thành tiểu nha đầu, hôm nay có thể chém giết bán thần đâu. Giang tiểu nô thẹn thùng cười nói, lại có ai nghĩ đến, Năm đó ở Giang Gia bị người khi dễ thiếu ra, hôm nay có thể chém giết tả đế đâu. Ha ha ha, tiền vạn quán cùng chiến vô song đi tới, tiền vạn quán cười nói, lão đại tiểu nô muội muội các người cũng đừng thổi phồng nhau, nghe được chúng ta đều nổi ra gà. Chiến vô song hiểu ý cười một tiếng, lập tức nhớ tới cái gì nói, Giang Giật, phụ thân bọn hắn. Tại huyền thần cung bên trong đâu, Giang Giật trong tay giới chỉ sáng lên, huyền thần cung xuất hiện đem Giang Vân Hải bọn người truyền tống ra, Tiền quỹ cùng chiến nhất minh vừa xuất hiện, tiền vạn quán cùng chiến vô song trên mặt biểu lộ động lại, hai người trùng điệp quỳ xuống, Giang Tiểu Nô nhìn thấy Giang Vân Hải khẽ giật mình, lập tức lệ nóng doanh trọng, quỳ nghẹn ngào nói ra, đại gia gia. Tiểu Nô vạn quán, vô song, Giang Vân Hải bọn người bản đều ở bên trong bế quan tu luyện nghỉ ngơi, bỗng chốc bị truyền tống ra, lại thấy được mấy cái ngoại ý muốn người nhất thời cuồng nghỉ không thôi, Giang Vân Hải một cái tay đem Giang Tiểu Nô kéo lên, nước mắt tuôn đầy mặt nói ra Tiểu Nô, bé ngoan, mau dậy đi, tiểu nha đầu trưởng thành, trở nên đẹp. Tiền quỹ cùng chiến nhất mình cũng nước mắt tuôn đầy mặt, ngày đó tiền vạn quán cùng chiến vô song đi theo giang giật đi, trong hai người tâm cực kỳ không bỏ. Mấy năm không thấy chính mình hài tử đều tiền đồ, hai người rất là vui mừng. Chiến vô song lập tức lại cho Vân Thiên Kình quỳ xuống, đáng tiếc Vân Phỉ đi tuyết vực, để Vân Thiên Kình có chút tiếc nuối. Xa xa xa, đúng lúc này, bên ngoài vang lên một trận tiếng bước chân, Ngao Lư cùng Thiên Thiên đẩy cửa vào, chiến vô song tiền vạn quán liền vội vàng hành lễ sau đó cho chiến nhất minh bọn người giới thiệu nói vị này là vô tận sâu hải yêu tộc đại đế ngao lư đại nhân đây là thiên thiên công chúa a à, a à, tham kiến đại nhân tham gia công chúa